Y đạo quan đồ trương nhất châm. Chương 386, quả táo. Trịnh Ba mỉm cười nói, cô không cần phải lo. Đến nơi rồi cô sẽ biết. Tạ Quân Sước cắn môi, từ sáng nay, cô đã không liên lạc được với anh mình. Cô lấy điện thoại ra, đang muốn gọi điện thoại, thì bị Trịnh Ba giật lấy. Tạ Quân Sước ngớ người, ngạc nhiên nói, anh trả lại điện thoại cho tôi. Trịnh Ba cười đáp, xin lỗi, cấp trên của tôi có quy định, trong lúc điều tra, cô không được liên lạc với bên ngoài. Tạ Quân Sước ngay lập tức cảm thấy sự việc có gì đó bất thường, cô tức giận, dừng xe, tôi không phạm pháp, anh dựa vào đâu mà cắt đứt liên lạc của tôi với bên ngoài, dừng xe. Nhưng chiếc xe không những không dừng, mà còn lao nhanh ra ngoài, Tạ Quân Sước nhìn thấy, đây không phải là đường đến cục công an, chiếc xe đã lái vào khu khai phá, đi ra phía đông Phong Trạch. Tạ Quân Sước đẩy cửa xe ra, cô muốn nhảy từ trên xe xuống, thì bị Trịnh Ba tóm lấy tóc kéo cô lại. Trịnh Ba cười lạnh lùng nói, cô không muốn sống nữa à? Tạ Quân Sước kêu thất thanh một tiếng, Trịnh Ba dùng tay đánh vào cổ cô, làm cho Tạ Quân Sước ngất đi, sau đó móc còng ra còng hai tay cô lại, viên cảnh sát đang lái xe thấp giọng nói, đội trưởng Trịnh, đi đến đâu? Trịnh Ba lạnh lùng nói, núi Phục Sơn, gã rút điện thoại ra, gọi cho số của Triệu Quốc Đống, thấp giọng nói, cục trưởng Triệu, người đã nằm trong tay tôi rồi. Triệu Quốc Đống chỉ nói hai tiếng, rất tốt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chiếc di động trên bàn vang lên từng hồi, Tạ Đức Tiêu nhận ra đó là số của em gái, gã nhìn Lương Cường đầy khẩn cầu, để tôi nghe điện thoại đi. Lương Cường nghiêm khắc nói, đừng có làm trò. Đó là của em tôi, thật đấy, tôi không lừa anh đâu, anh để tôi nghe điện thoại, nếu không nó thấy tôi không nghe thế này, nhất định sẽ báo cảnh sát, đến lúc đó các anh còn phiền hơn. Lương Cường do dự một lúc, cuối cùng gật đầu, không để gã nghe điện thoại của em gái thật sự là không đủ tình người. Lương Cường nói, anh nhớ kỹ cho tôi, không được phép nói linh tinh. Yên tâm đi, yên tâm đi. Tạ Đức Tiêu cầm điện thoại lên, alo. Đối phương yên lặng một lúc, rồi mới có một giọng trầm vang lên, Tạ Đức Tiêu, em gái của anh đang nằm trong tay tôi, phải làm thế nào, anh đã hiểu chưa? Tạ Đức Tiêu đứng bật dậy, toàn thân đầy mồ hôi, anh là ai? Đừng có hiếu kỳ như thế, chỉ cần anh không nói linh tinh, thì tôi chắc chắn em gái anh sẽ không sao, nếu như anh dám nói linh tinh ra ngoài, thì hì hì, đối phương cười lạnh lùng một tiếng rồi cụp máy. Mặt Tạ Đức Tiêu trắng bệch, cầm điện thoại đứng đờ đẫn ở đó. Lương Cường cũng cảm thấy lạ, vội vàng bước đến, sao thế? Tạ Đức Tiêu khóc mếu nói với gã, em gái tôi bị người ta bắt rồi, hay là, anh nói với họ. Gã giả bộ đưa điện thoại cho Lương Cường không biết đó là giả vờ, giơ tay ra lấy chiếc điện thoại. Không ngờ Tạ Đức Tiêu đấm một nhát nhanh như chớp vào cằm Lương Cường, làm cho cảnh trước mắt gã trở nên mờ dần, gã thoi thóp anh. Thân hình Tạ Đức Tiêu lung lay trước mắt gã, xin lỗi, tôi phải đi cứu em gái tôi. Tạ Đức Tiêu vừa giải thích, vừa lấy khẩu súng trên người Lương Cường, rồi lại kéo người Lương Cường lên chiếc giường ở góc tường, rồi còng tay Lương Cường lại ở đầu giường. Tạ Đức Tiêu cất xong khẩu súng, rồi nhặt chiếc điện thoại dưới mặt đất, đẩy cửa phòng đi ra ngoài, gã nhanh chóng gọi điện cho Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống đang đi đi lại lại trong phòng làm việc, lòng như lửa đốt, thấy số của Tạ Đức Tiêu, vội vàng nghe điện thoại, Tạ Đức Tiêu, anh đang ở đâu? Tạ Đức Tiêu đang ở đống vật liệu phế thải. Bóng của gã bị mặt trời chiếu vào trở nên rất dài, cục trưởng Triệu, muốn diệt khẩu có phải không? Triệu Quốc Đống cười ha ha nói, Đức Tiêu, chúng ta là huynh đệ bao năm rồi, là bạn cũ của nhau, anh sao lại nói vậy? Tạ Đức Tiêu nói, bạn cũ, huynh đệ tốt, anh bắt em gái tôi làm gì? Triệu Quốc Đống thở dài nói, tại sao anh phải trốn? Tại sao anh không tin tôi? Nếu như chúng ta gặp mặt nói chuyện với nhau chẳng phải là được rồi sao? Triệu Quốc Đống, tôi là người thế nào, có lẽ anh nên hiểu, nếu như em gái tôi bị thương dù chỉ là một chút, tôi sẽ làm cho anh thân bại danh liệt, không thể nào sống lại được. Trên mặt Triệu Quốc Đống bắt đầu nhăn lại, Đức Tiêu, anh có ý gì? Tạ Đức Tiêu nói, anh là người như thế nào anh tự biết, với loại người như anh, tôi không thể không đề phòng, anh thả em gái tôi ra, tôi sẽ lập tức đưa nó rời khỏi Phong Trạch, không bao giờ quay về nữa, anh sẽ không cần phải lo chuyện nhận hối lộ của anh bị bại lộ. Mọi người đã nói toạc móng heo, Triệu Quốc Đống cũng chẳng cần giấu nữa, Tạ Đức Tiêu, tôi cho anh một cơ hội, 12 giờ tối nay ở Lâm Gia Bá. Nói xong Triệu Quốc Đống cụp điện thoại. Tạ Đức Tiêu mím môi, gã cất chiếc di động đi, sờ chiếc súng trong lòng, ánh mắt đột nhiên trở nên kiên nghị.
Trịnh Ba quay người lại nhìn, chiếc xe bánh mì đó đã đi theo họ rất lâu, với trực giác của cảnh sát, Trịnh Ba đoán được mình đã bị ai đó theo dõi, gã ra lệnh bỏ xa chiếc xe bánh mì phía sau. Lái xe gật đầu, khi đèn giao thông đã chuyển sang màu đỏ, gã đạp mạnh ga, chiếc xe lao về phía trước. Khưu Kim Trụ thấy Trịnh Ba đột ngột tăng tốc, ngay lập tức đuổi theo, nhưng khi gã đến đầu đường, thì một chiếc xe chở hàng chạy qua, Khưu Kim Trụ đành phải đạp ga, đến khi chiếc xe chở hàng đi qua, thì chiếc xe của Trịnh Ba đã không thấy đâu nữa. Khưu Kim Trụ rất khổ sở, gã ngay lập tức báo cáo cho Trình Diệm Đông chuyện này. Trình Diệm Đông và Trương Dương cùng đến khu khai phá, Trình Diệm Đông nghe thấy Khưu Kim Trụ đã mất dấu, tức giận nói, lão Khưu, anh làm gì vậy hả? Nhưng thông tin xấu liên tiếp ập đến, bên Khưu Kim Trụ vừa nói mất dấu, thì bên này, Lương Cường lại gọi điện thoại đến, Tạ Đức Tiêu đã trốn thoát. Trình Diệm Đông tức đến độ suýt chửi thề, gã lên kế hoạch lâu như vậy, chỉ còn chút nữa là thành công rồi, nhưng ở lúc quan trọng nhất lại xảy ra việc. Trương Dương ngồi bên cạnh Trình Diệm Đông, sau khi hiểu được đã xảy ra chuyện gì, bình tĩnh nói, không sao, chỉ cần Tạ Đức Tiêu không rơi vào tay Triệu Quốc Đống, thì chúng ta sẽ có cơ hội. Trịnh Ba bắt Tạ Quân Xước đi nhất định có liên quan đến Tạ Đức Tiêu, họ bị Tạ Đức Tiêu nắm được chuyện gì đó, sợ Tạ Đức Tiêu nói linh tinh. Trình Diệm Đông thở dài, Lương Cường thật là ngốc, không những không trông được Tạ Đức Tiêu, còn bị lấy mất súng nữa chứ, thật là mất mặt. Trương Dương nói, bảo người để ý Triệu Quốc Đống, tôi thấy Tạ Đức Tiêu nhất định sẽ đi tìm anh ta. Trình Diệm Đông gật đầu. Trương Dương lại nói, nhà Triệu Quốc Đống có những ai? Cũng cho người bảo vệ họ, Tạ Đức Tiêu rất quý người em này, Triệu Quốc Đống làm quá thể, tiểu tử này rất có thể làm được mọi thứ. Trình Diệm Đông được Trương Dương nhắc, đột nhiên nghĩ lại Triệu Quốc Đống có một đứa con trai bảo bối đang ở trường tiểu học trên đường Quang Vinh của Phong Trạch. Gã nhìn một chút, sắp đến lúc tan học rồi, vội vàng quay đầu xe đến trường tiểu học. Trên đường, Trương Dương gọi điện cho Cục trưởng Cục Công an Giang Thành Vinh Bằng Phi, kể lại tất cả chuyện này cho Vinh Bằng Phi, có điều không nói về việc Trình Diệm Đông mang Tạ Đức Tiêu đi, cũng không nói rõ quá trình bố cục của Trình Diệm Đông. Sau khi Vinh Bằng Phi nghe xong, ngay lập tức nói sẽ phái Khương Lượng đến Phong Trạch để phối hợp việc này. Trương Dương nhân cơ hội này nói rằng, việc này do thị cục ra mặt, không được để ảnh hưởng quá lớn, Vinh Bằng Phi là người rất nhanh nhẹn, vừa biết đã hiểu Trương Dương đang lo về điều gì. Gã bảo Trương Dương làm việc phải hết sức cẩn thận, trước khi sự việc được làm rõ, cố gắng không được manh động. Trương Dương và Trình Diệm Đông phân tích quả nhiên không sai, Tạ Đức Tiêu mặc dù đã hẹn với Triệu Quốc Đống gặp nhau vào buổi tối, nhưng gã không tin tưởng Triệu Quốc Đống, vì vậy gã cũng dùng biện pháp của Triệu Quốc Đống để đối phó với gã. Trường tiểu học Quang Vinh Lộ đã đến giờ tan lớp, các bạn nhỏ tíu tít bước ra khỏi vườn trường, Tạ Đức Tiêu ngồi trong một chiếc xe thuê được, khi gã nhìn thấy bóng người mập mập của Triệu Ái Quốc xuất hiện trong vườn trường, đẩy cửa xe bước xuống, đến trước mặt Triệu Ái Quốc, Tạ Đức Tiêu cười nói, Ái Quốc. Triệu Ái Quốc năm nay học lớp 5, vì Tạ Đức Tiêu thường xuyên đến nhà cậu bé, nên cậu bé đã quen với Tạ Đức Tiêu, cười nói, chú Tạ, sao chú lại đến đây ạ? Tạ Đức Tiêu cười nói, chú và cha cháu đã hẹn nhau tối nay ăn cơm, đáng lẽ cha cháu sẽ đến đón cháu, nhưng trong cục đột nhiên có việc, vì thế bảo chú đến đây đón cháu đi ăn cơm. Triệu Ái Quốc không hề nghi ngờ gì với lời của gã, đang chuẩn bị cùng gã lên xe, thì lúc này bóng người của Trương Dương và Trình Diệm Đông xuất hiện trước mặt gã, Tạ Đức Tiêu không hề ngờ được rằng họ có thể nghĩ ra gã ở chỗ này, sắc mặt ngay lập tức thay đổi hoàn toàn, đang chuẩn bị chạy trốn, thì tay đã bị Trương Dương nắm lấy. Trương Đại Quan có năng lực rất mạnh, vừa bóp một cái, đã làm cho nửa thân người Tạ Đức Tiêu tê dại, ngay lập tức mất đi năng lực phản kháng. Triệu Ái Quốc cũng nhận ra Trình Diệm Đông, cười nói, chú Trình, chú cũng đến rồi ạ. Triệu Diệm Đông cười gật đầu, Ái Quốc à, hôm nay cha cháu có việc, nói rằng tối nay không về nhà ăn cơm nữa, bảo cháu mau về nhà làm bài tập. Triệu Ái Quốc hỏi hơi buồn, chẳng phải nói là ra ngoài ăn cơm sao ạ? Trình Diệm Đông nói, cháu cố gắng học tập. Bài tập còn chưa làm, ăn cơm gì chứ? Mau về nhà đi, mẹ cháu còn đợi ở nhà kìa. Triệu Ái Quốc lúc này mới bực bội bước đi, đứa trẻ này không biết, vừa nãy nó đã trải qua một phen nguy hiểm. Sắc mặt Tạ Đức Tiêu trắng bệch nhìn Trương Dương, gã thấp giọng nói, tôi không muốn làm hại đứa bé này. Trình Diệm Đông tức giận nói, lên xe. Tạ Đức Tiêu cúi đầu bước vào chiếc xe ô tô của Trình Diệm Đông, Trình Diệm Đông giơ tay với gã. Tạ Đức Tiêu thở dài, rút chiếc súng của Lương Cường ra trả lại cho Trình Diệm Đông. Trương Dương nói, được lắm, lấy gậy ông đập lưng ông, suýt nữa thì anh trở thành bọn bắt cóc tống tiền rồi đấy.
Tạ Đức Tiêu nói, là vì họ đã bắt em gái tôi. Trình Diệm Đông tức giận nói, anh có biết anh đang phạm tội không? Tạ Đức Tiêu nói, ai dám ăn hiếp em gái tôi sẽ không tha cho người đó. Trương Dương nghĩ đến việc lúc đầu tên này vì hiểu lầm mình mà chạy đến phòng làm việc của thị trưởng hành hung công khai, thầm thở dài, nếu như mình tha cho gã, thì cuối cùng tên này vẫn phải vào tù. Trương Dương nói, Triệu Quốc Đống tại sao lại bắt em gái của anh? Tạ Đức Tiêu không nói gì. Trương Dương nói, Tạ Đức Tiêu, tốt nhất là anh nói mọi chuyện ra, nếu không thì tôi không thể giúp anh. Tạ Đức Tiêu hơi xúc động, anh giúp tôi thế nào? Trương Dương nói, Triệu Quốc Đống bắt em gái anh là để uy hiếp anh, bảo anh đừng để lộ việc của gã ta ra, nếu anh muốn em gái anh bình an vô sự, thì nhất định phải đưa chứng cứ Triệu Quốc Đống phạm pháp cho chúng tôi, để pháp luật trừng trị anh ta, chỉ có tống anh ta vào tù, thì em gái anh mới bình yên vô sự được. Tạ Đức Tiêu nói, các người không hiểu Tạ Quốc Đống đâu, người này việc gì cũng dám làm cả. Lúc này Khưu Kim Trụ lại gọi điện đến, báo cáo một tin tốt với Trình Diệm Đông, đó là đã tìm thấy chiếc xe của Trịnh Ba, ở dưới núi Phục Nghiêu, gã mang mấy cảnh sát đến đó thăm dò. Tạ Quân Sước tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng tường sắt tối om, cô giãy giụa, nhưng hai tay đã bị còng, miệng cũng bị bít chặt. Trịnh Bang ngồi đối diện cô yên lặng nhìn cô. Trong bóng tối khói thuốc phà ra theo nhịp thở của gã, Trịnh Ba thấp giọng nói, yên tâm đi, tôi sẽ không làm hại cô. Cổ họng Tạ Quân Sước phát ra tiếng ư ư. Trịnh Ba hút một hơi thật sâu vào rồi nói, có phải muốn nói gì không? Được, tôi thả cô ra, nhưng cô không được phép kêu. Tạ Quân Sước gật đầu. Trịnh Ba bước lên trước, lấy miếng vải trong miệng cô ra. Tạ Quân Sước thở một hơi rồi nói, anh có biết anh đang phạm tội không? Trịnh Ba cười nói, muốn thuyết phục tôi à? Được, tôi cho cô một cơ hội, dù sao thì tôi giờ cũng chẳng có việc gì làm. Tạ Quân Sước nói, rõ ràng anh là cảnh sát, tại sao lại làm những việc như thế này? Trịnh Ba nói, thực ra, cả một đời, con người luôn giật giờ giữa biên giới của cái thiện và ác, dù là cả đời cô làm việc tốt, nhưng không cẩn thận làm phải một việc xấu thì một việc xấu đó sẽ phủ định tất cả những nỗ lực của cô, sẽ hủy hoại hết tất cả những gì cô đã làm được. Thậm chí hủy hoại cả cuộc đời cô. Anh đã biết vậy, tại sao còn làm? Tạ Quân Sước không hiểu. Trịnh Ba nói, tôi muốn làm một người tốt, vì thế sau khi tôi làm việc xấu đó, tôi cố gắng để giấu giếm nó, tôi muốn giấu tất cả mọi người, tôi muốn tiếp tục sống với thân phận của người tốt, nhưng tôi phát hiện ra, để bảo vệ cái hình tượng người tốt đó của tôi không thể không tiếp tục làm chuyện xấu, khi tôi làm một chuyện xấu mới. Để giấu nó đi, tôi lại phải tiếp tục làm tiếp, trong ánh mắt của gã đầy ắp sự cô đơn và bi thảm. Tạ Quân Sước nói, anh có thể thay đổi, anh có thể cho mình một cơ hội làm lại từ đầu. Tôi là cảnh sát, chẳng lẽ cô cho rằng một nửa cuộc đời còn lại của tôi có thể bắt đầu phạm tội sao? Trịnh Ba thở dài. Tạ Quân Sước nói, tại sao lại phải đối phó với anh tôi? Trịnh Ba nói, thế giới này dù là thiện hay ác, xấu hay tốt, đều có quy tắc cả, đã làm, thì phải làm theo quy tắc. Nhưng anh của cô đã phá vỡ quy tắc đó. Trịnh Ba nhìn ra bên ngoài thông qua một kẽ hở, ánh mắt của gã đột nhiên lạnh như băng, gã phát hiện có người đang tiến gần căn phòng sắt của họ. Trịnh Ba cầm chiếc súng dí vào đầu Tạ Quân Sước, không được kêu. Tạ Quân Sước nhìn Trịnh Ba, đột nhiên nhắm mắt lại, cố hết sức kêu lên, cứu với. Tay Trịnh Ba đã đặt trên cò súng, nhưng không bóp cò, cánh cửa phòng sắt bị đá tung, Khưu Kim Trụ xông vào đầu tiên. Trịnh Ba giương súng nhắm vào gã, Khưu Trịnh Ba cũng nhắm chuẩn Trịnh Ba, ánh mắt hai người nhìn nhau, cuối cùng, khẩu súng của Trịnh Ba dần hạ xuống, vứt súng lên sàn. Triệu Quốc Đống lặng lẽ nhìn cánh cửa phòng làm việc, Khương Lượng mặc bộ quần áo cảnh sát đưa hai người cảnh sát bước từng bước lớn vào, ánh mắt Khương Lượng nghiêm khắc tuyên bố với Triệu Quốc Đống, đồng chí Triệu Quốc Đống, chúng tôi nhận được bằng chứng xác thực, anh đã tham lam nhận hối lộ, gây trở ngại cho công chứng tư pháp, mời anh đi theo chúng tôi về Giang Thành phối hợp điều tra. Triệu Quốc Đống đứng dậy, hai cảnh sát ngay lập tức một trái một phải đứng hai bên gã, Triệu Quốc Đống thấp giọng nói, tôi muốn bước ra đường đường chính chính. Khương Lượng lạnh lùng nói, từ lúc anh bắt đầu làm việc sai lầm đầu tiên, anh đã mất đi cơ hội đó. Triệu Quốc Đống bị công an Giang Thành giải đi, trước đó không hề có điểm báo gì, cũng không hề thông qua bất cứ bộ phận nào của Phong Trạch. Bí thư thị ủy Thẩm Khánh Hoa sau khi Triệu Quốc Đống bị giải đi mới nhận được tin. Vợ của Thẩm Khánh Hoa Triệu Quốc Ninh khóc lóc nói với y, lão Thẩm, họ dựa vào đâu mà giải Quốc Đống đi chứ? Ngay cả việc thông báo cũng không làm đã bắt người đi rồi, em trai tôi đã phạm phải tội gì cơ chứ? Tất cả mọi chuyện đều phải có chứng cứ, đúng không?
Thẩm Khánh Hoa cũng cảm thấy rất đột ngột, trước đó y không hề nghe ngóng được chút tin tức nào định nhắm vào Triệu Quốc Đống, theo những tình hình y biết được, thì Cục Công an Giang Thành trực tiếp đưa người đến giải Triệu Quốc Đống đi, đồng thời còn giải cả phó địa đội cảnh sát hình sự Trịnh Ba và hai người cảnh sát hình sự nữa. Đây tuyệt đối không phải là một chuyện bình thường, thành phố đi vòng qua y để ra tay với Triệu Quốc Đống cũng không phải là việc làm tự nhiên, mà tất cả đã điều tra từ trước. Nhưng tại sao y lại không có một tin tức gì? Điều này thật sự làm cho Thẩm Khánh Hoa cực kỳ khó hiểu. Chiếc đồng hồ vang lên điểm 9 giờ tối, tiếp sau đó là chuông cửa nhà Thẩm Khánh Hoa vang lên, Triệu Quốc Ninh lau nước mắt, đi mở cửa, đứng bên ngoài cửa là hai vợ chồng bí thư kỷ ủy Triệu Kim Phân, cục trưởng cục giáo dục Lưu Cường, sắc mặt hai người đều chẳng đẹp đẽ gì, Triệu Quốc Phân gọi một tiếng chị cả. Triệu Quốc Ninh kéo tay Triệu Kim Phân, còn chưa đợi nói chuyện, nước mắt đã trào ra, Kim Phân, rốt cuộc là thế nào? Em nắm công tác ở kỷ ủy, không thể không biết một chút phong thanh nào. Triệu Kim Phân đầy rẫy những bất an, sau khi Triệu Quốc Đống xảy ra việc, cô ta lập tức nghĩ đến việc này có liên quan đến Tạ Đức Tiêu, cô ta đã ngầm nói chuyện tố cáo với Triệu Quốc Đống trước, mục đích là để áp chế chuyện này trước khi nó to ra, nhưng cô ta không ngờ, sự việc lại đến nhanh như vậy, chớp mắt, Triệu Quốc Đống đã bị thành phố giải đi rồi. Hai vợ chồng Triệu Kim Phân vội vàng ngồi lên ghế sofa, từ lúc họ bước vào, Thẩm Khánh Hoa không nói câu nào cả, sắc mặt sầm xuống trông rất đáng sợ. Ánh mắt nhìn vào Triệu Kim Phân và Lưu Cường, 3 phút sau, mới nói Quốc Ninh, bà xuống dưới nhà xem mẹ thế nào. Triệu Quốc Ninh ngớ người, ngay lập tức hiểu rằng chồng mình muốn bảo mình đi, có một vài lời khi bà ở đó y không tiện nói. Triệu Quốc Ninh gật đầu, mặc dù hơi không tình nguyện, nhưng vẫn rời khỏi nhà xuống tầng dưới. Sau khi cánh cửa phòng đóng lại, Triệu Quốc Phân mới dũng cảm nói, bí thư Thẩm, tôi đến để nhận sai với ông. Ánh mắt Thẩm Khánh Hoa dần trở nên sắc nét, nói. Triệu Quốc Phân nói, gần đây kỷ ủy chúng tôi nhận được một bức thư, nói rằng Quốc Đống nhận hối lộ trong vụ kiến thiết lầu Cục Công an, vì thế tôi nói chuyện này với Quốc Đống, nhắc nhở anh ta. Thẩm Khánh Hoa tức giận nhìn Triệu Kim Phân, cô là bí thư kỷ ủy, mà ngay cả những nguyên tắc cơ bản nhất của kỷ luật đều không hiểu sao. Triệu Kim Phân không nói gì được nữa, thấp đầu xuống. Thẩm Khánh Hoa nói, xảy ra việc này. Tại sao không báo cáo cho tôi trước? Triệu Kim Phân nói, vì việc này chưa biết được thực hư, tôi thấy công việc của ông bận. Mượn cớ. Thẩm Khánh Hoa tức giận đùng đùng, y bước đi bước lại rồi nói, thành phố đã đưa Quốc Đống đi, cũng có nghĩa là họ đã nắm trong tay một vài chứng cứ. Cô là bí thư kỷ ủy, lại nói chuyện này ra với Triệu Quốc Đống là phạm pháp, cô có mục đích gì? Triệu Kim Phân nói, tôi không có mục đích gì cả, tôi chỉ cảm thấy Quốc Đống là em trai tôi, nên tôi không muốn. Thẩm Khánh Hoa lạnh lùng ngắt lời cô ta, Quốc Đống chỉ có 3 người chị. Câu này của Thẩm Khánh Hoa rất rõ ràng, Triệu Kim Phân nhà cô là họ hàng xa, cô và Triệu Quốc Đống chẳng thân thiết đến mức độ đấy. Triệu Kim Phân rất ngại ngùng, rõ ràng rằng cô ta đã cảm thấy sự tức giận của bí thư Thẩm, Lưu Cường nói, bí thư Thẩm, xin lỗi, vừa nãy tôi đã mắng cô ấy một trận rồi. Thẩm Khánh Hoa nói, ai chịu trách nhiệm xây dựng tòa nhà làm việc của Cục Công an? Tạ Đức Tiêu. Thẩm Khánh Hoa từng bước hỏi dồn, tòa nhà dạy học của Nhất Trung Phong Trạch là do ai phụ trách xây? Triệu Kim Phân nhìn sang chồng, hai người đều nhận ra sự sợ hãi trong ánh mắt của đối phương. Triệu Kim Phân cuối cùng dũng cảm nói, vẫn là anh ta. Thẩm Khánh Hoa nói, tôi hiểu rồi. Triệu Kim Phân còn muốn nói chút nữa, nhưng Thẩm Khánh Hoa đã xua xua tay, tôi rất mệt, các người về đi, mai còn phải đi làm. Thẩm Khánh Hoa đã có lệnh đuổi khách. Thì hai vợ chồng Triệu Kim Phân cũng không dám ở lại nữa, sau khi họ đi khỏi, câu nói tôi hiểu rồi của Thẩm Khánh Hoa vẫn vang vọng trong tai họ, Thẩm Khánh Hoa hiểu được điều gì rồi. Triệu Kim Phân ý thức được Thẩm Khánh Hoa đã hiểu rằng mình lợi dụng Triệu Quốc Đống, ý quyết không phải là ngẫu nhiên mà hỏi đến chuyện xây dựng tòa nhà dạy học của Nhất Trung Phong Trạch. Với năng lực và sự từng trải của y, nhất định đã nghĩ ra liên hệ trong hai việc đó đó. Và y cũng đã hiểu rằng tại sao Triệu Kim Phân lại đi ngược lại với quy định của kỷ ủy, nói chuyện này trước cho Triệu Quốc Đống. Hai vợ chồng Triệu Kim Phân tâm trạng nặng nề bước về nhà, đóng cửa lại, hai vợ chồng đều không bật đèn, Triệu Kim Phân giơ tay ra, sờ thấy bàn tay lạnh giá run rẩy của chồng, Lưu Cường đột nhiên ôm lấy vợ vào trong, ôm thật chặt, gần như Triệu Kim Phân không thở nổi, y có cảm giác như tất cả đổ sụp trước mắt, Triệu Quốc Đống bị thành phố trực tiếp gọi đi, Tạ Đức Tiêu thì không biết đi đâu. Xem ra chắc chắn gã đã bị khống chế rồi, chỉ cần Tạ Đức Tiêu mở miệng, y cũng đặt dấu chấm hết. Lưu Cường thấp giọng nói, Kim Phân, xin lỗi. Triệu Kim Phân ôm lấy chồng,
nhẹ nhàng vỗ vỗ lấy lưng y, giống như đang dỗ một đứa trẻ vậy, không sao, không sao đâu. Lưu Cường thấp giọng nói, anh không nên nhận số tiền đó, anh không nên. Triệu Kim Phân ôm lấy chồng mình, cảm thấy trên vai mình đã bị nước mắt thấm ướt, vào lúc quan trọng, Lưu Cường không kiên cường bằng vợ mình, y run rẩy, anh đi đầu thú, anh nói mọi chuyện ra, việc này không liên quan gì đến em. Triệu Kim Phân nói gì ngốc nghếch vậy, giờ đây vẫn chưa điều tra đến anh không chắc sẽ xảy ra chuyện, nếu như giờ mà anh đi, thì chẳng phải tự đâm đầu vào giỏ ư. Nhưng, Triệu Kim Phân bật đèn phòng khách, nhìn gương mặt chồng đầy nước mắt, cảm thấy rất đau lòng, kéo tay y ngồi xuống ghế sofa, lão Lưu à, sự việc vẫn chưa đến lúc xấu nhất, anh bình tĩnh chút đã rồi nói sau, được không? Lưu Cường gật đầu. Triệu Kim Phân nói, dù là Tạ Đức Tiêu bị bắt, nhưng anh ta cũng không thể nói tất cả mọi chuyện ra, anh ta cũng không phải tên ngốc, nói ra càng nhiều, thì tội của mình càng lớn, có lẽ sự việc này đến Triệu Quốc Đống là xong rồi. Lưu Cường nói, sao thế được, dù là anh ta không nói gì, nhưng em xem thái độ vừa nãy của Bí Thư Thẩm. Triệu Kim Phân nói, Bí Thư Thẩm là một người nhìn vào đại cục, Triệu Quốc Đống xảy ra việc, người khó coi nhất là ông ta. Ông ta là người đưa Triệu Quốc Đống từ một cảnh sát nhỏ mà lên được vị trí ngày hôm nay, ông ta vẫn rất quan tâm đến chúng ta, không thể đẩy chúng ta ra vào lúc này. Lưu Cường hiểu được ý của vợ, nếu như họ cũng xảy ra chuyện, thì sự việc của Phong Trạch nhất định sẽ dẫn đến sự chấn động lớn ở Giang Thành, mà họ đều là những cán bộ do Thẩm Khánh Hoa một tay đề bạt lên cả, đến lúc đó, thượng cấp nhất định sẽ nghi ngờ Thẩm Khánh Hoa. Khưu Kim Trụ dẫn Tạ Quân Sước xuất hiện thật sự trước mặt Tạ Đức Tiêu. Tạ Đức Tiêu mới hoàn toàn yên tâm lại. Tạ Quân Sước khóc chạy đến, thì bị Khưu Kim Tụ kéo lại, cô muốn gặp anh ta, đã cho cô gặp rồi, giờ cô vẫn chưa nói chuyện với anh ta được. Tạ Quân Sước khóc gật đầu, gọi một tiếng anh, rồi không nói gì được nữa, quay người rời đi. Tạ Đức Tiêu rất bình tĩnh, gã bắt đầu suy nghĩ về cục diện gã phải đối mặt bây giờ. Gã nói với Trương Dương, thị trưởng Trương, việc này, tôi không muốn kéo em gái tôi vào đây. Trương Dương gật đầu, cô ấy đã không sao, thì làm thế nào, anh nên hiểu. Tạ Đức Tiêu nói, tôi đã hối lộ Triệu Quốc Đống trong quá trình đấu thầu tòa nhà làm việc của Cục Công an, việc này tôi sẽ nói rõ ràng với bộ phận có liên quan. Trương Dương nói, những việc về sau không liên quan đến tôi, anh biểu hiện cho tốt, cố gắng được khoan hồng đại lượng. Hắn đứng dậy liếc sang Trình Diệm Đông, hai người rời đi, Trình Diệm Đông đã làm xong những thủ tục liên quan, chính thức giao Tạ Đức Tiêu cho Khương Lượng từ Giang Thành đến. Khương Lượng, Đỗ Vũ Phong đi trong đêm về Giang Thành để báo cáo tình hình cho Vinh Bằng Phi. Trương Dương và Trình Diệm Đông đến đại đường bên ngoài, Trình Diệm Đông thở dài một hơi, cuối cùng thì chiêu này của gã cũng đã thành công, Triệu Quốc Đống đã bị khống chế, còn Tạ Đức Tiêu vừa rồi cũng đã thừa nhận hối lộ cho Triệu Quốc Đống. Trương Dương hơi tiếc nói, Tạ Đức Tiêu thật là chẳng thành thật chút nào cả, ngoài việc của Triệu Quốc Đống, hỏi gì anh ta cũng không biết. Trình Diệm Đông nói, anh ta rất thông thuộc với những thủ đoạn của chúng ta, cũng hiểu rằng nói ra càng nhiều, thì trách nhiệm mình phải gánh chịu càng lớn, vì thế việc này anh ta chỉ nói đến Triệu Quốc Đống, với loại thương nhân kiến trúc đen tối như anh ta, thì những thủ đoạn kinh doanh nhiều vô cùng, tôi thấy, nếu như anh ta nói toàn bộ hành vi hối lộ của mình ra, thì chỉ sợ cả đời này sẽ không thoát ra được từ trong đó. Trương Dương nói, có nhiều lúc tôi chỉ muốn moi móc tất cả những việc phạm pháp ra, nhưng nghĩ đi nghĩ lại. Thì nếu như tất cả mọi việc đều bị lôi ra rồi, hậu quả khó mà lường trước được. Trình Diệm Đông nói, người không có ai là hoàn hảo cả, quan viên cũng vậy thôi, tước kia khi cha tôi còn sống, ông làm xưởng trưởng ở một xưởng kẹo, lúc đó tất cả mọi việc tham ô trong xưởng đều rất bình thường. Tôi nghe nói xong liền hỏi ông, tôi nói rằng, cha, danh tiếng của cả xưởng cha đều xấu lắm rồi, sao cha không quản thúc một chút đi, anh đoán xem cha tôi nói thế nào. Trương Dương rất có hứng thú, ông ấy nói thế nào. Cha tôi kể cho tôi nghe một câu chuyện, ông nói trước kia có một người, anh ta có một quả táo, nhưng trên quả táo có một chỗ bị sâu, thế là anh ta lấy chiếc dao nhỏ bắt đầu khoét mãi, chỗ sâu đó ngày càng lớn, đến khi anh ta đào hết lỗ sâu đó, thì phát hiện ra trên quả táo chẳng còn biết bao thịt nữa, người này rất hối hận, nếu như anh ta không đi khoét, thì anh ta còn một quả táo hoàn chỉnh, nhưng đã khoét đến cùng, thì chẳng còn táo nữa. Trương Dương trầm tư một lúc, hắn nghĩ về hàm nghĩa của câu chuyện. Một hồi sau mới thở dài nói, giờ đây xưởng kẹo thế nào rồi? Đóng cửa rồi, Trình Diệm Đông nói xong, lại bổ sung, có điều khi cha tôi còn sống, xưởng kẹo vẫn còn, hơn nữa công nhân còn được tăng lương nữa. Trương Dương nói, Triệu Quốc Đống chính là cái lỗ sâu, Phong Trạch chính là quả táo.
Trình Diệm Đông cười, dù là có bao nhiêu sâu, thì dù sao đây cũng vẫn còn một quả táo. Trương Dương nói, dù là tôi khoét không sạch, thì tôi cũng không thể để đám sâu bọ này tiếp tục ăn, mẹ kiếp, con nào dám ăn tiếp, tôi không đào cái lỗ sâu, mà giết chết sâu. Trình Diệm Đông nhìn Trương Dương, trong hai mắt lộ ra vẻ xúc động, gã nói chân thành, thị trưởng Trương, về sau tôi sẽ toàn tâm toàn sức giúp anh. Trương Dương cười nói, không phải là giúp tôi, mà là giúp nhân dân Phong Trạch, chúng những người bà con của chúng ta. Khi Trương Dương đến trước xe của mình, phát hiện ra Tạ Quân Xước đang đứng ở đó, Trương Dương cười nói, muộn thế này rồi, cô vẫn chưa về nghỉ à? Đợi anh, tìm tôi có việc. Tạ Quân Xước gật đầu nói, thị trưởng Trương, lần này anh tôi có sao không? Trương Dương không định giấu cô ấy, tội hối lộ của anh ta đã gần như nhận rồi. Tạ Quân Xước nói, thị trưởng Trương, cầu mong anh giúp anh ấy, anh tôi chẳng có ý gì khác, chỉ là muốn kiếm được nhiều tiền hơn chút thôi. Trương Dương nói, Tạ tiểu thư, việc này đã có bên Giang Thành trực tiếp đến làm, vòng qua Phong Trạch của chúng ta, cán bộ địa phương Phong Trạch như chúng tôi không tiện nhúng tay vào. Thực ra việc này đều là do một mình hắn làm thành, có điều giờ đây Trương Dương phải chối đây đầy. Tạ Quân Xước cũng nghe được ít nhiều, cô thở dài, hai mắt đầy nước. Trương Dương nói, có điều, anh trai anh là người làm chứng, được coi là lập công, có lẽ tòa sẽ xem xét đến biểu hiện của anh ta để giảm nhẹ mức hình phạt, còn việc định tội cuối cùng thì phải xem số tiền cụ thể. Tạ Quân Xước vẫn buồn rầu. Trương Dương thấy cô ấy như vậy cũng thấy động lòng trắc ẩn, hắn thở dài nói, cô cũng đừng buồn, cô hãy tin tưởng vào pháp luật, nhất định pháp luật sẽ cho anh ta một kết quả công bằng nhất, cô phải đi chỉnh lý một chút những số liệu của công ty đi, đợi những bộ phận liên quan đến điều tra. Tạ Quân Xước gật đầu. Trương Dương nói, tôi đưa cô về nhé, muộn thế này rồi, một mình phụ nữ đi nguy hiểm lắm. Tạ Quân Khước lắc đầu, không cần, tôi có xe của mình rồi. Cô chỉ chiếc xe auto bên cạnh xe của Trương Dương, mở cửa xe khởi động xe rồi đi mất. Sau khi Tạ Quân Xước khởi động xe, cô khóc, cô vừa khóc vừa lái xe, về sau mới phát hiện ra chiếc xe pickup của hắn đi theo đằng sau xe cô, trong lòng chợt cảm động, Trương Dương sợ cô xảy ra chuyện, vì vậy đưa cô đến cửa nhà, Trương Dương cũng không nói gì, quay đầu xe rồi đi lại con đường của mình. Trương Dương về đến khách sạn Bạch Lộ, phát hiện ra Khưu Kim Trụ đang ở ngoài cửa đợi hắn. Từ thái độ của Khưu Kim Trụ có thể nhận thấy rằng, giờ đây hắn có cảm giác như người nô lệ được đổi đời vậy. Khưu Kim Trụ còn khâm phục cả bản thân mình, mẹ kiếp, sao mà ta lại anh minh như thế này cơ chứ, vừa nhìn đã nhận ra Trương Dương là một minh chủ. Trương Dương nhìn thời gian, đã 10 rưỡi rồi, mà Khưu Kim Trụ vẫn đầy tinh thần. Khưu Kim Trụ nói, thị trưởng Trương, anh về rồi, tôi có mấy câu muốn nói với anh. Trương Dương cười nói, vào đây nói đi. Hắn đẩy cửa bước vào phòng. Khưu Kim Trụ đi theo hắn. Trương Dương nói, ở đây không có người ngoài, có việc gì, anh cứ việc nói thẳng ra, không phải ngại. Khưu Kim Trụ nói, Tạ Đức Tiêu không muốn lôi em gái của anh ta vào, cũng có nghĩa là, không muốn nói ra việc Triệu Quốc Đống bắt cóc Tạ Quân Xước. Trương Dương ngồi xuống đầu giường, cười hì hì nhìn Khưu Kim Trụ, vừa nhìn đã nhận ra tư tưởng của gã, người trực tiếp bắt Tạ Quân Xước là Trịnh Ba, quan hệ giữa Trịnh Ba và Khưu Kim Trụ khá tốt. Khưu Kim Trụ muốn nói đỡ cho Trịnh Ba, hai anh em nhà họ Tạ đều không muốn truy cứu chuyện này, cũng có nghĩa là Trịnh Ba có khả năng có thể thoát khỏi vụ này, bắt cóc là tội nặng. Trương Dương nói, Trịnh Ba là người của Triệu Quốc Đống, anh ta đã giúp Triệu Quốc Đống làm không ít chuyện xấu. Khưu Kim Trụ nói, người này tôi hiểu anh ta, rất trượng nghĩa, anh ta giúp Triệu Quốc Đống, là vì Triệu Quốc Đống trước kia rất chăm sóc đến anh ta, được coi là trả ơn. Trương Dương cười nói, anh cũng rất trượng nghĩa. Việc này không liên quan gì đến tôi, đó là việc của nội bộ công an các anh, về sau nhất định sẽ có người giải quyết. Lão Khưu, Triệu Quốc Đống nhất định bị bắt rồi, vị trí cục trưởng cục công an Phong Trạch phải đổi, anh xem có ai đủ tư cách để đảm nhận vị trí này. Khưu Kim Trụ đáp không hề do dự, Trình Diệm Đông. Chương 387, thật là trùng hợp quá. Câu trả lời của Khưu Kim Trụ khiến Trương Dương cảm thấy bất ngờ. Từ vẻ mặt của Khưu Kim Trụ cho thấy, gã không hề có thành phần giả dối ở bên trong, Trương Dương không nhịn được lìa hỏi, tôi cảm thấy anh cũng không tồi. Khưu Kim Trụ lắc đầu, trước đây tôi cảm thấy tôi khá, nhiều năm như vậy rồi, tôi thủy chung nhớ chuyện Triệu Quốc Đống cướp công của tôi thường nghĩ như thế này, nếu như năm đó Triệu Quốc Đống không cướp công, hiện tại người ngồi ở vị trí cục trưởng nên là tôi. Nhưng chuyện lần này khiến tôi nhìn thấy, Trình Diễm Đông ở phương diện năng lực hơn xa tôi.
Trương Dương quả thật không ngờ rằng Khưu Kim Trụ lại nhìn nhận vấn đề rõ ràng như vậy, hắn không khỏi bật cười, nói, lão Khưu, tôi rất hân thưởng lòng dạ của anh. Khưu Kim Trụ nói, trước đây tôi cũng chẳng được vậy đâu, nhưng trải qua nhiều chuyện, cũng tự dưng có chút lòng dạ thoáng đạt, tôi cũng không phải là không cố gắng, mà là tài không bằng người ta, tôi rất phục Trình Diễm Đông. Thái độ của Khưu Kim Trụ khiến Trương Dương vô cùng hài lòng, ở sâu trong lòng hắn cũng có khuynh hướng để Trình Diễm Đông thay thế Triệu Quốc Đống. Khưu Kim Trụ đối với chuyện của Trịnh Ba vẫn không yên tâm, gã nói khẽ thị trưởng Trương, chuyện của Trịnh Ba. Trương Dương nói, Trịnh Ba bắt cóc Tạ Quân Xước, nếu như Tạ Quân Xước không truy cứu thì tất nhiên sẽ không có vấn đề gì. Đúng rồi, còn cả Triệu Quốc Đống nữa, Triệu Quốc Đống hiện tại bị tống vào ngục, cho dù chúng ta không truy cứu thì gã chắc gì đã chịu bỏ qua cho người khác. Khưu Kim Trụ nhíu mày, hắn cảm thấy lo lắng của tiền cảnh của Trịnh Ba. Trương Dương nói, thân là cảnh sát, biết pháp mà phạm pháp, cho dù là Trịnh Ba may mắn thoát được một kiếp này thì loại người này về sau cũng không thể ở lại trong đội ngũ cảnh sát nữa. Bí thư thị ủy Phong Trạch Thẩm Khánh Hoa vẫn tỏ vẻ rất bình tĩnh trước việc của Triệu Quốc Đống, y không hỏi han gì cả, bởi vì dạng thái độ này mà y bị vợ là Triệu Quốc Hoa oán trách, một người làm chính trị rất nhiều lúc phải chịu cảnh cô độc. Thường thường khi đối diện với tình cảnh bị người nhà và bạn bè không hiểu, Thẩm Khánh Hoa không phải là không muốn hỏi, mà là không thể hỏi, vào loại thời khắc mẫn cảm như thế này, y phải biểu hiện ra sự trấn định hơn lúc bình thường, phải lấy bất biến ứng vạn biến. Y phải đảm bảo hệ thống chính trị của Phong Trạch tiếp tục vận hành theo quỹ đạo vốn có, không thể bởi vì chuyện của Triệu Quốc Đống mà thay đổi tiết tấu và bước chân vốn có, nếu không tất sẽ dẫn tới sự hỗn loạn của cả hệ thống chính trị, dẫn tới kết cục không thể nào đoán trước được. Khiến Thẩm Khánh Hoa cảm thấy vui mừng là, Triệu Quốc Đống ứng đối trên tòa, biểu hiện ra tố chất đặc biệt của nhân viên công an, trước mắt vấn đề bị vạch trần ra chỉ là sự kiện nhận hối lộ của hắn trong việc xây dựng tòa nhà văn phòng của Cục Công an, Triệu Quốc Đống không bởi vì mình bị sa lưới mà kéo theo người khác xuống nước. Thậm chí ngay cả bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh Triệu Kim Phân lúc trước đã để lộ nội dung bản tố cáo cho gã, gã cũng không nói ra, Triệu Quốc Đống hiểu rằng, kéo người khác theo, không những không giúp tội trạng của mình giảm nhẹ. Ngược lại sẽ khiến mình càng lún càng sâu. May mà Tạ Đức Tiêu cũng biết rõ chuyện này, sự uy hiếp và dụ dỗ của cơ quan kiểm sát Giang Thành đều không thể khiến Tạ Đức Tiêu cung cấp ra những tin tức có giá trị, nếu như là ở thời chiến tranh, hai người đều là nhân tài làm đảng viên. Quần Long không thể vô thủ, đặc biệt là đơn vị trọng yếu như Cục Công an Phong Trạch, sau khi Triệu Quốc Đống bị bắt, Trình Diễm Đông đương nhiên chủ trì công tác trong Cục, Cục Công an thành phố Giang Thành rất nhanh liền hạ công văn. Do Trình Diễm Đông đảm nhiệm chức địa cục trưởng Cục Công an Phong Trạch, mà Thường ủy thành phố sau khi trải qua thảo luận, cũng đồng thời đưa ra quyết định để Trình Diễm Đông đảm nhiệm chức bí thư đảng ủy Cục Công an. Đại đội trưởng hình cảnh Khưu Kim Trụ lần này cũng được đề thăng, đảm nhiệm chức phó cục trưởng Cục Công an Phong Trạch, và là phó bí thư đảng ủy. Người tuyên bố Trình Diễm Đông đảm nhiệm chức đại cục trưởng Công an Phong Trạch là Thường ủy thành phố Giang Thành, cục trưởng Cục Công an Giang Thành Vinh Bằng Phi tự mình tới tuyên bố. Vinh Bằng Phi lần này sở dĩ tự mình tới là bởi vì chuyện xảy ra lần này của Cục Công an Phong Trạch quá trọng đại. Nội bộ Cục Công an Giang Thành cũng bị ảnh hưởng rất lớn, đương nhiên, Vinh Bằng Phi tới còn có một ý nghĩa nữa, y là chỉ rõ cho lớp lãnh đạo Phong Trạch rằng, lần này tiến hành xử trí Triệu Quốc Đống là chuyện của nội bộ hệ thống công an, không có liên quan gì tới những người khác, cũng là giúp Trương Dương chế tạo chứng cớ không liên quan. Sau khi Vinh Bằng Phi tuyên bố bổ nhiệm Trình Diễm Đông xong, hai vị lãnh đạo mới đều cùng y tới phòng nghỉ ngơi, Trình Diễm Đông mời, Cục trưởng Vinh, buổi trưa ở sở chiêu đãi cục tôi đã chuẩn bị một bàn ăn. Vinh Bằng Phi mỉm cười lắc đầu, tôi đã hẹn với thị trưởng Trương rồi, anh ta đã chuẩn bị xong ở khách sạn Bạch Lộ, bảo tôi họp xong thì tới đó, tâm ý của các cậu tôi xin nhận, chúng ta sau này còn nhiều cơ hội ăn uống cùng nhau mà. Hệ thống công an Phong Trạch trải qua chuyện này, bị tổn thương không ít nguyên khí. Tôi hy vọng hai cậu có thể dẫn dắt hệ thống công an Phong Trạch nhanh chóng đi ra khỏi vực sâu, dựng lại hình tượng chính trực công chính liêm minh của công an Phong Trạch, loại bỏ hết những thành phần sâu mọt trong hệ thống. Hai người gật đầu lia lịa. Vinh Bằng Phi lại nói, vụ án cướp tiệm vàng Phong Trạch phải tiến hành thật nhanh. Trình Diễm Đông lập tức tỏ thái độ, Cục trưởng Vinh, án tình đã sơ bộ rõ ràng rồi, trước mắt đang tiến hành truy bắt đào phạm, vật bị mất cũng thu hồi lại được một bộ phận. Vinh Bằng Phi cười nói, chứng minh rằng các cậu có năng lực đi, chức trách của cảnh sát là bảo hộ an toàn cho sinh mạng và tài sản của nhân dân và quốc gia chứ không phải là lợi dụng chức quyền vơ vét tiền tài, sau này trách nhiệm nặng nề xây dựng lại hình tượng của công an Phong Trạch giao lại cho các cậu. Khách sạn Bạch Lộ để nghênh đón hội hiệp Đàm Kinh Mậu sắp tới,
trong ngoài khách sạn đều làm mới lại, tuy không tiến hành sửa sang trong phạm vi lớn, nhưng những loại dụng cụ như ga trải giường, bàn ăn cơm đều được thay mới toàn diện. Vinh Bằng Phi dưới sự đi cùng của Khương Lượng tới sảnh Mộ Vân của khách sạn Bạch Lộ. Trương Dương và Phó Thị trưởng Thường vụ Trần Gia Niên, Phó Thị trưởng Kim Lỗi, Tổng đạo diễn nghi thức khai mạc lần này Vương Chuẩn, Đài trưởng Đài truyền hình, Phó Bộ trưởng Bộ tuyên truyền tỉnh ủy Lương Diễm đã đợi ở đó. Trương Dương nhìn thấy Vinh Bằng Phi và Khương Lượng tới, không khỏi cười nói, Trình Diễm đông đâu. Vị cục trưởng cục công an tân nhiệm sao không tới cùng. Vinh Bằng Phi cười nói, tôi không biết cậu gọi anh ta. Vừa rồi anh ta giữ tôi lại sở chiêu đãi của cục công an ăn cơm, nhưng tôi không nhận lời. Trương Dương gọi thư ký Phó trưởng Trình vào, nói tiểu phó, chuyện gì vậy? Cục trưởng Trình đâu? Phó trưởng Trình nói, vừa rồi gọi điện thoại không được, vừa mới báo tin lại. Vinh Bằng Phi cười ha ha, nói, vừa rồi tôi mở họp, yêu cầu bọn họ tắt di động, chắc là vì nguyên do này. Trương Dương giới thiệu đám người Trần Gia Niên với Vinh Bằng Phi, Trần Gia Niên tuy là Phó Thị trưởng Thường vụ Phong Trạch, Thường ủy Thị ủy Phong Trạch, nhưng Vinh Bằng Phi người ta lại là Thường ủy của thành phố Giang Thành, chủ vị tất nhiên là để cho Vinh Bằng Phi. Trần Gia Niên ngồi xuống cạnh Vinh Bằng Phi, Trương Dương và Kim Lỗi đùn đẩy một hồi mới ngồi xuống bên cạnh Vinh Bằng Phi, những người khác theo thứ tự ngồi xuống. Trình Diễm Đông lúc này mới hổn hển chạy tới. Vinh Bằng Phi cười nói, tiểu Trình tới nhanh ghê, tôi còn chưa gọi cậu mà cậu đã hiểu ý tôi rồi. Trình Diễm Đông cười nói, kỳ thực tôi cũng muốn theo, nhưng thị trưởng Trương không gọi tôi đâu có dám tới. Câu này khiến tất cả mọi người đều bật cười. Trương Dương nói, bí thư Thẩm đặc biệt cho phép tôi có thể uống rượu vì công việc, thị trưởng Trần, hôm nay chúng ta có tính là bữa ăn công việc không? Trần Gia Niên thầm nghĩ cậu đúng là sống uổng phí, gã và Trương Dương gần đây quan hệ với nhau khá tốt, mỉm cười nói, là bữa ăn công tác, nhưng tôi không uống rượu, tôi không thể uống. Trương Dương cười nói, vậy thì quyết định thế này nhé, chúng ta uống ít một chút, còn thị trưởng Trần thì uống trà. Lữ Yến sai người mang một thùng thanh giang đặc cung tới, đây là sự tài trợ của nhà máy rượu Giang Thành, lần này hội hiệp Đàm Kinh Mậu Phong Trạch đã chỉ định dùng rượu thanh giang đặc cung. Chỗ rượu này đương nhiên là phí quảng cáo tuyên truyền rồi, Lữ Yến bởi vì gần đây có công hiến đặc biệt cho khách sạn Bạch Lộ, cũng được đề thăng lên làm phó giám đốc, chủ quản công tác tiếp đãi phía tử điểm của hội kinh mậu lần này. Trước tiên đưa lên 12 món thức ăn, Lữ Yến mỉm cười giới thiệu, khách sạn của chúng tôi vì để hoàn thành tốt nhiệm vụ tiếp đãi lần này. Đặc biệt từ thành phố Giang Thành mời tới hai vị đầu bếp đặc cấp. Xin các vị lãnh đạo thưởng thức rồi góp ý thêm. Vinh Bằng Phi nói, tôi hy vọng tới Phong Trạch lần này được thưởng thức đặc sản ở đây, không ngờ chạy tới đây vẫn ăn thức ăn của sở chiêu đãi Giang Thành. Cả bàn người lại bật cười, Phó Thị trưởng Kim Lỗi nói, tôi cũng có kinh lịch như vậy, lần trước tới Nhật Bản khảo sát, mua đồ về, nhưng về tới nhà thì phát hiện trên tất cả thương phẩm đều in made in China. Câu nói này của y lại dẫn tới một tràng cười. Lữ Yến cười nói, cục trưởng Vinh, đầu bếp tuy giống nhau, nhưng nguyên liệu nấu ăn thì lại khác nhau. Mùi vị cũng không giống nhau, tin rằng ngài sẽ được thưởng thức phong vị của địa phương. Cô ta nói xong lại cười rất lịch sự với mọi người, không làm phiền các vị lãnh đạo dùng cơm nữa. Vinh Bằng Phi nói với Trương Dương, quản lý này có tố chất cao đấy. Trương Dương nói, đúng vậy, tôi vừa tới đã phát hiện ra điều này rồi, lần này giao nhiệm vụ tiếp đãi cho khách sạn Bạch Lộ cũng là vì đánh giá trình độ phục vụ của họ cao. Trần Gia Niên cười nói, thị trưởng Trương có con mắt tinh tường. Đề bạt không ít cán bộ. Câu này khiến cho tim Trình Diễm Đông đập thình thịch, bản thân mình cũng là Trương Dương đề bạt mà. Trần Gia Niên nang chén, nói tôi đại biểu cho toàn thể cán bộ thành phố Phong Trạch, hoan nghênh cục trưởng Vinh tới Phong Trạch chúng tôi chỉ đạo công tác. Vinh Bằng Phi cười ha ha, nói anh uống nước hay là uống trà? Nào, đa tạ sự khoản đãi thịnh tình của các vị, chúng ta cạn chén này. Sau khi uống mấy chén, Vinh Bằng Phi nói, hội kinh mậu của Phong Trạch lần này làm rất lớn, những xí nghiệp và thương gia cỡ trung cỡ lớn trên cơ bản đều nhận được lời mời. Kim Lỗi nói, đó là nhờ có thị trưởng Trương, không phải là tôi khen anh ấy, nhưng phóng mặt khắp Phong Trạch của chúng tôi, không có người thứ hai có thể làm được chuyện này một ngày náo nhiệt như vậy đâu. Trương Dương nói, thị trưởng Kim, đừng khen tôi nữa, đảng vẫn chưa thành công, các đồng chí còn phải nỗ lực, hội kinh mậu lần này còn chưa tổ chức mà anh đã khen tôi lên tận mây xanh rồi. Vạn nhất tôi làm hỏng chuyện này vậy thì mặt mũi còn biết để đi đâu nữa. Lương Diễm nói, thị trưởng Trương luôn khiêm tốn nhất, ai mà không biết năng lực công tác của anh chứ. Sự kiện lễ văn hóa ẩm thực toàn dê của Giang Thành được anh làm có mùi có sắc như vậy,
hội kim mậu của Phong Trạch chúng ta đối với anh mà nói chỉ là trò trẻ con. Trương Dương cười nói, tâng bốc, tuyệt đối là tâng bốc, tôi xin thanh minh, lễ hội toàn dễ của Giang Thành không có liên quan gì tới tôi, đó là công lao của bí thư Xuân Dương Tần Thanh năm đó, tôi chỉ trợ giúp thôi. Hắn cũng không phải là khiên tốn, lúc đó khoản chính tích này là của Tần Thanh thật. Vinh Bằng Phi cười nói, làm cán bộ thì phải khiêm tốn nhún nhường, tiểu Trương hiện tại so với lúc còn ở Giang Thành thì cao hơn nhiều. Trương Dương nói, cục trưởng Vinh, ông là đang mắng tôi có phải không? Tôi trước khi tới Phong Trạch thì không cao à? Vinh Bằng Phi mỉm cười nâng chén, cao, cậu lúc nào chả có đạo đức tốt. Cả bàn đều đồng thời bật cười. Hai người uống xong chén này, ánh mắt của Trương Dương chuyển sang Vương Chuẩn nãy giờ không nói gì, đại đạo diễn Vương, ông sao không nói gì? Vương Chuẩn hai ngày nay rõ ràng là đen đi nhiều, có điều thịt trên người vẫn chẳng thiếu đi chút nào, y cười khổ, nói gì bây giờ? Cách khai diễn chính thức còn hai ngày nữa, diễn viên chính tôi đến một người còn không có đây này. Trương Dương nói, mau lên, ngày mai là phải tới rồi. Vinh Bằng Phi nói, đã nói trước rồi mà, buổi diễn khai mạc phải lưu lại cho tôi 20 vé, nghe nói là ca sĩ Mao Văn Anh tới, bạn bè thân thích đều tìm tới tôi không thể nào từ chối được. Trương Dương nói, yên tâm đi, tôi đã chuẩn bị rồi, lát nữa sẽ đưa cho ông, có điều chỉ cần người tới hiến lòng thành, xuất chút lực cho công cuộc kháng hạn của Phong Trạch chúng tôi là được. Vinh Bằng Phi nói, tôi biết trong thiên hạ không có bữa trưa miễn phí mà. Y đặt chén xuống, mỉm cười nói, hệ thống công an Giang Thành của chúng tôi lần này có 75.000 đồng quyên góp, tuy không nhiều, nhưng đại biểu cho tâm ý của chúng tôi đối với người dân Phong Trạch. Trần Gia Niên và Kim Lỗi nhìn nhau. Hai người hôm nay tham gia yến hội tiếp đãi Vinh Bằng Phi, đã nhìn rõ được một chuyện, quan hệ giữa Trương Dương và Vinh Bằng Phi có thể nói là cực kỳ thân thiết. Lần này Triệu Quốc Đống xuống ngựa, trình diễm Đông Thượng Vị, người ngoài đều xem náo nhiệt, nhưng đám lão thủ chính trị như họ đều là nhìn môn đạo, sức ảnh hưởng của Trương Dương ở Phong Trạch càng lúc càng lớn, sự thượng vị của trình diễm Đông có liên quan mật thiết tới hắn. Trương Dương nói, kỳ thực diễn xuất chỉ là một loại phương thức tuyên truyền. Chúng tôi hy vọng lợi dụng loại phương thức tuyên truyền này khiến cho càng nhiều người biết tới diện mạo mới của Phong Trạch hơn, cũng để mọi người hiểu được sự khó khăn mà Phong Trạch đang phải đối mặt, hiểu được tinh thần kháng cự bất khuất trước thiên tai của người dân Phong Trạch, đây cũng là chủ đề diễn xuất mà tôi và đại đạo diễn Vương Chuẩn đã thương lượng. Vương Chuẩn nói, chủ đề chính là nhân định thắng thiên. Điệu múa mở đầu của chúng tôi là, y còn chưa dứt lời thì nghe thấy bên trong vang lên giọng nữ êm tai, đại thị trưởng Trương có ở đây không? Bất kỳ y phục nào được mặc lên người Hà Hâm Nhan đều có thể tạo cho người ta cảm giác cảnh đẹp ý vui. Một chiếc t-shirt trắng bình thường, một chiếc quần bò màu xanh nhạt, phối hợp lại với nhau khiến người ta cảm thấy thoải mái tự nhiên. Hà Hâm Nhan vừa cắt tóc ngắn, trông cứ như con trai, có thêm mấy phần anh khí, nhưng đôi mắt như thiên địa linh tú của cô ta lại khiến anh khí biến thành vũ mị khôn tả. Trong phòng nhiều người như vậy, nhưng bao nhiêu đôi mắt đều nhìn cô ta. Song mắt của Hà Hâm Nhan lại chỉ nhìn Trương Dương, có ai làm công tác tiếp đãi như anh không? Em tới cả nửa tiếng đồng hồ mà không có ai thèm để ý tới em. Thì ra là anh trốn ở đây chè chén. Mỹ nữ có ưu thế thiên tiên của mỹ nữ, cho dù là nói những lời không khách khí như vậy, nhưng các nam nhân ở trong phòng đều cảm thấy người ta là giả vờ hờn dỗi, đáng yêu tới cực điểm, nếu như là một phụ nữ trung niên tới, sớm đã có người đuổi ra rồi. Người ta, đặc biệt là nam nhân ở trước mặt mỹ nữ lòng dạ lúc nào cũng rộng rãi. Trương Dương cười ha ha, nói, Hà tiểu thư tới rồi à, mời ngồi. Hà Hâm Nhan nói, đại thị trưởng Trương còn nói những lời giả dối như vậy à, chỗ các anh ngồi chật kín thế này rồi, nào còn có chỗ cho tôi. Phía kia Lữ Yến đã bảo nhân viên phục vụ mang thêm ghế, vị trí thì là ở bên cạnh Trương Dương. Trương Dương mỉm cười nhắc nhở, đừng có hại anh, ở đây nhiều lãnh đạo lắm. Hà Hâm Nhan không khỏi mỉm cười dịu dàng, má lúm đồng tiền xinh tươi lộ ra, Trương đại quan nhân nhìn mà trong lòng nóng rực, không ngờ lại có cảm giác mới uống đã say. Kỳ thực trừ mấy vị cán bộ của Phong Trạch, những người khác đa số đều đã từng thấy Hà Hâm Nhan, cho dù là cán bộ Phong Trạch, bọn họ nhìn thấy Hà Hâm Nhan cũng cảm giác có chút quen mắt, rất nhanh liền nhớ ra, đây là minh tinh quảng cáo, trên màn hình TV thường nhìn thấy quảng cáo mà cô ta thay mặt. Hà Hâm Nhan hôm qua còn ở Đông Giang. Sáng sớm hôm nay đã từ Đông Giang tới Phong Trạch, chuyện của Trương Dương đối với cô ta mà nói thì là quan trọng nhất, cô ta muốn phụ trách múa mở màn, cho nên so với những người khác thì tới sớm hơn một ngày. Vương Chuẩn cười nói, Hà tiểu thư tới thì tôi yên tâm rồi, múa mở màn là quan trọng nhất,
cô mà không tới, tôi chẳng thấy chắc dạ tí nào. Mấy vị cán bộ phong trạch đều cảm thấy Trương Dương thủ đoạn thông thiên, không có nhân vật nào mà hắn không quen. Trương Dương nói, để tôi giới thiệu với các vị nhé, vị này là Hà Hâm Nhan tiểu thư, minh tinh quảng cáo, cũng là người múa trình trong màn múa mở màn, là minh tinh đầu tiên chủ động gia nhập liên minh diễn xuất. Hơn nữa Hà tiểu thư tới đây lần này chỉ là để hiến lòng thành, không thu một phân tiền, ngay cả tiền xăng xe lộ phí đều là tự mình trả, chúng ta biểu thị lòng khâm phục trước tinh thần cống hiến của Hà tiểu thư này nào. Thằng nhóc này là dấu vô tay, những người khác cũng vỗ tay theo. Hà Hâm Nhan nhìn thấy bộ dạng hư ngụy của hắn, trong lòng vừa tức giận lại vừa buồn cười. Nhấc chân lên giẫm một cái lên mu bàn chân của hắn, nhưng lại bị Trương đại quan nhân dùng chân móc một cái, chân khều vào giữa hai chân của cô ta. Lặng lẽ cọ một cái, Hà Hâm Nhan cầm cốc nước uống một ngụm, mặt hơi đỏ lên, thằng ôn này vẫn vậy, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Lúc ăn trưa, Trương Dương bảo Lữ Yến đưa Hà Hâm Nhan đi nghỉ ngơi trước, mình thì đi tiễn Vinh Bằng Phi. Vinh Bằng Phi và Trương Dương sánh vài bước tới dưới gốc cây bồ đao của khách sạn Bạch Lộ, Vinh Bằng Phi nói, miệng của tên Triệu Quốc Đống này rất kín, từ chỗ gã không hỏi ra được nhiều chuyện, chắc lần này bị tống vào tù nhưng mức phạt không quá nặng. Trương Dương nói, gã có nói là thông qua phương thức nào mà biết được có người tố cáo gã không? Vinh Bằng Phi lắc đầu, năng lực phản thẩm vấn, phản điều tra của cảnh sát rất mạnh, gã không khai ra người khác, tất cả mọi chuyện đều tự mình gánh chịu. Trương Dương cười nói, tên này cũng được tính là một nhân vật. Căn cứ theo cánh nói của Trình Diễm Đông, chuyện này là thông qua Triệu Kim Phân của Ủy ban Kỷ luật tỉnh để lộ cho Triệu Quốc Đống, nếu Triệu Quốc Đống khai Triệu Kim Phân ra. Vậy thì thuận theo đầu mối của Triệu Kim Phân có thể tiếp tục đào sâu thêm, có thể đào tới cả Cục trưởng Cục Giáo dục Lưu Cường, Triệu Quốc Đống rõ ràng là ý thức được chuyện này sớm có dự mưu. Sau sự kinh hoàng thất thố, bước sai đường lúc đầu, lập tức ổn định lại, gã gánh chịu tất cả mọi chuyện, để điều tra chỉ dừng trên người gã, không thể tiếp tục đi sâu thêm nữa. Vinh Bằng Phi nói, một nhân vật quan kiện khác của chuyện này là Tạ Đức Tiêu, gã rất giảo hoạt, trừ khai ra chuyện thi công tòa nhà Cục Công an ra. Những phương diện khác không chịu nói. Trương Dương nói, cũng khôn ra phết, tùy họ đi, không liên quan gì tới tôi. Vinh Bằng Phi ý vị thâm trường, cười nói, không liên quan gì tới cậu à. Nếu không phải là có sự tiến cử của cậu, Trình Diễm Đông và Khưu Kim Trụ làm sao có thể thượng vị. Trương Dương cười nói, năng lực của Trình Diễm Đông rất mạnh chứ không phải là tôi dùng người không khách quan. Vinh Bằng Phi gật đầu, nói tôi đã hồ sơ của gã, người này quả thật là có năng lực. Học lịch của gã trong hệ thống công an Giang Thành cũng thuộc loại xuất sắc, bảo gã biểu hiện thật tốt đi, sau này tôi sẽ chú ý tới gã. Trương Dương nói, thị lý thế nào rồi? Vinh Bằng Phi lắc đầu, nói, ngoài mặt thì có vẻ rất hiên bình, có điều sự bất đồng giữa thị trưởng Tả và bí thư Đỗ càng lúc càng lớn, tôi nghe nói là bí thư Kiều rất thích Hy. Trương Dương nhíu mày, nếu như Tả Viên Chiêu đứng ở phía đối lập với Đỗ Thiên Giã, vậy thì sau này ngày tháng của Đỗ Thiên Giã càng lúc càng khó khăn. Các thường ủy rõ ràng là chia thành hai phái, sức ảnh hưởng của Tả Viên Chiêu ở Giang Thành càng lúc càng lớn. Vinh Bằng Phi nội ý, càng là lúc sóng ngầm cuồn cuộn thì càng phải đứng trên bờ tĩnh quan kỳ biến, phải biết rằng sóng lớn chân chính thường thường đều ở phía sau. Trương Dương hiểu là Vinh Bằng Phi đang nhắc nhở mình, hắn cười nói, tôi hiện tại chỉ nghĩ tới hội kinh mậu ở trước mắt, làm thế nào mới có thể làm tốt được hội kinh mậu của phong trạch mới là điều mà tôi quan tâm nhất. Vinh Bằng Phi cười nói, hài lòng với những gì ở trước mắt chưa chắc không phải là chuyện tốt, trên chính chỉ cần nhìn xa trông rộng, phải biết đặt chân vào chỗ chắc chắn, phải biết lầu cao vạn trượng phải xây trên đất bằng, nếu như nền móng không vững, vậy thì tòa lầu khẳng định là không xây được. Trương đại quan nhân than, cục trưởng Vinh, ông càng lúc càng có vị đạo của văn nhân nhã sĩ rồi đó. Vinh Bằng Phi nói, giai đoạn khác nhau thì phải có tâm cảnh khác nhau, sau này cậu sẽ hiểu thôi. Sau khi Trương Dương tiễn Vinh Bằng Phi đi, quay về phòng của mình, trước tiên là tắm rửa sạch mùi rượu trên người, sau đó đổi sáng áo phông sạch sẽ, chuẩn bị đi tìm Hà Hâm Nhan, không đợi hắn ra khỏi cửa. Hà Hâm Nhan đã đăng môn trước, tóc ngắn của cô bé này cũng ướt nhẹp, chắc là vừa mới tắm xong, mặc một chiếc quần đỏ, da thịt trắng bóc bị quần đỏ như lửa làm ánh lên màu trắng xúc mục kinh tâm, Trương Dương nhìn cặp đùi trắng bóc đó, mắt nhanh chóng biến thành nóng bỏng. Hà Hâm Nhan đóng cửa lại. Nhìn hoàn cảnh ở trong phòng, không tồi. Đúng là thị trường có khác, đãi ngộ khác hẳn với những người như em. Trương Dương cười nói, em nếu thích thì tẹo nữa anh bảo họ đổi phòng cho em. Hà Hâm Nhan dựa vào bàn, hai tay chống lên mặt bàn, nói khẽ, điều kiện phòng ốc cũng không tồi rồi,
đợi lát nữa em đi diễn tập, thuận tiện xem bố trí phục trang và vũ đạo. Trương Dương ngồi xuống cạnh giường, bé con, em bận trăm công nghìn việc mà vẫn chạy tới Phong Trạch giúp anh, thật là khiến anh cảm động. Hà Hâm nhan gắt, dẫu sao thì anh cũng coi em thành một tá công nghĩa, lúc nào cần thì mới nhớ tới em. Hôm nay thời tiết hơi nóng, Hà Hâm nhan có chút khó thở. Trương Dương cười nói, anh mỗi ngày đều cần, cho nên ngày nào cũng nhớ tới em hết. Cút, mặt Hà Hâm nhan đỏ hồng, trông rất là khả ái. Trương Dương nói, vũ đạo chuẩn xong chưa? Hà Hâm nhan nói, gần xong rồi, lúc trước khi em học đại học cũng từng diễn tập vũ đạo tương tự, chỉ cần thay đổi một chút là được. Hơn nữa minh tinh lần này tới nhiều như vậy, sự chú ý của người khác sẽ không đặt lên người em đâu. Trương Dương nói, anh chỉ chú ý em thôi. Hà Hâm nhan nói, biết rõ là anh nói dối, nhưng nghe vẫn thấy thoải mái. Trương Dương nói, nhảy cho em xem đi. Gì cơ? Trương Dương nói, lâu rồi chưa xem em khiêu vũ cho anh xem đi. Nhảy cái gì? Tùy tiện nhảy gì đó. Trương Đại Quan Nhân nói tới đây, đột nhiên nảy sinh ý tưởng, em biết. Múa thoát y không? Hà Hâm nhan mặt đỏ bừng xông lên, hai tay quàng lấy cổ Trương Dương, em kẹp chết tên đại sắc lang anh. Trương Dương cười ha ha ôm cô ta, Hà Hâm nhan nhẹ nhàng tránh ra, cô ta ôn nhu nói, đừng làm ẩu. Lát nữa người ta còn phải đi diễn tập, thò tay bật cái đài ở trên bàn mà Trương Dương mới mua, âm nhạc du dương đầy tiết tấu phiêu đãng trong không trung, ánh mắt của Trương Dương và Hà Hâm nhan chạm nhau, hai người không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười hiểu ý. Trương Dương kéo rèm cửa sổ, Hà Hâm nhan biết tâm tư của hắn, trước khi hắn tiếp cận mình liền nhanh nhẹn né tránh, Trương Đại Quan Nhân bước lên trước một bước. Bàn tay mềm mại của Hà Hâm nhan cản trước ngực hắn, nói khẽ anh không phải là muốn em khiêu vũ cho anh xem ư. Ngoan ngoãn đứng đó đi. Thân hình của Hà Hâm nhan múa lượn theo nhịp của bản hát, cô ta là một vũ công trời sinh, trong mỗi cái giơ tay nhấc chân đều tràn đầy nhịp điệu thanh xuân, ánh mắt của cô ta và Trương Dương thâm tình nhìn nhau, vuốt ve thân hình đầy đã của mình, ngược ưỡn lên vừa hay ma sát lên thân thể của Trương Dương. Ánh mắt của Trương Dương nóng bỏng nhìn đôi mắt đẹp của Hà Hâm nhan. Ánh mắt lướt theo bàn tay đang không ngừng di động của Hà Hâm nhan, nhìn khuôn mặt có chút khẩn trương, có chút hưởng thụ, có chút vui mừng, có chút xấu hổ của Hà Hâm nhan, thằng nhỏ của hắn không ngừng bành trướng. Trương Dương vươn tay ra muốn nâng cầm Hà Hâm nhan, răng của Hà Hâm nhan cắn chặt môi, trong đôi mắt trong vắt lộ ra mấy phần dâm ý cuồng dã. Cô ta hơi hé môi, nhẹ nhàng cắn ngón tay của Trương Dương, đôi môi ướt át không ngừng liếm láp đầu ngón tay của hắn. Lửa dục của Trương Dương lúc này đã bốc cao. Mặt đỏ bừng lên, hơi thở dồn dập, hận không thể đẩy Hà Hâm nhan xuống giường rồi đè lên, nhưng lại không nỡ cắt đứt vũ đạo đầy dụ hoặc của cô ta. Hà Hâm nhan vươn ngón tay ra nhẹ nhàng đẩy lên ngực Trương Dương. Trương Đại Quan Nhân cường tráng là vậy xong lại cứ thế ngã xuống giường. Hà Hâm nhan ngồi trên đùi Trương Dương, quần dài giống như lửa bay lên không trung, thân hình dụ người lồ lộ trước mặt Trương Dương. Trương Đại Quan Nhân hừ rên lên một tiếng, giống như là bị người ta đá trúng tâm khảm vậy. Cái gì nghệ thuật, cái gì thưởng thức, sớm đã bị thằng ôn này trong nháy mắt ném lên tận mây xanh, hắn ôm chầm lấy Hà Hâm nhan, lật cô ta xuống để lên giường. Hà Hâm nhan mặt đỏ bừng, trong con mắt lộ ra ánh sáng nhu hòa cực kỳ vũ mị, nói khẽ em còn chưa nhảy xuống mà. Còn chưa dứt lời thì thấy người mát rượi, chút quần áo còn lại sớm đã bị thằng ôn này kéo xuống, giọng nói của Trương Đại Quan Nhân vừa kích động vừa run run, cùng nhảy đi, anh nhảy cùng em. Bất kể là múa đơn hay là múa đôi thì cũng đều là hoạt động thể thao, Hà Hâm nhan cũng còn như là được lãnh giáo vũ đạo mạnh mẽ có lực của hắn, cho tới khi bị hắn giày vò cho cả người vô lực, Hà Hâm nhan giống như là một con mèo lười biếng nằm trên ngực Trương Dương, nói cái đồ xấu xa anh, có ai nhảy như anh không? Trương Đại Quan Nhân cười nói, em là vũ đạo gia, anh cũng là vũ đạo gia, có điều anh là vũ của vũ lực, đâm thẳng tới đảo Hoàng Long. Hà Hâm nhan tức giận nhéo tay hắn. Làm thị trưởng rồi nhưng anh vẫn giống một tên lưu manh. Trương Dương cười ha ha, Hà Hâm nhan đột nhiên nhớ tới chuyện múa diễn tập hôm nay, nhìn đồng hồ thì đã muộn rồi, thốt lên một tiếng kinh hãi, hỏng rồi. Trương Đại Quan Nhân không hiểu cô ta nói cái gì hỏng rồi, đưa mắt lên nhìn, vừa hay thấy một dòng máu từ chỗ, ấy 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 ấy, của Hà Hâm nhan chảy ra, Trương Đại Quan Nhân giật nảy mình, anh dùng sức quá mạnh rồi. Hà Hâm nhan trợn mắt lườm hắn rồi đỏ mặt gắt, nói bậy cái gì đó. Người ta đang trong ngày ấy mà. Trùng hợp vậy à? Hà Hâm nhan nói khẽ, ra ngoài mua băng vệ sinh cho em đi, đừng có để người khác nhìn thấy. Trương Dương gật đầu, mặc quần áo,
lặng lẽ ra ngoài đi tới siêu thị của khách sạn, tới nơi mới nghĩ rằng một thằng đàn ông như mình mà đi mua thứ đó thì hình như không được thích hợp cho lắm. Huống chi nhân viên công tác trong khách sạn Bạch Lộ đều nhận ra hắn, nếu bị truyền ra ngoài thì chẳng phải để người ta cười cho thối mặt ư. Trương Dương từ sau khi làm phó thị trưởng, suy nghĩ vấn đề chu toàn hơn ngày trước nhiều, hiểu rõ phải chú ý ảnh hưởng quần chúng, hắn thế là ra khỏi khách sạn Bạch Lộ, đi tới cửa hàng bách hóa ở gần đó, mua một gói băng vệ sinh. Trương đại quan nhân tuy mặt dày thật, nhưng khi trả tiền vẫn có chút đỏ mặt. Nhân viên thu ngân nhìn hắn với ánh mắt kỳ quái, đẫu sao thì nam sĩ đi mua băng vệ sinh cũng không thấy nhiều, Trương Dương cúi đầu trả tiền, ngay cả tiền thối cũng quên lấy, cầm băng vệ sinh chạy ra ngoài. Nhân viên thu ngân ở phía sau không ngừng gọi hắn, Trương Dương lúc này mới quay lại lấy tiền, nhưng luôn cảm thấy có một đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào mình, hắn ngẩng lên nhìn, thấy một cô gái xinh đẹp tựa cười mà như không phải cười nhìn mình. Không phải là Hải Lan thì còn là ai nữa? Trương đại quan nhân cầm băng vệ sinh, mặt đỏ sắp bằng gan lợn, nói trùng hợp quá nhỉ. Chương 388, ám toán. Hải Lan nhìn gói băng vệ sinh trong tay Trương Dương, nói, đúng là trùng hợp quá. Trương Dương nói, sao tới mà không báo với anh một tiếng? Hải Lan thầm nghĩ em định mang tới sự bất ngờ cho anh, không ngờ lại là anh mang tới bất ngờ cho em trước. Cô ta nói khẽ, Vương Chuẩn gọi điện thoại cho em, y rất không hài lòng với người chủ trì, nếu em có thời gian thì tới giúp đỡ, vừa hay em làm chuyên đề ở Kinh Thành, tới đây trước một chuyến để giúp đỡ. Trương Dương cười nói, thật là khiến anh đau lòng quá. Hải Lan trợn mắt lườm hắn, rõ ràng là rất hiếu kỳ với gói băng vệ sinh trong tay hắn. Khi Trương Đại Quan Nhân đưa Hải Lan tới khách sạn Bạch Lộ, mặt dày giải thích cái này. Hâm Nhan, tới rồi. Thằng ôn này là một lời hai ý. Hải Lan không nhịn được cười, nhưng lại cảm thấy không thích hợp để cười, ồ. Khéo quá, anh an bài cho bọn em ở cùng nhau đi. Trương Dương cho rằng Hải Lan không hiểu ý mình, lại nói cô ta tới ngày ấy. Hải Lan đỏ mặt, anh nói ít đi một chút thì chết à. Trương đại quan nhân cảm thấy chuyện này thực sự là quẫn bách tới cực điểm, thật sự là không có cách nào giải thích rõ, gã đưa gói băng vệ sinh cho Hải Lan. Đưa cả thẻ phòng cho cô ta, em mau về phòng đi, hai chị em nói chuyện, đợi lát nữa anh tới. Hải Lan nhìn Trương Dương vội vàng bỏ chạy, trong lòng có chút bất lực, đối với sự đa tình của Trương Dương, cô ta sớm đã hiểu được. Có điều Hải Lan không bởi vì vậy mà sản sinh ra bất kỳ lòng đố kỵ nào, giữa cô ta và Trương Dương đã trải qua quá nhiều sinh tử ly biệt, Hải Lan sớm đã hờ hững với tất cả, người duy nhất mà cô ta không hững hờ được chỉ có Trương Dương. Có thể cùng hắn hiểu nhau gần nhau là đủ lắm rồi, Hải Lan không có mong muốn gì khác, cô ta biết nguyên chân chính mà Trương Dương bỏ chạy là gì. Hải Lan mở cửa phòng, nghe thấy Hà Hâm Nhan nói, sao đi lâu thế? Hà Hâm Nhan cũng không ngờ người từ ngoài cửa tiến vào lại là Hải Lan, dọa cho cô ta hét lên một tiếng, lập tức mặt đỏ bừng, nóng như có lửa đốt, sau đó lại giống như là trẻ con làm sai cúi đầu xuống, lý nhí nói, chị Hải Lan. Hải Lan cười rất ôn nhu. Đưa thứ mà Trương Dương ủy thác cho cô ta mang về cho Hà Hâm Nhan, nói khẽ cái tên tiểu tử xấu xa đó làm lính đào ngũ rồi. Hà Hâm Nhan cầm lấy cuộn băng vệ sinh chạy vào trong toilet, đợi sau khi cô ta mặc xong quần áo bước ra, Hải Lan đã pha cà phê xong, đưa cho cô ta một tách, tâm lý của nữ nhân cực kỳ vi diệu, kỳ thực bọn họ đều biết rõ quan hệ giữa hai bên với Trương Dương, nhưng lớp giấy dán này thủy chung không bị chọc thùng, quá khứ đều có thể ngụy trang rất tốt, giả vờ như không có chuyện gì. Hiện tại lại đã bày ra ngoài ánh sáng rồi. Hà Hâm Nhan cầm lấy tách cà phê uống một ngụm, nói khẽ chị Hải Lan tới lúc nào vậy? Vừa mới thôi, lúc tới siêu thị hỏi đường thì gặp Trương Dương đi mua đồ. Hà Hâm Nhan xấu hổ cười cười, em không biết là chị tới. Hải Lan nhấp một ngụm cà phê, lúc này mới kể lại chuyện Vương Chuẩn nhờ cô ta tới giúp, nói khẽ chúng ta đều tới làm việc nghĩa cho hắn cả. Hà Hâm Nhan cắn môi, gật đầu, ánh mắt chạm với Hải Lan. Hai bên đều hiểu tâm ý của đối phương, sắc mặt đều có chút đỏ lên, chút quẫn bách ở trong lòng cuối cùng cũng hóa thành nụ cười bất lực. Trương đại quan nhân lúc này đang ngồi ở trong văn phòng hiệu trưởng của Thường Lăng Phong. Thường Lăng Phong có chút kỳ quái nhìn hắn, thằng nhóc này đột nhiên chạy tới văn phòng của mình, giống như là không có chuyện gì, ngồi ở đó cầm báo đọc, từ ánh mắt có thể nhìn ra là hắn không đọc báo, chỉ ngây ngốc xuất thần. Thường Lăng Phong nói, hội hiệp đàm kinh mậu sắp khai mạc rồi. Anh trông có vẻ rất nhàn rỗi. Trương Dương cười cười, vẫn dùng tờ báo che mặt, tôi là người nắm đại cục, phương hướng sớm đã định rồi, không có việc gì cho tôi làm,
cụ thể nên làm thế nào không phải là còn có các anh ư? Thường Lăng Phong nói, tiết mục của Nhất Trung chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi, đặc biệt cảm động, các giáo viên xem trước đều rơi nước mắt. Trương Dương nói, cái cần chính là hiệu quả này. Điện thoại của hắn đổ chuông, Trương Dương bắt máy, là Lương Diễm mời hắn tới xem diễn tập, Trương Dương nói là mình bận, không có thời gian. Đóng điện thoại, Trương Dương đột nhiên hỏi, tôi bảo này Lăng Phong, anh theo đuổi Tiểu Trương tới đâu rồi? Thường Lăng Phong không ngờ hắn lại đột nhiên hỏi vấn đề này, ngây ra, nói chẳng có gì cả, vẫn như trước đây thôi. Trương Dương nói, anh nói thật với tôi đi, trừ Tiểu Trương ra, trong lòng anh còn có người khác không? Thường Lăng Phong có chút kỳ quái nhìn hắn, tôi bảo này, anh hôm nay sao thế? Toàn hỏi những vấn đề kỳ quái. Trương Dương cười nói, tôi đang hỏi anh mà, trả lời tôi đi. Thường Lăng Phong nói, trước đây thì có điều hiện tại trong lòng sớm đã phai nhạt rồi, anh biết mà, thời gian có thể làm phai nhòa đi tất cả. Trương Dương nói, anh đúng là đồ có mới nới cũ. Thường Lăng Phong đang định phân biện thì nghe thằng Ôn này nói, anh nói xem, con người tôi sao lại trọng tình nghĩa thế nhỉ, thích mới nhưng cũng không bỏ cũ, đối với mỗi một cô gái đều tốt như nhau, ai tôi cũng không nỡ bỏ, tôi thật sự là quá thiện lương, quá si tình. Thường Lăng Phong vừa uống được ngụm trà vào trong miệng lại phun ra sạch, gã ho cả nửa ngày mới thở bình thường lại được, chỉ vào Trương Dương, nói, tôi nói này thị trưởng đại nhân, anh đừng có hại người như vậy, tôi suýt nữa bị anh làm cho sặc chết rồi đấy. Làm người thì phải hậu đạo, đừng có khoe khoang như vậy. Trương đại quan nhân thở dài, nói, anh không hiểu cảnh giới của tôi đâu, trên thế giới này cũng không ai có thể hiểu được cả. Câu này của hắn là thực, đáng tiếc là không có ai tin. Thường Lăng Phong mơ hồ đoán được phiền não của Trương Dương có 89 phần 10 là liên quan tới việc hồng nhan chi kỷ của hắn gần đây lũ lượt kéo tới. Có điều Thường Lăng Phong cũng hiểu ít nhiều về Trương Dương, sở trường lớn nhất của thằng Ôn này chính là lừa đảo. Chuyện mà người khác không thể ứng phó được, hắn lại làm rất dễ dàng, phiền não chỉ là tạm thời mà thôi. Việc của Trương Dương gần đây rất bận, cho dù hắn không tới hiện trường diễn tập thì cũng có việc tìm tới hắn. Thị trưởng Tôn Đông Cường vào buổi chiều mở một cuộc họp hội ý của các thị trưởng, sau khi Trương Dương nhận được thông chi, không thể không vứt bỏ ý định ngồi đây tán gẫu với Thường Lăng Phong, quay về chính phủ thành phố. Hội nghị này của Tôn Đông Cường cũng có liên quan tới hội hiệp đàm kinh mậu. Phong Trạch gần đây liên tiếp phát sinh mấy chuyện lớn, nhưng những chuyện này cơ hồ đều không liên quan gì tới gã. Tôn Đông Cường phát hiện mình giống như là bị gạt ra ngoài, so với Trương Dương tới muộn hơn mà nói. Tốc độ dung nhập của mình vào thể chế Phong Trạch rõ ràng là chậm hơn nhiều. Cái khác không nói, chỉ hội hiệp đàm kinh mậu lần này, Trương Dương đã lợi dụng thịnh thế lần này, thành công hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Nếu như hội kim mậu thành công, địa vị chính trị của thằng Ôn này ở Phong Trạch sẽ biến thành vững chắc. Thẩm Khánh Hoa và Trần Gia Niên liên thủ gõ đánh, khiến Tôn Đông Cường ý thức được rằng, mình ở Phong Trạch không hề được hoan nghênh, nguyên tắc của hắn trong quá khứ là bảo trì khiêm tốn, cố gắng bình ổn độ qua thời gian 2 năm này, nhưng hiện tại xem ra sự khiêm tốn của mình ở trong mắt người khác lại biến thành hèn kém và không được việc. Điều này khiến Tôn Đông Cường cảm thấy phẫn nộ, càng khiến gã tức giận hơn là, hội hiệp đàm kinh mậu lần này gã đã hoàn toàn bị đá ra ngoài, gã ho rằng Trương Dương đang lợi dụng thủ đoạn, cô lập mình một cách có ý thức. Gã không thể để mặt cho tình huống này tiếp tục phát triển được, Thẩm Khánh Hoa thì không thích gã, chính bởi vì vậy, ngay cả Phó Thị trưởng Trần Gia Niên cũng dám ngang nhiên khiêu chiến quyền uy của mình. Hiện tại Trương Dương đang lặng lẽ quật khởi, thân là thị trưởng Phong Trạch, quyền lực của mình không ngừng bị nhược hóa, đồng thời hình tượng cũng biến thành càng lúc càng mơ hồ, điều này bi ai biết bao. Tôn Đông Cường phải làm ra một số thay đổi, gã muốn xoay chuyển tình cảnh càng lúc càng đáng xấu hổ hiện tại. Gã muốn để cho tất cả mọi người biết rằng, Phong Trạch còn có một vị thị trưởng, trừ Thẩm Khánh Hoa ra, người còn lại có quyền lên tiếng nên là gã. Sau khi các thị trưởng đến đủ, Tôn Đông Cường nói, hôm nay triệu tập mọi người đến đây, mục đích là để tìm hiểu tình huống chuẩn bị cho hội kinh mậu mùa hè của Phong Trạch, cùng với an bài phương châm kháng hạn tiếp theo của chúng ta. Mấy vị phó thị trưởng đều không nói gì, từ sau khi phó thị trưởng thường vụ Trần Gia Niên ở trên hội thường ủy ngang nhiên làm khó Tôn Đông Cường. Mâu thuẫn giữa họ càng lúc càng công khai hóa, thì Nại Đức ở Phong Trạch nhiều năm, có uy tín nhất định, y rút một điếu thuốc ra hút. Tôn Đông Cường thấy không có ai nói gì, mỉm cười bảo, Trương Dương, anh trước tiên nói về tình huống chuẩn bị cho hội kinh mậu đi. Trương Dương nói, hội kinh mậu mùa hè đang án chiếu theo chỉ thị của các lãnh đạo, tiến hành một cách khẩn trương có trật tự. Câu nói này chẳng khác nào báo cáo xong toàn bộ tình huống. Tôn Đông Cường vốn cho rằng hắn còn nói tiếp.
nhưng nghe xong câu này thì thấy không còn gì nữa. Báo cáo công tác của thằng ôn này quá đơn giản, Tôn Đông Cường trong lòng tức giận, nhưng vẫn không để lộ ra ngoài mặt, mỉm cười nói, Trương Dương, trong công tác thực tế có khó khăn gì không? Trương Dương nói, không có khó khăn gì cả, chuyện lớn hơn nữa tôi cũng có thể khắc phục được. Cậu này triệt để bịt luôn câu sau của Tôn Đông Cường. Tôn Đông Cường có chút xấu hổ, gã ho khan một tiếng, nói, hội kiệp Đàm Kinh Mậu lần này đối với Phong Trạch mà nói là vô cùng quan trọng, tôi hy vọng mỗi một vị lãnh đạo có mặt ở đây đều phải tập trang hết tinh thần, đồng tâm hiệp lực làm tốt đại sư Kinh Mậu lần này của Phong Trạch. Trương Dương ghét nhất là nghe người khác nói những lời trống rỗng kiểu nhà quan, Tôn Đông Cường rõ ràng là cường giả trong phương diện này. Tôn Đông Cường hiện tại nghĩ thấu một chuyện, các người không phải là muốn gạt tôi sang một bên ư. Muốn cách ly tôi à, không có cửa đâu, càng là vậy thì tôi càng phải hỏi, tôi là thị trưởng Phong Trạch, tôi thật sự muốn nhúng tay vào thì các người không cản được đâu. Gã chuyển đề tài, nhắc tới chuyện ống nước vỡ ở đường Phú Quốc hai ngày trước, Tôn Đông Cường nói, Lão Kim, chuyện ống nước chính của đường Phú Quốc bị vỡ có kết quả chứ? Kim Lỗi nói, ống nước chính của đường Phú Quốc đang tiến hành thay đổi toàn bộ, chắc là trong vòng 20 ngày là xong hết, thi công cắt nước thì để sau, cố gắng không làm ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân. Tôn Đông Cường nói, tôi là muốn hỏi kết quả xử lý. Kim Lỗi ngây ra, lúc này mới hiểu Tôn Đông Cường là có ý gì, y vô thức nhìn về phía phó thị trưởng thường vụ Trần Gia Niên một cái, rồi mới nói, lái xe gây chuyện đã bị tạm giam rồi, còn người chịu trách nhiệm liên quan phụ trách giữ gìn đường ống của phía nhà máy nước cũng đã bị cách chức. Tôn Đông Cường nói, có chuyện này tôi rất không hiểu, ở đầu đường Phú Quốc có chốt giao thông, lúc đó vừa hay là lúc cảnh sát giao thông gác. Vì sao một chiếc xe chở hàng tải trọng lớn có thể thoải mái lái vào đường Phú Quốc, cảnh sát giao thông trực ban làm gì vậy? Một chiếc xe lớn như vậy chẳng lẽ lại không ai nhìn thấy à? Tôi còn nghe nói, lúc đó xe chở hàng tải trọng lớn đi trên đường Phú Quốc không chỉ có một chiếc. Hiện tại xảy ra chuyện rồi, đổ hết trách nhiệm lên người lái xe thì liệu có công bằng không? Kim Lỗi không nói gì, những lời này của Tôn Đông Cường có tính chỉ hướng rất mạnh, kỳ thực tất cả mọi người đều rõ. Lần này ống nước bị vỡ nguyên nhân không chỉ là bởi vì lái xe gây chuyện đó, nhưng chuyện này nếu tra tới cùng thì thị chính, lộ chính quản lý giao thông cung cấp nước, giao thông, mỗi một đơn vị đều khó mà tránh được tội, quy tới cùng thì trách nhiệm của phó thị trưởng y là lớn nhất, Kim Lỗi trước giờ thiếu bá lực cáng đáng một mặt, cũng thiếu đi dũng khí thừa nhận trách nhiệm, câu hỏi này của Tôn Đông Cường khiến y có chút không biết phải trả lời thế nào. Cứ mỗi lúc như thế này y lại không chút do dự nhìn sang Trần Gia Niên. Trần Gia Niên đương nhiên là cảm giác được ánh mắt của Kim Lỗi, y biết Kim Lỗi là đang nhờ mình giúp đỡ, sau khi y và Tôn Đông Cường phát sinh xung đột chính diện, Trần Gia Niên ở trong mắt rất nhiều người không nghi ngờ gì nữa đã tăng thêm không ít phân lượng. Trần Gia Niên nói thị trưởng Tôn nói rất đúng, những cán bộ lãnh đạo chúng ta trước tiên nên tự kiểm điểm mình, công tác của chúng ta còn tồn tại nhiều thiếu sót. Câu nói này rất mơ hồ, nhưng lại rất xảo diệu, Tôn Đông Cường anh không phải là muốn truy cứu trách nhiệm ư. Mọi người đều có trách nhiệm, đừng hòng có ai phủi tay được. Tôn Đông Cường nói chung là trong thời gian hội Kinh Mậu mùa hè lần này, lãnh đạo khách khứa rất nhiều, chúng ta nhất định phải lộ ra mặt tốt nhất của Phong Trạch cho họ, để mọi người tràn đầy lòng tin đối với Phong Trạch. Trương Dương nói, chủ đề của chúng ta một là chiêu thương, hai là trần tai, chỉ lộ một mặt tốt cho chúng ta, hình như là không phù hợp với mục đích vốn có của chúng ta, người ta chỉ nhìn thấy mặt tốt nhất, vậy thì ai còn giúp đỡ chúng ta nữa? Câu này khiến Tôn Đông Cường nghẹn lời. Tôn Đông Cường nói, lộ hết cả khuyết điểm ra cho người khác, khẳng định sẽ dọa cho những nhà đầu tư chạy mất. Trương Dương lại nói, theo tôi thấy, nên thể hiện một mặt chân thực nhất cho các vị lãnh đạo và các vị khách, để bọn họ nhìn thấy tiền cảnh phát triển của Phong Trạch, đồng thời cũng nhận thức được khó khăn mà chúng ta hiện tại đang phải đối mặt. Tuy có khó khăn, nhưng dẫu sao cũng chỉ là tạm thời, tôi tin rằng bất kỳ một nhà đầu tư chân chính có con mắt nhìn xa trông rộng nào, tuyệt đối sẽ không vì khó khăn tạm thời này mà lùi bước. Phó thị trưởng thường vụ Trần Gia Niên đi đầu vỗ tay, mấy phó thị trưởng khác cũng vỗ tay theo. Tâm tình của bí thư thị ủy Thẩm Khánh Hoa không được tốt, có điều y trước giờ luôn nghiêm túc, người khác cũng không nhìn ra được điều gì dị thường trên mặt y. Trưởng thư ký thị ủy Tề Quốc Viễn đưa danh sách những lãnh đạo chủ yếu của Giang Thành lần này tới dự lễ cho y. Thẩm Khánh Hoa đọc xong liền phát hiện trừ phó thị trưởng Lý Trường Vũ ra, còn có phó thị trưởng Tiếu Minh, chủ nhiệm phòng chiêu thương Thiếu Quế Đường. Thẩm Khánh Hoa nói, thị trưởng Tả không tới à? Tề Quốc Viễn nói, thư mời đã đưa rồi, nhưng thị trưởng Tả nói không có thời gian. Thẩm Khánh Hoa gật đầu, trong lòng thầm nghĩ,
có 8-9 phần 10 là Tả Viên Chiêu nhìn thấu được chủ ý của bọn họ là muốn lợi dụng hội kinh mậu lần này để xin quyên góp, công tác chuẩn bị tiến hành đến đâu rồi. Tề Quốc Viễn nói, hội trường đã bố trí xong, công tác chuẩn bị cụ thể thì do Phó Thị trưởng Trương chủ trì, tôi cũng không hỏi nhiều. Lúc này Tôn Đông Cường tới, Tề Quốc Viễn cười nói, thị trưởng Tôn tới tìm hiểu tình huống à. Tôn Đông Cường vừa nghe thấy chuyện công tác chuẩn bị cho hội kinh mậu, gã cười nói, vừa mở cuộc họp hội ý của các thị trưởng xong, cũng là thảo luận về sự kiện này. Thẩm Khánh Hoa đánh mắt ra hiệu cho Tề Quốc Viễn, Tề Quốc Viễn thức thời lui ra. Tôn Đông Cường ngồi xuống trước mặt Thẩm Khánh Hoa, cung kính nói, bí thư Thẩm, tôi vừa tìm hiểu một số tình huống, công tác chuẩn bị cho hội kinh mậu tiến hành không được lý tưởng lắm. Thẩm Khánh Hoa nói, thời gian chuẩn bị rất gấp gáp, công tác chuẩn bị có thiếu sót cũng là điều khó tránh khỏi. Tôn Đông Cường nói, bí thư Thẩm, có những lời tôi không biết có nên nói rồi không? Thẩm Khánh Hoa nhìn Tôn Đông Cường qua kính lão, nâng nâng kính lên, nói có liên quan tới công tác thì có thể nói. Tôn Đông Cường nói, hội kinh mậu lần này tuy gấp rút, nhưng đã là cử hành trên danh nghĩa của Phong Trạch, đại biểu cho hình tượng của Phong Trạch chúng ta, quan viên chính phủ của chúng ta phải tận hết sức nỗ lực làm tốt hội kinh mậu lần này, để các khách khứa được hài lòng, giành được cả danh tiếng, hiệu quả và lợi ích. Thẩm Khánh Hoa đã quen với việc thằng ôn này động chút là thích hô khẩu hiệu rồi, nhíu mày nói, có gì thì nói luôn đi. Tôn Đông Cường nói, gần đây rất nhiều bộ môn có phản ánh không ít ý kiến với tôi, trong quá trình chuẩn bị hội kinh mậu, người tổ chức lẫn lộn khái niệm của các bộ môn, lấy ví dụ nhé, hội kinh mậu ở cấp bậc này nên do Sở Chiêu đãi chính phủ ra mặt tiếp đãi, nhưng hiện tại chịu trách nhiệm tiếp đãi lạ là khách sạn Bạch Lộ, diễn xuất mở màn của hội kinh mậu còn mới diễn viên Hồng Kông Đài Loan. Và rất nhiều diễn viên nổi tiếng trong nước, theo như thôi biết thì phí biểu diễn của những người này đều rất kinh người. Sau này chỗ tiền này ai trả đây? Thẩm Khánh Hoa nói, Trương Dương không phải nói là do anh ta phụ trách ư. Tôn Đông Cường nói, tôi nghe nói bí thư Trầm cấp cho 50 vạn phí hội nghị. Thẩm Khánh Hoa gật đầu, hội kinh mậu lớn như vậy, không có phí hoạt động thì căn bản là không thể làm được, Chiêu Thương dẫn tư cũng phải đầu tư trước mà. Tôn Đông Cường nói, bí thư Thẩm yên tâm. Phía tài vụ tôi sẽ bảo người kiểm tra nghiêm cách, tôi chỉ lo lắng Trương Dương trước đây ở Giang Thành vung tay quá chán quen rồi, nếu như lần này chứng nào tật nấy thì e rằng sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt. Thẩm Khánh Hoa cười nói, tôi cũng nghe nói rồi, anh ta rất biết tiêu tiền, có điều lần này kinh phí tôi cấp cho anh ta không nhiều. Tôn Đông Cường nói, áp lực phía trị an cũng rất lớn, gần đây hệ thống cảnh sát biến động quá lớn, tình tự của nội bộ vẫn chưa hoàn toàn ổn định, hội kinh mậu lần này là một khảo nghiệm lớn. Thẩm Khánh Hoa từ trong những lời này của Tôn Đông Cường đã nghe ra oán niệm của gã đối với Trương Dương. Nhưng lỗ tai của Thẩm Khánh Hoa cũng không mềm, y biết trên người Trương Dương có khuyết điểm thế này thế kia, nhưng trước mắt y chỉ nhìn thấy ưu điểm trên người Trương Dương, hội kinh mậu lần này phải dựa vào quan hệ với các phương diện của Trương Dương, thằng ôn này có năng lực. Thẩm Khánh Hoa nhìn vào mắt Tôn Đông Cường, nói, đồng chí Đông Cường, tôi biết giữa anh và Tiểu Trương trước đây có thể có chút mâu thuẫn. Nhưng tôi hy vọng mâu thuẫn cá nhân của hai anh không ảnh hưởng tới công tác, tất cả phải lấy đại cục làm đầu, đừng để chuyện cá nhân làm ảnh hưởng tới lợi ích chỉnh thể của Phong Trạch. Câu này của Thẩm Khánh Hoa nói khá nặng. Tôn Đông Cường mặt đỏ lên, bí thư Thẩm, tôi và Trương Dương quả thực là không hợp nhau, nhưng tôi quyết không có ý lấy việc công báo thủ riêng, cái mà tôi nhìn không quen không phải là cá nhân anh ta mà là thủ pháp làm việc của anh ta. Anh ta quá thích lấy mình làm trung tâm, kéo bè kết phái. Tới Phong Trạch chưa bao lâu đã thành lập văn phòng cải cách văn giáo vệ sinh, lôi nhân viên bên ngoài là Thường Lăng Phong và Trương Duệ Dung làm tay trái tay phải của anh ta. Trước đây anh ta làm việc ở phòng Chiêu Thương Giang Thành, hai người này chính là anh ta tuyển dụng, tuy nói mèo đen mèo trắng chỉ cần bắt được chuột là mèo tốt, nhưng chúng ta cũng không thể nào không phân chức năng được. Hiện tại những phó thị trưởng khác đều có ý kiến, đồng chí Trương Dương phân quản văn giáo vệ sinh, hiện tại lại chủ quản cả Chiêu Thương. Trước đây chủ quản Chiêu Thương là đồng chí Lâu Quang Lượng cơ mà. Thẩm Khánh Hoa rõ ràng là có chút không cao hứng, bảo anh ta chủ quản công tác Chiêu Thương là quyết định của tôi. Tôn Đông Cường nói, bí thư Thẩm, tôi có vài lời giữ trong lòng lâu rồi, hôm nay tôi phải nói ra, có một số người giỏi nhất chính là có kẻ mặc cả, lợi dụng bối cảnh quan hệ của bản thân, trên chính trí yêu cầu vô độ, trong thể chế xã hội chủ nghĩa chúng ta là điều không bình thường. Quan hệ giữa Đại Cục trưởng Cục Công an tân nhiệm Trình Diễm Đông và anh ta rất thân thiết, tôi còn nghe nói chính là bởi vì anh ta muốn đưa Trình Diễm Đông lên vị trí cục trưởng, mới âm thầm động tay động chân. Thẩm Khánh Hoa tức giận gầm lên, đủ rồi. Tôn Đông Cường bị tiếng gầm đột nhiên của y khiến cho giật nảy mình,
lại thấy Thẩm Khánh Hoa sắc mặt xám xịt, gân xanh trên trán nổi hết cả lên, rõ ràng là đã giận thật rồi. Thẩm Khánh Hoa cố nén lửa giận trong lòng, đồng chí Đông Cường, anh là người đứng đầu một thành phố, phải mang thái độ thực sự cầu thị để nói chuyện và làm việc, không thể nghe gió thì coi là mưa. Tôn Đông Cường nói, bí thư Thẩm, xuất phát điểm của tôi là vì suy nghĩ cho tương lai của Phong Trạch thôi, thân là thị trưởng Phong Trạch, tôi hy vọng tầng lớp lãnh đạo của Phong Trạch đoàn kết ổn định, chứ không phải là kết bè kết phái, kéo bè kéo đảng. Gã đứng dậy, nói, bí thư Thẩm, tôi không có ý bôi nhỏ ai, có chuyện tôi có thể xác định, Cục Công an thành phố Giang Thành gia nhập vào chuyện của Phong Trạch là có người lén lút đưa đẩy. Sau khi Tôn Đông Cường đi, Thẩm Khánh Hoa rơi vào trong sự trầm mặc rất lâu, y một mực đều hoài nghi, Triệu Quốc Đống ngã ngựa quá đột nhiên, khiến y không có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Tôn Đông Cường có một điểm nói không sai, sau khi Trương Dương tới Phong Trạch, đang có ý khoét đại phạm vị chức quyền của hắn, trên quan hệ đồng liêu, gã cũng biểu hiện ra tiêu chuẩn tương đương, dã tâm của hắn không nhỏ. Thẩm Khánh Hoa nhắm mắt lại, dựa vào lưng ghế, nếu như sự ngã ngựa của Triệu Quốc Đống có liên quan trực tiếp tới Trương Dương, vậy thì tâm cơ của thằng ôn này cao minh hơn mình tưởng nhiều, dạng người này nếu lưu lại ở bên cạnh thì tuyệt đối không phải là một chuyện tốt. Tôn Đông Cường về văn phòng của mình, cơn sóng trong lòng nhấp nhô một hồi lâu vẫn chưa bình tĩnh lại, gã không biết những lời vừa rồi của mình sẽ mang lại hiệu quả gì, nếu như bị Thẩm Khánh Hoa coi là một loại dèm pha đối với Trương Dương, vì thế mà khinh thường gã, ngược lại sẽ khéo quá hóa vụng. Tôn Đông Cường trong đoạn thời gian rất dài đều ở vào trạng thái thấp thỏm, cho tới khi tiếng chuông điện thoại reo lên đánh thức gã, gã cầm điện thoại lên, là chủ nhiệm Đại hội Nhân dân Giang Thành Triệu Dương Lâm, bố vợ của gã gọi tới. Giọng nói của Triệu Dương Lâm rất bình tĩnh, nói chuyện chưa? Nghe thấy giọng nói trầm ổn của bố vợ, Tôn Đông Cường lập tức bình tĩnh lại, gã nói khẽ, nói rồi. Tiếng cười của Triệu Dương Lâm rất sang sảng, nói toạc móng heo cũng là một loại thủ đoạn chính trị, Đông Cường. Con quá bảo thủ, thằng ôn đó thì lại quá cấp tiến, tam bản phủ của hắn rất đẹp, đáng tiếc là chém đúng chỗ đau của lão Thẩm. Đông Cường, con người ta không thể nào nhún nhường mãi được, quá khứ nhún nhường, ở trong mắt người khác không được cho rằng là một loại hàm dưỡng mà là một loại chùn bước. Tôn Đông Cường mắt sáng lên, cha, con hiểu rồi. Triệu Dương Lâm nói, sải bước quá rộng thì dễ ngã, trong lịch sử Trung Quốc đã được chứng thực vô số lần rồi, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Trương Dương và Phó Thị trưởng Trần Gia Niên cùng nhau xuất hiện ở hiện trường diễn tập, bởi vì biểu diễn sắp đến, diễn tập đã được chuyển tới sân vận động Nhân dân Phong Trạch, bố trí hội trường trong sân vận động trên cơ bản cũng đã hoàn thành. Trần Gia Niên thị sát tình huống bố trí hội trường một lát, trên cơ bản tỏ ý hài lòng, y nói với Trương Dương, 50 vạn mà thị lý cấp cho có đủ không? Trương Dương lắc đầu, kiếm được thêm không ít tài trợ, xí nghiệp địa phương của Phong Trạch chúng ta rất nhiệt tình với hội kinh mậu lần này. Bố trí hội trường, đèn đóm trang phục hoàn toàn không phải bỏ tiền. Lúc này chủ nhiệm phòng chiêu thương Lý Trung đi tới, mỉm cười chào hỏi hai vị lãnh đạo. Trần Gia Niên nói, mấy ngày nay anh cực khổ rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lý Trung nói, các lãnh đạo vẫn khổ cực hơn, các vị là động nào, tôi chỉ là chân chạy, không thấy mệt. Trương Dương cười nói, chỉ biết làm chân chạy thôi thì không làm được chủ nhiệm phòng chiêu thương tốt đâu. Phải động chân, động miệng, động thủ, động cả não nữa. Lý Trung nói, cảm ơn lời dạy bảo của Phó Thị trưởng Trương. Trương Dương cười cười, thằng ôn này cũng là một nhân vật theo gió bẻ măng, có điều hắn nghe nói quan hệ giữa Lý Trung và Thẩm Khánh Hoa rất mật thiết, cho nên vẫn khá khách khí với Lý Trung. Trương Dương nói, tình hình quay quảng cáo hội trường thế nào rồi? Lý Trung nói, nhà máy áo da Phong Trạch bao hết cả biển quảng cáo, án chiếu theo giá đã thương lượng lúc trước, 10 lắm vạn. Trương Dương nói, bảo họ trả tiền trước đi, đừng có đưa hóa đơn, hội kinh mậu tổ chức 3 ngày, phía tiền mặt phải bỏ khẳng định là không tít, cất được tiền vào tài khoản chúng ta mới đỡ lo. Lý Trung nói, bọn họ không lấy ra được nhiều tiền mặt như vậy, có thể đưa trước 5 vạn, 10 vạn còn lại dùng sản phẩm để trả. Trương Dương cười nói, trời nóng như vậy, ai cần áo da của họ. Trần Gia Niên cũng cười nói, Tiểu Đồng cũng giàu hoạt thật, hiệu quả và lợi ích của nhà máy họ không phải là rất tốt ư. Tôi không tin họ không bỏ ra được chút tiền này. Lúc nói chuyện, một thiếu nữ trẻ tuổi khoảng hơn 20 đi tới, cô ta mặc áo phông của hội kinh mậu mùa hè Phong Trạch, quần bò ngắn, có thể là vì trường kỳ công tác ở bên ngoài nên da ngăm đen, sau gáy thắt một cái bím nhỏ, đi lại hiểu điệu, cô ta chính là quản đốc Đồng Hân Vũ của nhà máy áo da Phong Trạch, nói tới cô ta cũng có chút sắc thái truyền kỳ.
Trước đây cha cô ta chính là quản đốc của nhà máy này, về sau nhà máy bởi vì kinh doanh không tốt nên phải đóng cửa, cô ta sau khi tốt nghiệp đại học vốn có thể ở lại Giang Thành công tác, nghe nói tới chuyện này liền kiên trì tới nhà máy, sau khi tiếp nhận nhà máy, trong 2 năm ngắn ngủi lại kinh doanh có lãi. Ở Phong Trạch cũng trở thành xí nghiệp gia nổi danh, giai thoại một thời. Trần Gia Niên và Đồng Hân Vũ quen nhau, y cười nói, tiểu đồng, nghe nói cô quỵt nợ. Đồng Hân Vũ tuy không được tính là gái xinh, nhưng cười rất ngọt ngào, khóe miệng lộ ra hai cái má lúm đồng tiền mờ mờ, thị trưởng Trần, cái gì gọi là quỵt nợ. Chúng tôi dùng trang phục để trả phí quảng cáo, giá án chiếu theo giá xuất xưởng, kể ra vẫn là đại hội chiếm tiện nghi của chúng tôi. Con mắt màu nâu của cô ta nhìn Trương Dương, chủ động chia tay ra, nói, thị trưởng Trương, nghe danh đã lâu, tôi là Đồng Hân Vũ, quản đốc nhà máy áo da Phong Trạch. Trương Dương mỉm cười bắt tay với cô ta, phát hiện tay Đồng Hân Vũ rất có sức. Trần Gia Niên nói, người phụ trách hội kinh mậu lần này là thị trưởng Trương đồng ý, chúng tôi sẽ đáp ứng. Câu này của Trần Gia Niên ngoài mặt nghe thì có vẻ đùn đẩy trách nhiệm, nhưng trên thực tế lại là đang nhắc nhở. Đồng Hân Vũ cười nói, thị trưởng Trương, chúng tôi dùng sản phẩm để trả phí quảng cáo có được không? Trương Dương nói, trời nóng thế này, những cái áo da đó của cô đều là hàng tồn kho. Đồng Hân Vũ nói, tồn kho cũng là sản phẩm hợp cách. Còn có không ít mẫu mới của chúng tôi năm nay, đợi trời lạnh rồi lại đẩy ra thị trường, tới lúc đó giá ít nhất cũng cao hơn 3 thành. Trương Dương phát hiện Đồng Hân Vũ rất biết nói chuyện, cô có từng nghĩ tới, những cái áo da này chúng tôi lấy thì để làm gì không? Đồng Hân Vũ nói, đương nhiên là có tác dụng rồi, có thể coi là tài trợ trang phục diễn xuất. Trương Đại Quan Nhân dở khóc dở cười, nói, tôi nói này quản đốc Đồng, trời nóng như thế này, tôi cấp áo da cho diễn viên. Người ta liệu có coi tôi là bị bệnh thần kinh không? Đồng Hân Vũ nói, nhà máy áo da chúng tôi là xí nghiệp địa phương của Phong Trạch, thân là lãnh đạo Phong Trạch, các anh nên ủng hộ xí nghiệp địa phương mới đúng, thị trưởng Trương, mở hội kinh mậu để làm gì? Chẳng phải là để quảng cáo xí nghiệp của Phong Trạch chúng ta ra ngoài ư, mượn cơ hội để nhiều người biết tới nhà máy áo da Phương Đông Phong Trạch chúng tôi là một cơ hội hiếm có, mà đã thế chúng tôi còn trả tiền quảng cáo, thị trưởng Trần, ngài thấy có đúng không? Trần Gia Niên cười nói, tiểu đồng nói cũng có đạo lý đấy, thị trưởng Trương, tôi thấy quyết định vậy đi, áo da thì áo da, bán đi cũng là tiền thôi. Chương 389, Triền Miên. Từ biểu hiện của Trần Gia Niên đã nhìn ra y và Đồng Hân Vũ có quan hệ không tồi. Ở trước mặt nhiều người như vậy, y đã đề xuất rồi, Trương Dương cũng vẫn phải nể mặt y. Trương Dương mỉm cười gật đầu, được, thì cứ làm vậy đi, có điều phải là sản phẩm hợp cách, đáng giá. Ngàn vạn lần đừng có cho hàng nhái vào đó. Đồng Hân Vũ cười nói, nhà máy da thuộc của chúng tôi không có hàng nhái. Cô ta đối với sản phẩm của nhà máy mình biểu hiện ra sự tự tin cực lớn. Trương Dương thầm nghĩ câu này của cô hơi quá rồi. Hắn và Trần Gia Niên dưới sự đi cùng của chủ nhiệm phòng chiêu thương Lý Trung tiếp tục tiến về phía trước, đi tới hiện trường diễn tập. Trương Dương đầu tiên là nhìn thấy Hà Hâm Nhan đang múa ở bên trên sân khấu. Cô bé này mặc quần xanh, giống như là một tinh linh màu xanh ở trên sân khấu cao 5 mét múa may theo tiếng nhạc, dáng nhảy uyển chuyển, sức cảm nhiễm rất cao. Hải Lan đi tới, cô ta cũng đổi sang áo quảng cáo của hội kinh mậu mùa hè, mặc quần bò ngắn, một đôi chân thon dài trắng nõn lộ ra ngoài, tóc ngắn phất phơ trong gió đêm, trông tràn đầy sức sống. Trương Dương cười nói, phát thanh viên Hải, tình huống diễn tập thế nào rồi? Hải Lan cười nói, không có vấn đề gì, chỉ cần làm quen với sân khấu thôi. Đại đạo diễn Vương Chuẩn rất có trình độ, phía chúng tôi không tồn tại bất kỳ vấn đề gì. Trương Dương giới thiệu Trần Gia Niên với Hải Lan, Trần Gia Niên mỉm cười, nói cảm ơn sự ủng hộ của phát thanh viên hai với nhân dân quê nhà. Lãnh đạo nói chuyện thì đương nhiên phải mang theo chút giọng quan rồi. Bên kia Vương Chuẩn tuyên bố diễn tập tối nay kết thúc, các diễn viên nhao nhao tới bên sân uống nước nghỉ ngơi. Vương Chuẩn cũng là người đổ nhiều mồ hôi nhất. Y cầm khăn tay lên vừa lau mồ hôi vừa bước về phía Trương Dương ném cho y một bình nước khoáng lạnh. Vương Chuẩn mở nắp ra uống một ngụm, nói, nóng chết đi được. Nhiệt độ hôm nay đã đạt tới 35 độ, Trần Gia Niên an ủi, đạo diễn Vương khổ cực rồi. Vương Chuẩn nói, đành chịu thôi, ai bảo tôi quen với thị trưởng Trương chứ. Câu này đầy ý bất lực, bị thằng ôn này trói lên thuyền tặc, muốn xuống cũng khó. Trương Dương biết trong lòng y rất oán trách. Cười ha ha một tiếng, cầm một bình nước khoáng bước về phía Hà Hâm Nhan. Hà Hâm Nhan vừa từ trên sân khấu đi xuống không nhận bình nước khoáng trong tay hắn, nói nhỏ em không được uống nước lạnh,
Trương Dương nói, không lạnh đâu, ấm mà. Hà Hâm Nhan nhận lấy, quả nhiên nước rất ấm, chính là Trương Dương lợi dụng nội lực làm tăng nhiệt độ của nước khoáng, sự quan tâm săn sóc của Trương Đại Quan Nhân khiến Hà Hâm Nhan cảm thấy ấm áp. Vương Chuẩn đã tuyên bố diễn tập tối nay kết thúc, y đi tới trước mặt Trương Dương, nói chiều ngày mai các diễn viên nổi tiếng sẽ lần lượt tới, tôi muốn bọn buổi tối làm quen với sân khấu, cho dù đám người này có kinh nghiệm xa trường, nhưng cũng vẫn phải làm quen với sân khấu. Trương Dương gật đầu, ngày mai tôi an bài chuyện này. Vương Chuẩn lại nói, diễn viên phía Hương Cảng tôi có thể đối phó, còn diễn viên nội địa thì cần anh lo. Vương Chuẩn biết những diễn viên đó đều khó hầu hạ, cho nên nên đặc biệt chuẩn bị trước. Trương Dương cười nói, không có vấn đề gì. Vương Chuẩn nói, tôi vẫn chưa ăn cơm. Trương Dương nói, vậy chúng ta đi ăn thôi. Hắn vốn muốn mời Trần Gia Niên cùng đi, nhưng Trần Gia Niên từ chối. Thế là Trương Dương dẫn Vương Chuẩn, Hải Lan và Hà Hâm Nhan ba người lái xe pick-up về khách sạn Bạch Lộ. Lúc đi qua quầy thịt nướng của Phùng Thiên Du, Trương Dương không nhịn được liếc một cái, phát hiện quầy thịt nướng hôm nay lại mở. Nhưng không ngờ Hải Lan và Hà Hâm Nhan nhìn thấy thịt nướng lại đều đòi ăn, thế là Trương Đại Quan Nhân lại dừng xe lại, dẫn bọn họ tới quầy thịt nướng của Phùng gia. Phùng Thiên Du bởi vì bị gãy tay chưa khỏi nên ngồi ở một bên tiếp, người nướng thịt là chị em Phùng Lộ và Phùng Nguyệt. Hai người đang làm, sinh ý hôm nay không được tốt lắm, chỉ có hai bàn có người ăn. Thấy thị trưởng Trương dẫn người tới, Phùng Lộ vội vàng ra đón, vui vẻ nói, thị trưởng Trương, ngài tới đây à? Trương Dương chớp chớp mắt với cô ta, nói, gọi tôi là anh Trương. Phùng Lộ mặt đỏ lên, dù thế nào cũng không thể gọi là anh Trương được, Hà Hâm Nhan cười nói, anh đừng có mà cố lôi kéo làm quen với tiểu cô nương nhà người ta. Cô ta vừa nói vậy, mặt Phùng Lộ càng đỏ hơn. Vương Chuẩn giống như là phát hiện ra đại lục mới vậy, bước lên nói, tiểu thư, xin hỏi quý tính của cô, có thể nói chuyện với cô một lát không? Hải Lan mỉm cười đẩy Vương Chuẩn sang một bên, được rồi, ông đừng có mà dọa người ta. Cô ta giải thích với Phùng Lộ, em đừng sợ, ông ấy là đạo diễn điện ảnh, cứ thấy cô nương xinh đẹp là muốn lôi kéo làm diễn viên. Sau khi bọn họ ngồi xuống, Trương Dương bảo Phùng Lộ mang hai cân thịt, lại chọn một ít đồ nướng đặc sắc, kêu thêm một thùng bia. Nếu như là bình thường thì Hà Hâm Nhan khẳng định sẽ uống cùng hắn, nhưng hôm nay sinh lý không được ổn, chỉ đành nhìn thôi. Mắt Vương Chuẩn cứ liếc đi liếc lại trên người Phùng Lộ, bản sắc tinh tham, săn ngôi sao của thằng cha này lại phát tác rồi, hình dáng của Phùng Lộ cũng không tồi. Lúc Phùng Nguyệt mang thức ăn tới, không nhìn được nhìn Hà Hâm Nhan thêm mấy cái, cuối cũng lên tiếng hỏi, xin hỏi quảng cáo thủy chi bạn là chị đóng phải không? Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Hà Hâm Nhan, Phùng Nguyệt kích động vạn phần, vội vàng đi tìm sổ tay của mình, tới xin chữ ký của Hà Hâm Nhan. Hà Hâm Nhan cười nói, chị có phải là minh tinh gì đâu. Phùng Nguyệt nói, phải mà, em thích chị lắm, chị thật sự là còn xinh hơn trên quảng cáo nữa. Cô ta lại nói với Hải Lan, em thấy chị này cũng rất quen. Hà Hâm Nhan nói, chị ấy mới là minh tinh, trước đây là người chủ trì của Giang Thành bọn em đó. Phùng Nguyệt đang vào tuổi hâm mộ các ngôi sao, nhận ra Hải Lan. Kích động đến nỗi hét lên, từ sau khi Trương Dương đến, Phùng Thiên Du chỉ cười, một mực không tiện đi tới, Trương Dương giúp y quá nhiều, tới sau cùng, y và Mạnh Tông Quý hòa giải với nhau, Thủy Chung cảm thấy thiếu nợ Trương Dương, thấy con gái mình có chút hưng phấn quá độ mới trách Phùng Nguyệt, Tiểu Nguyệt, đừng có làm phiền khách ăn cơm. Hải Lan cười ôn nhu, nói, không sao, cô bé dễ thương quá, tôi rất thích nó. Trương Dương thấy Phùng Thiên Du luôn né tránh ánh mắt của mình, biết rằng trong lòng y đang nghĩ gì. Mỉm cười nói, thầy giáo Phùng, cùng uống vài chén đi. Phùng Thiên Du lắc đầu, không làm phiền các vị nói chuyện. Y trong lòng xấu hổ, không dám đối diện với Trương Dương, có điều Trương Dương cũng không để chuyện đó trong lòng, căn bản không nhắc tới chuyện quá khứ. Phùng Nguyệt có được chữ ký của Hải Lan và Hà Hâm Nhan, vui vẻ vạn phần nói, cảm ơn, cảm ơn. Hà Hâm Nhan cũng rất thích cô bé ngây thơ này, cô ta lấy ra hai tấm vé xem diễn khai mạc đưa cho Phùng Nguyệt. Nói, ngày kia có diễn xuất, em và chị em cùng tới xem nhé. Gia giáo của Phùng Nguyệt rất tốt, được cha gật đầu mới dám nhận hai tấm vé. Vương Chuẩn khen đồ nướng luôn miệng, thị rất ngon, vị đạo rất tuyệt. Trương Dương nhắc nhở, ông ăn ít thôi, bụng sắp như bà chửa rồi đó. Vương Chuẩn cười ha ha, nói có sao đâu nào. Y nhìn Phùng Lộ đang bận rộn làm việc ở phía bên kia, nói tiểu cô nương đó không tồi, rất trong sáng. Nếu như đồng ý, tôi có thể giúp cô ta thành sao? Trương Dương nói, người ta là học sinh giỏi nhất phong trạch nhất chung,
sắp thi đại học rồi, khẳng định là sẽ được vào trường danh giá, ông nếu thật sự có ý này thì đợi người ta thi xong đã, đừng có làm ảnh hưởng tới nghiệp học của người ta. Vương Chuẩn gật đầu lia lịa. Hải Lan nói, Trương Dương, chủ đề của các anh lần này rốt cuộc là chiêu thương hay là trần tai? Hải Lan sở dĩ hỏi vậy là bởi vì khái niệm vẫn còn rất mơ hồ. Vương Chuẩn cười nói, tôi biết, anh ta là mượn danh nghĩa chiêu thương để lừa mọi người. Sau đó thì xin quyên góp, tôi nghĩ mọi người đều tới rồi, chẳng ai lại không biết ngượng mà không chịu bỏ chút tiền ra. Trương Dương nói, tôi nói này đạo diễn Vương, cảnh giới của ông kém quá đấy, xin quyên góp là một phương diện thôi chứ không phải là chủ đề, tiền quyên góp là tự giác tự nguyện, ông không muốn bỏ thì tôi không thế nào thò vào ví ông mà móc tiền được, có phải không nào? Vương Chuẩn nói, tôi đã từng thấy ảnh tình hình hạn hán của Phong Trạch rồi, quả thật là rất nghiêm trọng. Trương Dương nói, nếu không nghiêm trọng thì ai đi phí sức để làm cái này? Hà Hâm Nhan cười nói, sau chuyện lần này, anh có phải là lại thăng quan không? Trương Dương nói, cô bé à, đây là quan trường, em tưởng là trò trẻ con, nói thăng quan là thăng quan à, anh lăn lộn lâu như vậy, hiện tại cũng chỉ là một phó ban, muốn tiến lên trên thì mỗi bước một khó. Hà Hâm Nhan nói, em chẳng hiểu nổi anh vì sao cứ phải lăn lộn trong quan trường, làm sinh ý không phải là rất tốt ư? Tự do tự tại, vô câu vô thúc. Trương Dương cười nói, em tưởng là người làm ăn tự do tự tại, vô câu vô thúc à? Trong đất nước này của chúng ta, làm ăn có tốt hơn nữa cũng chẳng bằng được quan. Vương Chuẩn thở dài, tôi đã tới nhiều nơi trên thế giới, nói tới văn hóa làm quan, quốc nội là nơi phức tạp nhất. Hải Lan nói, quyền lợi tuyệt đối mang tới hủ hóa tuyệt đối, thiếu một cơ chế tài giám sát hữu hiệu là căn bản khiến vấn đề của quan viên nảy sinh không ngừng. Trương Dương nói, các người cũng đừng chỉ nhìn vào tệ đoan, kỳ thực quan tốt giống như tôi chiếm đại đa số đó. Mấy người đều cười, mèo khen mèo dài đuôi. Trương Dương nói, tôi phát hiện trên thế giới dễ nhất là làm quan mà khó nhất cũng là làm quan, vô vị nhất là làm quan mà thú vị nhất cũng vẫn là làm quan, tôi muốn làm ra phong thái của mình. Vương Chuẩn nói, cái khác thì tôi không dám nói, nhưng dạng quan viên như anh, có thể nói là bò cạp ỉa. Tẩm lởm, Hải Lan và Hà Hâm Nhan đồng thời mắng. Vương Chuẩn mỉm cười nói, một cục phân. Trương Dương mắng, nói linh tinh. Buổi tối rất tĩnh mịch, Hải Lan và Hà Hâm Nhan ở trong phòng nói chuyện một lát, đều có chút mệt mỏi, Hà Hâm Nhan đã ngủ rồi, Hải Lan đứng dậy đi tới trước cửa sổ, rèm cửa sổ phất phơ, một bóng đen xuất hiện trước mặt cô ta. Hải Lan sợ hãi định hét lên thì miệng bị bịt lại, Trương Dương cợt nhả xuất hiện ở trước mặt cô ta, thằng ôn này không ngờ lại lợi dụng thuật bích hổ du tường men theo tường của khách sạn mà bò lên. Con người của Hải Lan đảo mấy vòng, tỏ ý bảo với Trương Dương là Hà Hâm Nhan vẫn còn ở trong phòng, Trương Dương mỉm cười điểm hờ một cái, điểm trúng huyệt ngủ của Hà Hâm Nhan, Hà Hâm Nhan vốn đã mệt rồi, lúc này ngủ càng sâu. Trương Dương lúc này mới bỏ tay trên miệng Hải Lan ra, thủ trưởng vừa ly khai. Môi lập tức dướn lên, dán vào môi Hải Lan dâng tặng một nụ hôi nóng bỏng, tim Hải Lan đập thình thịch, tay quàng lên cổ hắn, ôm hôn một hồi lâu mới thả ra, ôn nhu nói, xem ra anh đã quen với chuyện trộm hương cướp ngọc rồi. Trương đại quan nhân cười hắc hắc, nói, biết sao được, làm nhiều thì quen mà. Hải Lan tức đến nỗi dướn lên cắn vào môi hắn một cái, nhưng rất nhẹ, không nỡ dùng sức. Tay của Trương Dương đã bắt đầu không thật thà chu du trên người cô ta. Hải Lan gắt, Hâm Nhan còn ở đây. Trương Dương hôn lên dái tai của cô ta, nói cô ấy ngủ rồi. Hải Lan giãy giụa, không được, anh đừng có làm bậy. Ha! Trương Dương mỉm cười, nói tới phòng anh gì? Nửa đêm nửa hôm, anh không sợ bị người ta nhìn thấy rồi rèm pha à? Trương Dương ôm Hải Lan lên, Hải Lan sợ đến nỗi hét khẽ một tiếng. Trương Dương nói, có nhớ lúc còn Xuân Dương, có nhớ tháp nhạn đỏ không? Nhớ tới cảnh Trương Dương mang mình đằng không bay lên đỉnh tháp nhạn đỏ, tim Hải Lan lại nóng lên, ôm chặt lấy Trương Dương nói khẽ anh ôm em bay. Cùng là bay lên, nhưng mục đích lại khác nhau, lần trước là tới tháp nhạn đỏ, còn lần này thì là vào trong phòng Trương Dương. Ánh trăng như nước, Trương đại quan nhân ôm Hải Lan, giống như tinh linh đêm bay lượt qua tường ngoài khách sạn, về trong phòng mình. Thân hình của Hải Lan giống như là dây thường xuân quấn chặt lên người hắn. Bọn họ gần nhau như vậy, có thể nghe rõ tiếng tim đập và tiếng thở của đối phương, Trương Dương hôn nhẹ lên môi Hải Lan, nói khẽ cảm ơn vì em đã tới. Giữa chúng ta còn phải cần nói hai chữ cảm ơn nữa ư. Trương Dương cười cười, Hải Lan cảm giác quần của mình theo động tác của hắn lặng lẽ tụt xuống.
thân hình trắng như tuyết, kinh tâm động phách của Hải Lan giống như hoa tươi nở rộ trước mặt Trương Dương, hắn nhẹ nhàng vuốt ve thân thể của Hải Lan, không chút do dự lao lên. Tứ chi của Hải Lan đột nhiên co lại, quấn chặt lên người Trương Dương. Trương Dương phát ra một tiếng gầm khẽ vì sung sướng, đột nhiên nói, tình hình hạn hán của Phong Trạch khẳng định sẽ được hóa giải. Hải Lan có chút không hiểu, không biết hắn vì sao lại đột nhiên nói ra câu này, đôi mắt như si như mê có chút mê hoặc nhìn hắn. Trương đại quan nhân cười xấu, em tới rồi, khẳng định không thiếu nước. Xấu xa, bóng đêm theo tiếng rên rỉ của Hải Lan, biến thành càng lúc càng ám muội, vị đạo ám muội rất đậm, đậm tới mức không thể tan đi được. Sáng sớm khi Hải Lan tỉnh lại, Hải Lan sớm đã về phòng, mặt mũi hồng hào, giống như đóa hải đường sau cơn mưa. Hà Hâm Nhan cười nói, chị Hải Lan, mặt chị đỏ thế. Hải Lan có chút kinh hoàng, nói có à. Vô thức đưa tay lên sờ sờ má mình, vẫn còn nóng rực, trong đầu hồi tưởng lại cảnh quấn quýt với Trương Dương đêm qua, khóe miệng không khỏi nổi lên nụ cười hạnh phúc. Hà Hâm Nhan từ trên vẻ mặt của cô ta tựa hồ như nhìn ra được chút manh mối, nói nhỏ tôi quá có phải là có người tới phòng chúng ta không? Không có. Thật sự không có chứ. Thật sự là không mà. Ngày mai là ngày chính thức khai mạc hội thương mậu Phong Trạch, khách khứa từ các nơi đã lục tục kéo đến, Trương Dương sai chủ nhiệm văn phòng chính phủ Trương Đăng Cao tới sân bay Giang Thành phụ trách tiếp đãi. Chủ nhiệm phòng chiêu thương Lý Trung thì an bài tiếp đãi phía Phong Trạch, còn hắn thì phụ trách chủ tính chung. Một đám diễn viên có tiếng từ Bắc Kinh tới vào sáng ngày 17 cũng đến đủ, những người này đều là thông qua quan hệ của La Tuệ Ninh để mời tới, minh tinh nổi nhất trong đó phải kể đến ca sĩ Mao Văn Anh. Trương Dương giao nhiệm vụ tiếp đãi Mao Văn Anh cho Trương Duệ Dung, cô bé này nhìn quen cảnh đời rồi, bối cảnh cũng không tầm thường, tiếp đãi Mao Văn Anh chắc là không có vấn đề gì. Hai đại minh tinh phía Hương Cảng và Lưu Đức Chính và Tích Nhượng Lâm cũng tới cùng lúc, Vương Chuẩn tự mình sân bay đón hai người bọn họ. Trương Dương cũng tính là bạn của hai người đó, trước đây cũng từng có quan hệ. Con người của Lưu Đức Chính không tồi, trên người không có nhiều dáng vẻ của đại minh tinh, trước giờ luôn có biểu hiện rất dễ gần. Có điều Tịch Nhược Lâm thì khác, khi phái minh tinh tràn trề, chỉ nhân viên đi theo thôi cũng tới 7 người. Trương Dương đã đặt hai gian phòng đỉnh cấp cho họ ở khách sạn Bạch Lộ, nhưng nhiều nhân viên đi theo như vậy là nằm ngoài tính toán của hắn, chỉ có thể lâm thời nhờ Lữ Yếu chuẩn bị phòng cho đám người này. Không lâu sau thì Vương Chuẩn tìm đến, đi theo y còn có trợ lý kiều trì của Tịch Nhược Lâm, rõ ràng là một đại lão gia mà lại đi mặc đồ bó, đeo khuyên tai, trên người còn sức đầy nước hoa. Y là tới tìm Trương Dương kháng nghị, Trương tiên sinh, chúng tôi là một đoàn đội, sao lại có thể chia ra sống? Trương Dương nói, ông có ý gì? Không chia ra ở thì chẳng lẽ định ở hết một phòng với Tịch tiểu thư à? Tay của Kiều Trì cực kỳ yểu điệu phẩy lên không chung một cái, nói cái gì thế? Tôi là bảo, phòng của chúng tôi cách phòng của Tịch tiểu thư quá xa, chúng tôi hy vọng có thể ăn bài cùng một dãy. Trương Dương đang định chế nhạo y mấy câu thì Vương Chuẩn ở bên cạnh nói, thị trưởng Trương, chuyện này nên ai bài đi, Tịch Nhược Lâm là tôi khó khăn lắm mới mời tới được, vốn là không cao hứng đâu, nếu đắc tội với cô ta, diễn xuất ngày mai hỏng hết đấy. Trương Dương nhíu mày, nói ông gọi cô ta tới thì cô ta tới thôi, sao còn phải mang theo lũ ăn trực này. Vương Chuẩn cười khổ, nói, hiện tại người nổi tiếng có ai là không có vài ba trợ lý. Dẫu sao thì anh cũng không trả người ta phí biểu diễn, phương diện chỗ ở an bài tốt một chút đi. Trương Dương nói, phòng đã được bố trí trước hết rồi, không thể chiều theo ý của một mình cô ta được, bảo người khác chuyển đi chắc. Vương Chuẩn nói, nghĩ biện pháp đi. Trương Dương bên này còn chưa nghĩ ra biện pháp thì bên kia Trương Duệ Dung cũng tới, nhìn thấy cô ta mặt mày cao có, rõ ràng là tâm tình không được tốt, đi tới trước mặt Trương Dương, nói, Mao Văn Anh không hài lòng với phòng. Trương Dương nói, tình huống thế nào? Có gì mà không hài lòng? Trương Duệ Dung nói, vốn không có gì, nhưng cô ta biết minh tinh Hương Cảng sống ở phòng đỉnh cấp, phòng của cô ta không bằng người ta, cho nên tức giận, yêu cầu chúng ta đổi phòng nếu không cô ta sẽ lập tức trở về kinh thành. Lúc trước Trương Dương không ngờ đám minh tinh này lại khó chịu như vậy, hắn gãi gãi đầu, không phải là ở khách sạn ư. Phòng có lớn có nhỏ, nhưng tiêu chuẩn chiêu đãi thì như nhau. Trương Duệ Dung nói, anh thấy vậy nhưng người ta cho rằng anh dành phòng tốt nhất cho minh tinh Hương Cảng, rõ ràng là không tôn trọng họ, mọi người đều là tới biểu diễn vì trần tai, anh vì sao lại chia ra 3-6-9 loại như vậy? Trương Dương và Vương Chuẩn nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra nụ cười khổ. Lúc này quản lý khách sạn Lữ Yến đi tới, cô ta sau khi hỏi rõ tình hình,
cũng lộ ra vẻ khó xử. Phòng đã an bài rồi, hiện tại điều phòng là không tôn trọng khách khứa, yêu cầu của Tịch Nhược Lâm thực sự là có chút quá đáng. Chuyện của Mao Văn Anh còn dễ giải quyết, Trương Dương chủ động tỏ ý bảo nhường phòng của mình cho Mao Văn Anh ở, như vậy thì phòng của Mao Văn Anh để trống, an bài cho trợ lý của Tịch Nhược Lâm ở, có điều Tịch Nhược Lâm còn đòi 4 căn phòng ở lân cận, Trương Dương bảo Vương Chuẩn đi nói chuyện với cô ta, bảo rằng thực sự là không lấy đâu ra phòng nữa, bảo cô ta ở tạm một ngày đi. Khó khăn lắm mới vỗ về được tình tự của đám minh tinh này, Trương Dương thầm cảm thán, vẫn là kinh nghiệm chưa đủ, sớm biết đám minh tinh này thích so đo với nhau, không nên an bài họ sống cùng một khách sạn. Hồ Nhân Như và Chu Văn Phàm vào 5 giờ chiều thì tới khách sạn Bạch Lộ, bọn họ là lái xe tới, Chu Văn Phàm, không, nên nói là lát người Ấn Độ lần này lái một chiếc xe Hemmer tới, chiếc xe này dừng ở bãi đậu khiến cho tất cả mọi người đều chú ý. Trương Dương nhìn Chu Văn Phàm từ trong xe chui ra, không khỏi mỉm cười nghênh đón, tôi bảo này lát, có cần phải phô trương vậy không? Chu Văn Phàm mỉm cười bắt tay với hắn, ngồi xe to thoải mái hơn. Trương Dương không nhìn được liền chế giễu, vậy ông nên kiếm một chiếc xe buýt. Hồ Nhân Như cười khúc khích đi tới, Trương Dương rất hư ngụy chìa tay ra bắt bàn tay mềm mại của Hồ Nhân Như, Hồ Tổng tới rồi à, hoan nghênh, hoan nghênh. Hồ Nhân Như bĩu môi, nói, không hư ngụy thì anh chết à. Trương Dương cười thần bí, lần này Hồ Tổng tới giúp đỡ, hội kinh mậu của Phong Trạch xin nhờ vào cô. Hồ Nhân Như nói, chỉ cần anh giơ tay hô một cái, trong ngoài Bình Hải, nhà đầu tư có thực lực toàn bộ đều tranh nhau chạy tới, tôi không có được sức hiệu triệu như anh. Chu Văn Phàm nói, Tịch tiểu thư đâu? Trương Dương nói, tôi nói này lát tiên sinh, ông là đại biểu hình tượng của Bollywood, ngàn vạn lần đừng làm mất mặt thương nhân Ấn Độ. Chu Văn Phàm bật cười, Ấn Độ tính là cái rắm. Hồ Nhân Như thích thú nói, người không yêu nước như ông lần đầu tiên tôi thấy đấy. Chu Văn Phàm nói, tôi phát hiện tôi rất đáng thương, tôi yêu Trung Quốc, nhưng Trung Quốc không yêu tôi không yêu Ấn Độ nhưng lại thành người Ấn Độ. Trương Dương nói, tôi đại biểu cho nhân dân Phong Trạch yêu ông, lát nữa ông quyên thêm chút tiền nhé. Chu Văn Phàm cười nói, biết rằng anh là lừa tôi mà, Tịch Nhược Lâm không đến phải không? Anh cố ý lừa tôi. Trương Dương nói, tôi là loại người đó à? Lúc này Tịch Nhược Lâm cùng trợ lý Kiều Chỉ đi xuống, Chu Văn Phàm vừa nhìn cái là nhận ra Tịch Nhược Lâm, gã mỉm cười bước lên, chủ động chìa tay ra, xin chào Tịch tiểu thư. Tịch Nhược Lâm không nhận ra y, lạnh lùng liếc y một cái, cũng không chìa tay ra, Kiều Chỉ âm dương quái khí nói, xin anh đừng làm phiền Tịch tiểu thư. Chu Văn Phàm nhíu mày, tôi đây là biểu thị lòng hữu hảo. Trương Dương cực kỳ ghét tên Kiều Chỉ này, Chu Văn Phàm dẫu sao cũng là khách mà hắn mời tới. Hắn giới thiệu với Tịch Nhược Lâm, Tịch tiểu thư, đây là Lát tiên sinh, nhà đầu tư của Bollywood, ông ta chính là fan của cô. Tịch Nhược Lâm nghe xong lời giới thiệu của Trương Dương, lúc này mới lưu ý Chu Văn Phàm một chút, Chu Văn Phàm rất có vẻ giàu có, chỉ chiếc đồng hồ Patek Philippe ở trên tay thôi cũng đáng giá mấy trăm vạn rồi. Vương Chuẩn và Lưu Đức Chính cùng nhau đi ra, Trương Dương nhân cơ hội giới thiệu họ với nhau, Vương Chuẩn nghe nói Chu Văn Phàm chính là trùm Bollywood, cũng vô cùng kích động. Gần đây giới điện ảnh Hương Cảng bắt đầu đi xuống, Vương Chuẩn đang cần tìm nhà đầu tư mới. Chu Văn Phàm đề xuất lời mời, tối nay cùng ăn cơm nhé. Gã là muốn thân cận hơn với Tịch Nhược Lâm, Vương Chuẩn thì mang ý định hấp dẫn đầu tư, song phương trong lòng đều có quỷ nên ăn nhịp với nhau. Vương Chuẩn và Chu Văn Phàm đứng nói chuyện với nhau, Hà Hâm Nhan bảo Trương Dương dẫn cô ta đi tìm Hải Lan, Hà Hâm Nhan. Ba người là đồng bạn làm ăn. Đều có cổ phần trong công ty quảng cáo đăng ký ở Hương Cảng, đợi khi đi tới phòng thì mới biết hai người họ vẫn ở hiện trường diễn tập chưa về. Phòng của Hồ Nhân Như được an bài ở bên cạnh phòng của bọn Hải Lan, sau khi Trương Dương giúp cô ta mang hành lý vào phòng, Hồ Nhân Như nói, em đã liên hệ với Giai Đồng rồi, hội kinh mậu lần này chị ấy không đến đâu. Trương Dương gật đầu, cô ta muốn cùng bí thư cố đi nghỉ hè, chắc là cùng về. Hồ Nhân Như nói, công ty quảng cáo của bọn em vừa thành lập. Tiền vốn không nhiều, lần này sợ rằng không giúp được bao nhiêu. Trương Dương nói, có thể tới là được rồi, anh đâu có định moi tiền từ ví bọn em. Hồ Nhân Như cười nói, có điều cũng không thể tới tay không được, bọn em bỏ tiền mua một quảng cáo công ích, coi như là cống hiến chút sức lực cho Phong Trạch. Cô ta ngồi xuống trước bàn trang điểm, Trương Dương đi tới phía sau giúp cô ta xoa bóp hai vai, quan tâm nói, mệt không? Hồ Nhân Như lắc đầu, từ Đông Giang ngồi xe Hemmer của chú Chu. Em toàn ngủ trên đường nên không mệt.
Trương Dương cười nói, Chu Vâm Phàm hình như là có ý với Tịch Nhược Lâm. Hồ Nhân Như nói, con người của chú ấy chính là như vậy, có điều tâm địa cũng tính là thiện lương. Trương Dương biết Hồ Nhân Như một mực coi Chu Vân Phàm như cha, cho nên trong lòng hắn tuy không thích Chu Vân Phàm nhưng cũng không lộ ra trước mặt Hồ Nhân Như. Hắn nói khẽ, Chu Vân Phàm tài đại khí thô, lần này ít nhiều cũng phải quyên chút tiền. Hồ Nhân Như bật cười, quay người lại chỉ vào mũi Trương Dương, nói, anh đó, chỉ biết moi hầu bao người ta thôi. Trương Dương ôm eo cô ta, lại hôn một cái lên môi thơm, Hồ Nhân Như lui ra sau, phía sau chính là bàn trang điểm, không còn chỗ để lùi, thân thể của hai người dính chặt vào nhau, Trương Dương nói, anh cũng là vì nghĩ cho phong trạch thôi mà. Hồ Nhân Như gật đầu, cảm giác bộ phận đang dí vào mình của Trương Dương bắt đầu có biến hóa vi diệu, cô ta dịch dịch người, Trương Dương lại dí càng sát hơn, Hồ Nhân Như cắn môi, nói, lại không thật thà rồi. Trương Dương nói, em có muốn anh thật thà không? Tay Hồ Nhân Như thò xuống, nắm lấy bộ phận không an phận của Trương Dương, nói khẽ, anh hiện tại đã là phó thị trưởng phong trạch rồi, phải biết khống chế chứ. Trương đại quan nhân vốn chuẩn bị khống chế, nhưng động tác của Hồ Nhân Như lại sự khống chế của thằng ôn này xuống thấp rất nhanh, hắn đẩy hết những thứ ở trên bàn trang điểm xuống đất, Hồ Nhân Như hô khẽ một tiếng, thân hình yểu điệu nhào vào lòng Trương Dương. Chu Vân Phàm rất có hứng thú với điện ảnh, y và Vương Chuẩn rất ăn ý, gần đây phong trào phim võ hiệp Hồng Kông lại rộ trở lại. Vương Chuẩn định quay một bộ phim võ hiệp dài tập, khổ nỗi phía tiền mặt lại thiếu thốn, cái mà Chu Vân Phàm không thiếu chính là tiền, y rất có hứng thú với ý tưởng của Vương Chuẩn. Vừa hút thuốc vừa nói, tôi ở Bollywood có một công ty điện ảnh, trước mắt không có quay phim, chủ yếu dồn sức dịch phim võ thuật Hồng Kông rồi đẩy sang thị trường Ấn Độ. Vương Chuẩn nói, thị trường điện ảnh Ấn Độ lấy phim ca múa là chủ, phim võ hiệp Hồng Kông ở thị trường bên đó rất kém. Chu Vân Phàm nói, tôi một mực muốn đầu tư vào điện ảnh, rất có hứng thú với phim võ hiệp, tôi rất có hứng thú với bộ phim võ hiệp dài tập mà vừa rồi anh có nói với tôi, anh viết một bản kế hoạch tường tận đi. Tôi lần này về sẽ suy nghĩ kỹ, nếu như thật sự là kiếm được tiền thì tôi sẽ đầu tư. Vương Chuẩn mặt mày hớn hở, Trương Dương không lừa y, tên Ấn Độ này xem ra rất có tiền, có điều lại không phải là kẻ nhiều tiền nhưng ngu ngốc giống như Trương Dương nói, xem ra rất tinh minh. Tịch Nhược Lâm và Lưu Đức Chính đều ngồi ở bên cạnh, Tịch Nhược Lâm không nhịn được liền hỏi, Lát Thiên Sinh chuẩn bị bỏ ra bao nhiêu tiền để đầu tư? Chu Vân Phàm cười nói, tôi ở công ty điện ảnh của Bollywood đầu tư là 5.000 vạn. Y dừng lại một chút rồi mới nói, đô la. Mắt Tịch Nhược Lâm sáng lên. Chu Vân Phàm đầy hào khí, nói, nếu lần này sự hợp tác của chúng ta có thể thành, tôi sẽ bỏ ra 100 triệu đô la Hồng Kông để đầu tư vào điện ảnh. Có điều tôi có một yêu cầu, Tịch Tiểu Thư nhất định phải là nhân vật chính trong phim của tôi. Vẻ lãnh đạm vừa rồi của Tịch Nhược Lâm sớm đã bay mất tăm mất dạng. Tên người ấn ở trước mặt này xem ra đúng là có tiền, người bình thường không thể nào lái được xe Hammer. Vương Chuẩn bưng chén trà lên, nói, dùng trà thay rượu, chúc sự hợp tác của chúng ta có thể thành công. Chu Vân Phàm mỉm cười cầm chén trà lên chạm với y, uống một ngụm trà rồi giơ đồng hồ lên, nói, đến giờ ăn cơm rồi, Nhân Như sao còn chưa tới nhỉ? Hồ Nhân Như nằm trên bàn trang điểm nhìn bản thân ánh mắt mê ly ở trong kính. Trương Dương thì phục lên người cô ta, ôm chặt lấy người cô. Hồ Nhân Như nhìn tình cảnh ở trong gương, vẻ mặt rất xấu hổ, tay cô ta vòng ra sau, ôm lấy cái mông săn chắc của Trương Dương, nói, đáng ghét chết đi được, em thế này thì sao ra khỏi cửa. Trương Dương ôm chặt lấy cô ta, hôn một cái lên cái cổ hồng hào, tắm rửa nghỉ ngơi một lát đi, anh ra ngoài trước giải thích hộ em. Hồ Nhân Như nhìn vào trong gương, hai tay ôm mặt, nói, mau ra ngoài đi, xấu hổ chết đi được. Trương Dương quyến luyến vỗ vào mông cô ta hai cái rồi mới chỉnh trang lại quần áo bước ra khỏi cửa. Rời khỏi căn phòng, Trương đại quan nhân mỉm cười hiểu ý, hắn phát hiện mình đúng là người lấy danh nghĩa làm việc công để mưu cầu lợi riêng, phất cờ hiệu kháng hạn trần tai cho phong trạch, nhưng trước tiên lại giải quyết tình hình hạn hán của bản thân. Trương đại quan nhân có chút xấu hổ xen lẫn hạnh phúc. Hội kinh mậu mùa hè ở phong trạch cuối cùng cũng long trọng giật màn che, khách tới phong trạch rất nhiều. Phó thị trưởng thường vụ thành phố Giang Thành Lý Trường Vũ, Phó thị trưởng Tiếu Minh, chủ nhiệm ban chiêu thương Giang Thành Triệu Quế Đường, tất cả xí nghiệp nhà nước cỡ lớn của Giang Thành đều phái đại biểu tới, Kiều Mộng Viện, An Ngữ Thần, Thường Hải Thiên, Lâm Thanh Hồng, những nhà đầu tư lớn này cũng đều có mặt, thậm chí ngay cả Lương Thành Long cũng đặc biệt từ Đông Giang tới ủng hộ cho bằng hữu. Phía Bắc Nguyên Lâm Tú cũng tới, cô ta là đại biểu cho Sở Yên Nhiên và tập đoàn Benin.
Phía ngoại thương cũng có không ít nhân vật có trọng lượng tới, Trung Tảo Xuyên Thái của Hiệp hội Thương nghiệp Nhật Bản tại Bình Hải, Mỹ Hạc Tử và trượng phu tỉnh Thượng Tĩnh của Cư Tử Úc cũng theo thương đoàn Nhật Bản tới, tập đoàn Lam Tinh của Hàn Quốc cũng phái đại biểu, nhất thời phong trạch nho nho này chật kín khách thương tứ phương. Bí thư thị ủy Thẩm Khánh Hoa tuy biết Trương Dương có chút năng lực, nhưng không ngờ hội kinh mậu mùa hè của bọn họ lại có nhiều người tới ủng hộ như vậy. Y và thị trưởng Tôn Đông Cường cùng với phó thị trưởng thường vụ Giang Thành Lý Trường Vũ tới hiện trường hội kinh mậu tham quan. Lý Trường Vũ lúc mở màn hội kinh mậu, đại biểu cho lãnh đạo chính phủ thị ủy Giang Thành lên phát biểu, cùng với Thẩm Khánh Hoa cắt băng khánh thành, hội kinh mậu lấy chiêu thương làm chủ. Y vốn không coi trọng chiêu thương đối với phong trạch, nhưng rất nhanh y lại phát hiện ra không phải là như vậy. Kinh mậu vừa khai mạc, một tin tức khiến tất cả mọi người kinh thán không thôi đã truyền ra. Tập đoàn Thiên Niên của Nhật Bản đã nhìn chúng khu phát triển của phong trạch, bọn họ ở ngay tại chỗ ký 200 mẫu đất, muốn xây nhà máy ở khu phát triển của phong trạch, tham gia sản xuất điện tử gia dụng, chuyện này căn bản không hề có dấu hiệu báo trước gì, thậm chí ngay cả Trương Dương cũng không có chuẩn bị, hắn vội đính phất cờ chiêu thương, kháng hạn trần tai, nhưng không ngờ người Nhật Bản lại thật sự nhìn chúng giá trị thương nghiệp của khối địa phương này. Đầu tư cơ sở sản xuất. Trương Dương sau khi nhận được sự thông chi của Lý Trung thì ngay lập tức tới ký hợp đồng, Trung Đảo Xuyên Thái và Trương Dương là người quen cũ, tới hiện tại trong cơ thể vẫn còn phụ cốt châm mà Trương Đại Quan Nhân tặng cho y. Trương Dương thầm nghĩ có phải là bởi vì sự tồn tại của cây châm này, cho nên Trung Đảo Xuyên Thái mới bỏ máu vốn ra đã biểu đạt sự trung thành với mình không? Nhưng ngẫm kỹ lại thì chắc là không phải, người Nhật Bản rất giàu hoạt, đầu tư mà không thấy hồi báo lợi ích thì người ta quyết không làm đâu. Những lời nói của Tĩnh Thượng Tĩnh đã giúp Trương Dương hiểu vì sao Trung Đảo Xuyên Thái lại chọn phong trạch để xây nhà máy. Lúc trước y đã khảo sát không ít địa phương, bao gồm cả khu phát triển của Giang Thành y cũng từng tiến hành tiếp xúc. Sau khi tập đoàn Lam Tinh của Hàn Quốc thiết lập cơ sở sản xuất ở Giang Thành, ngành sản xuất điện tử của Giang Thành phát triển thần tốc, Trung Đảo Xuyên Thái sau khi suy nghĩ giá thành sản xuất quyết định thiết lập cơ sở sản xuất ở nơi có chính sách thoải mái hơn. Mà giá thành xây dựng nhà máy ở khu phát triển phong trạch lại thấp. Đây tuyệt không phải là xung động nhất thời, mà là kết quả suy khi suy tính kỹ càng. Ngạch đầu tư thời kỳ đầu của tập đoàn Thiên Niên sẽ là 500 triệu nhân dân tệ, hậu kỳ sẽ còn tăng thêm đầu tư. Ngạch đầu tư này khiến tất cả mọi người đều thấy chấn kinh. Lúc đám cán bộ phong trạch hân hoan nhảy nhót thì phó thị trưởng Giang Thành Tiếu Minh trong lòng không được vui. Phải biết rằng y lúc trước đã từng tiếp xúc với tập đoàn Thiên Niên, muốn họ đặt cơ sở sản xuất ở khu phát triển kinh tế Giang Thành. Không ngờ tập đoàn Thiên Niên lại đột nhiên quyết định chọn phong trạch, điều này khiến cán bộ thành Giang Thành, bao gồm cả Tiếu Minh cảm thấy mất mặt. Chủ nhiệm phòng chiêu thương Giang Thành Tiếu Quế Đương nhìn chàng diện ký hợp đồng, bực bội nói, làm cái gì vậy? Đây không phải là người mình đào góc tường của người mình ư? Tiếu Minh ngoài mặt thì tươi cười, nhưng trong lòng thì lại rất không thoải mái, y nói khẽ, phong trạch cũng là một bộ phận của Giang Thành, lựa chọn phong trạch chính là lựa chọn Giang Thành. Lời nói thì nghe có vẻ rất rộng lượng. Tiếu Quế Đường nói, thị trưởng Tiếu, chúng ta đã tiếp xúc với tập đoàn Thiên Niên trong thời gian rất dài, cơ hồ là sắp được đạt được mục đích ký kết hợp đồng rồi, sao đột nhiên bọn họ lại lựa chọn phong trạch? Tiếu Minh không nói gì, nhìn Trương Dương mặt mày hớn hở đang bước tới phía y, Tiếu Minh chạy lên đón, rất nhiệt tình bắt tay với Trương Dương, thị trưởng Trương, hội kinh mậu làm rất thành công. Trương Dương coi phi nói, vừa mới bắt đầu thôi mà. Hắn nhìn Triệu Quốc Đống, nói chủ nhiệm Tiếu cũng tới rồi à, vết thương đã khỏi chưa? Thằng ôn này là cố tình chọc ngoáy, lần trước Tiếu Quế Đường bởi vì bị Trương Duệ Dung đánh bị thương nên phải nghi ngơi, đã dẫn tới sỉ nhục lớn của y, Trương Dương cố tình nhắc tới chuyện này chính là đang sỉ nhục y. Tiếu Quế Đường lạnh lùng nói, cảm ơn sự quan tâm của Phó Thị trưởng Trương. Trương Dương cười nói, chủ nhiệm Tiếu có cái nhìn như thế nào về hội kinh mậu lần này của chúng tôi? Tiếu Quế Đường cố ý thở dài, lợi hại, rất thành công, chúng tôi nỗ lực lâu như vậy mà không thành công ký được hợp đồng với tập đoàn Thiên Niên, Phó Thị trưởng Trương vừa xuất mã đã khiến tập đoàn Thiên Niên lựa chọn phong trạch, thật là đáng chúc mừng. Trương Dương từ trên mặt y không nhìn thấy bất kỳ thành phần cao hứng nào cả, mỉm cười nói, chủ nhiệm Tiếu có nói thật lòng không đó. Tôi sao chẳng thấy ông cao hứng như vậy nhỉ? Làm lãnh đạo, tầm mắt phát phóng xa một chút, phong trạch và Giang Thành vốn là một nhà. Đừng có phân rõ như vậy. Tiếu Minh cười nói, thị trưởng Trương nghĩ nhiều rồi, chủ nhiệm Tiếu đâu có hẹp hòi như vậy. Trương Dương không khỏi chế giễu, chủ nhiệm Tiếu nổi danh là lòng dạ rộng rãi mà lại. Trương Dương trước giờ không thích Tiếu Quế Đường, Tiếu Minh trước đây có quan hệ không tốt với hắn, nhưng gần đây Tiếu Minh lại nghiêng về phía trận doanh của Triệu Dương Lâm,
khiến quan hệ giữa Trương Dương và y không còn được thân mật như ngày xưa nữa. Trương Dương lừa chẳng muốn tiếp đãi họ, mượn cớ có việc rồi đi ra chỗ khác. Chương 390, Trần Tai. Lý Trường Vũ dừng trước bục triển lão của nhà máy chế phẩm Phong Trạch, y cảm thấy rất hứng thú đối với những chế phẩm sinh vật mà họ sản xuất. Nhà máy chế phẩm sinh vật Phong Trạch lợi dụng đặc sản của Phong Trạch như bạch quả, ngưu bàng để chế ra một loạt các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Lý Trường Vũ cầm một hộp bạch quả lên uống một ngụm, sau đó hỏi thăm kỹ càng tình hình sản xuất và tiêu thụ của sản phẩm. Đồng thời vào lúc Lý Trường Vũ khảo sát, quản đốc nhà máy chế thuốc Giang Thành Thường Hải Thiên cũng cảm thấy rất hứng thú đối với những sản phẩm này. Trước đây gã từng chú ý tới sản phẩm của nhà máy chế phẩm sinh vật Phong Trạch. Theo sự phát triển của thời đại, trình độ sinh hoạt của người dân không ngừng được đề cao, đối với sản phẩm dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe càng lúc càng coi trọng. Trong kế hoạch của Thường Hải Thiên năm nay, tiến vào thị trường chăm sóc sức khỏe được gã coi là trọng điểm đề xuất, Thường Hải Thiên đã nhìn ra nhà máy chế phẩm sinh vật Phong Trạch bất kể là trên quy mô hay là công nghệ sản xuất đều rất lạc hậu, Thường Hải Thiên đã có ý định liên doanh với nhà máy chế phẩm sinh vật Phong Trạch. Lý Trường Vũ cũng quen Thường Hải Thiên, y cười nói, quản đốc Thường tới rồi à, có kế hoạch gì không? Thường Hải Thiên cười nói, có chút hứng thú với những sản phẩm chăm sóc sức khỏe của họ. Lý Trường Vũ nói, tốt, 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 chính là phải phát huy tác dụng dẫn đầu của những xí nghiệp cỡ lớn các anh, phát huy ưu thế khu vực, dẫn dắt xí nghiệp địa phương của địa khu Giang Thành đi theo một con đường phát triển đặc sắc thuộc về mình. Thẩm Khánh Hoa ở bên cạnh cũng bắt tay thân thiết với Thường Hải Thiên. Hy vọng những xí nghiệp ra các vị có thể mang tới những lối suy nghĩ và kinh nghiệm quản lý tiên tiến cho Phong Trạch. Trên chính sách nếu có chỗ nào cần chính phủ địa phương chúng tôi giúp đỡ, chúng tôi nhất định sẽ ủng hộ toàn lực. Tôn Đông Cường cười nói, quản đốc Thường là bạn cũ của chúng tôi đó. Trương Dương cùng hai vợ chồng Lương Thành Long và Lâm Thanh Hồng đi tới, gã mỉm cười chào hỏi Lý Trường Vũ, thị trưởng Lý, tôi hôm nay bật quá nên không tiếp đãi được ngài chu đáo. Đợi lát nữa đi ăn tôi sẽ kính ngài thêm hai chén. Lý Trường Vũ cười nói, công tác quan trọng hơn, làm tốt hội kinh mậu lần này mới là việc cần làm. Sau khi Trương Dương đi, Lý Trường Vũ nói với Thẩm Khánh Hoa, bí thư Thẩm, tiểu Trương thế nào? Thẩm Khánh Hoa biết quan hệ giữa Trương Dương và Lý Trường Vũ rất tốt, tất nhiên không đi nói xấu hắn, cười bảo, rất tốt, trẻ tuổi, có nhiệt tình, có năng lực, hội kinh mậu lần này làm náo nhiệt như vậy toàn là nhờ vào cậu ta đó. Những lời này của Thẩm Khánh Hoa cũng là thật lòng. Hội kinh mậu mùa hè lần này quả thật là do một tay Trương Dương làm nên, trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã làm ra được tràng diện lớn như thế này, phòng mắt khắp Giang Thành cũng không có người thứ hai làm được. Tôn Đông Cường sau khi đi tới bên cạnh Tiếu Minh chào hỏi, Tiếu Minh nhìn cảnh náo nhiệt ở trước mặt, chua xót nói, đồng chí Đông Cường, hội kinh mậu lần này của các anh làm tốt quá, rất nhiều nhà đầu tư có thực lực đều bị các anh kéo tới Phong Trạch rồi. Chủ nhiệm phòng chiêu thương Giang Thành Tiếu Quế Đường nói, Phong Trạch và Giang Thành nên là bổ sung cho nhau chứ không phải là đào góc tường của nhau. Tôn Đông Cường cười cười, chủ nhiệm Tiếu hình như không thích hội kinh mậu lần này của chúng tôi. Tiếu Quế Đường không chút khách khí, nói tôi đương nhiên hy vọng hội kinh mậu mùa hè của Phong Trạch có thể thành công, nhưng tôi nhìn không nhìn quen hành vi chỉ vì cái trước mắt của một số người, vì mò vớt chính thích cá nhân, không tiếc làm tổn hại lợi ích của mọi người, đây chính là đào góc tường. Có lẽ có thể giành được thành tích trong khoảng thời gian ngắn, nhưng về lâu về dài thì nhất định sẽ không tốt. Không có lợi cho phát triển, không có lợi cho đoàn kết. Tiếu Minh thở dài, nói, đồng chí Quế Đường, anh nói ít đi vài câu có được không, đừng để người ta coi là nhỏ nhen. Những bộ áo da mà Đồng Hân Vũ tài trợ khiến cho tổng tài của tập đoàn Thiên Kiêu Lâm Thanh Hồng rất hứng thú, Trương Dương gọi Đồng Hân Vũ tới, giới thiệu với Lâm Thanh Hồng, theo sự nóng lên của thị trường áo da trong nước. Lâm Thanh Hồng gần đâu cũng đang tiến vào phương diện này, cô ta muốn bàn chuyện hợp tác với Đồng Hân Vu. Lương Thành Long lần này tới là để ủng hộ cho Trương Dương, hay là để hoàn tất giao phó nhà xưởng hối thông. Trương Dương và gã ngồi xuống dưới ô che nắng, thư ký phó trưởng Trinh cầm tới hai bình nước. Từ lúc chia tay ở Đông Giang, hai người cũng chưa liên hệ với nhau, Lương Thành Long nói, Trần Thiệu Bân từ chức rồi, mở công ty đầu tư tín dụng, nghe nói là đang đầu tư vào cổ phiếu. Trương Dương cười nói, hai người bọn anh thế nào rồi? Lương Thành Long buồn bã lắc đầu, nói, chẳng có cách nào cả, cậu ấy hiện tại coi như kẻ thù ấy. Trương Dương nói, Kiều Bằng Phi làm quá đáng quá. Lương Thành Long nói, Trương Dương, trong lòng mấy cậu có phải là rất khinh thường tôi không? Trương Dương uống một ngụm nước rồi mới nói, đại trưởng phu có cái có thể làm, có cái không thể làm,
chuyện lần trước lập trường của anh khiến mọi người rất thất vọng. Lương Thành Long nhìn Trương Dương, nói, bao gồm cả cậu. Trương Dương gật đầu. Lương Thành Long nói, lúc trước khi còn đi học thường nói tới khái niệm nhân sinh quan, tôi phát hiện ra sự vật không ngừng phát triển và biến hóa, nhân sinh quan cũng không ngừng phát triển và biến hóa. Trương Dương cười nói, bí thư Cố lui xuống rồi, hiện tại người đứng đầu Bình Hải là bí thư Kiều, cho nên anh mới dựng lại nhân sinh quan của mình. Lương Thành Long nói, người làm ăn lấy lợi làm đầu, có khái niệm này, tôi không thể không làm rất nhiều chuyện mà mình không thích, rõ ràng là trong lòng khó chịu, nhưng ngoài miệng tôi lại không thể nói vậy. Trương Dương nói, con người mà phải sống như anh phải chăng là rất khổ. Nếu tôi không lựa chọn phương thức sống này, e rằng sống còn khổ hơn. Trương Dương cười cười không nói gì. Lương Thành Long nói, Trần Thiệu Bân vốn không cần phải từ chức, nhưng cậu ấy không chịu cúi đầu, không chịu thừa nhận hiện thực, cho nên mới phải đi bước này. Trương Dương nói, từ chức đối với cậu ấy mà nói chưa chắc đã là một chuyện xấu. Lương Thành Long nói, kỳ thực Thiệu Bân chỉ là một kẻ chịu hy sinh mà thôi, dựa vào thân phận và địa vị của ông già cậu ấy, chắc có thể bảo vệ được cậu ấy, nhưng Kiều Bằng Phi cứ một mực đuổi giết Thiệu Bân đến cùng, nguyên nhân là gì? Nguyên nhân chính là được sự đồng ý của Bí thư Kiều lợi dụng loại phương thức này để hạ mã uy với Bộ trưởng Trần, cũng là nhắc nhở đám cán bộ của Bình Hải. Trương Dương nói, đấu tranh chính trị thật sự là quá phức tạp. Lương Thành Long cười nói, cậu đừng có ở đây mà than vãn nữa, kỳ thực cậu sớm đã nhìn ra rồi, Bình Hải hiện giờ nhìn thì bình tĩnh, nhưng kỳ thức sóng ngầm cuồn cuộn, trận đấu tranh chính trị này sớm muộn rồi cũng sẽ tới thôi. Trương Dương nói, anh không phải là một người làm ăn ư. Từ lúc nào biến thành một chính trị gia vậy? Lương Thành Long nói, làm ăn ở quốc gia chúng ta, không hiểu chính sách, không hiểu được tinh thần của bên trên thì chỉ có đường chết. Nói tới đây, gã nhìn Thầy An Ngữ Thần, Kiều Mộng Viện, Thời Duy ba người bước về phía họ, Lương Thành Long cười nói, Kiều Tổng, bàn được hạng mục gì rồi? Kiều Mộng Viện cười nói, chưa phát hiện được hạng mục gì hay, vừa mới xem nghi thức ký hợp đồng của tập đoàn Thiên Niên, 500 triệu nhân dân tệ, Trương Dương. Hội Kinh Mậu lần này đã đứng ở thế bất bại rồi. Trương Dương cười nói, tôi cũng không ngờ người Nhật Bản lại nhìn chúng khối địa phương này. Thời Duy nói, anh lừa người ta tới đây không phải là để kháng hạn cứu tài ư. Trương Dương cười nói, lời gì qua miệng cô cũng biến thành công lợi như vậy cả. Tôi bảo này Thời Duy, cô theo chị cô học tập đi, lấy của dân thì phải trả cho dân. Cảnh giới tối cao của làm sinh ý chính là hồi báo xã hội chứ không phải là lấy của xã hội. Thời Duy nhướng mày. Không cần anh dạy dỗ tôi, tưởng làm phó thị trưởng thì oai lắm à? An Ngữ Thần nói, Thời Duy, cô sao lúc nào cũng đối lập với sư phụ tôi thế? Hôm nay cao hứng như vậy, hai người đừng có nói những lời khó nghe nữa có được không? Thời Duy trợn mắt với Trương Dương, chẳng thèm nói chuyện với hắn. Lương Thành Long nói thật, tiền mặt của tôi gần đây rất eo hẹp, không ủng hộ cho cậu lại không hay, biểu diễn trần tai tối nay, tôi định ở ngay hiện trường quyên 20 vạn. Nhiều hơn thì chịu. Trương Dương cười nói, quyên bao nhiêu là tự nguyện mà, anh cho dù là không quyên góp thì tôi cũng cảm kích anh lắm rồi, có thể tới ủng hộ tôi chính là sự ủng hộ lớn nhất đối với công tác của tôi. Bọn An Ngữ Thần cầm nước uống ngồi xuống hết dưới máy che nắng, An Ngữ Thần nói, tôi đã nói chuyện với Thường Lăng Phong rồi, định bỏ ít tiền ra làm trường học. Trương Dương ngây ra, nói, làm trường học ư. An Ngữ Thần gật đầu, Thường Lăng Phong đã nói với tôi về chuyện cải cách giáo dục. Muốn làm một thí điểm ở Phong Trạch Nhất Trung, dẫn nhập đầu tư vào trường tư, tôi đã đọc bản kế hoạch của anh ta, nếu như mở trường tư có thể thực hiện được mà có lời, tôi có thể lợi dụng mô thức tương tự để làm. Trương Dương nói, sao lại nghĩ tới làm giáo dục vậy? An Ngữ Thần nói, anh quên rồi à, ông tôi lúc còn sống cũng xây rất nhiều trường tiểu học Cờ Đỏ Xuân Dương, kỳ thực tôi lúc nhỏ đã muốn lớn lên làm một cô giáo, hiện tại coi như là hoàn thành ước nguyện xưa của tôi đi. Trương Dương gật đầu. An Ngữ Thần ngoài mặt trông có vẻ lông bông, nhưng kỳ thực lại là một gái rất tốt bụng, nghĩ tới mệnh vận tương lai của cô ta, Trương Dương trong lòng không khỏi nảy sinh thương xót, trước mắt vẫn chưa có cách nào chữa khỏi được chứng thiên sinh tuyệt mạch của cô ta, hy vọng trời cao có thể cho cô ta thêm chút thời gian, có lẽ trong tương lai không xa, mình có thể nghĩ ra phương pháp chữa khỏi triệt để cho cô ta. Trương Dương nói, khai phá quản trường thương nghiệm chùa Nam Lâm tiến hành đến đâu rồi? An Ngữ Thần nói, toàn bộ đều giao cho chị Mộng Viện phụ trách, tôi lười chẳng muốn quản. Kiều Mộng Viện cười nói, Ngữ Thần là phó tướng, giá năm nay của quảng trường thương nghiệp chùa Nam Lâm không ngừng tăng lên, hạng mục khai phá hiện tại chẳng qua mới chỉ được 1/3,
nhưng sự thu đã khiến chúng tôi thu hồi lại hết toàn bộ vốn rồi, lợi nhuận rất khả quan. Lương Thành Long không khỏi hâm mộ thở dài, thật không ngờ khối đất đó hiện giờ lại thành điểm nóng của Giang Thành. Kiều Mộng Viện nói, chủ yếu là vì cải tạo tòa nhà bách hóa Giang Thành, ảnh hưởng đối với thương nghiệp Giang Thành rất lớn, nhu cầu mua đồ của thị dân Giang Thành không bởi vì sự cải tạo của tòa nhà bách hóa mà đình trệ, cho nên quảng trường thương nghiệp chùa Nam Lâm của chúng tôi lại khai nghiệp đúng vào lúc này, hiện giờ đã có ba thương gia cỡ lớn vào rồi, giá đất của quảng trường thương nghiệp tất nhiên là nước lên thì thuyền lên. Lương Thành Long cũng tham dự vào một bộ phận công trình xây dựng, hắn cười nói, tài vận của Kiều Tổng khiến người ta thật sự là hâm mộ. Kiều Mộng Viện nói, tiền công trình của anh nên chi trả rồi, lần này tới Giang Thành vừa hay thanh toán tiền công trình của Hối Thông cho anh. Trương Dương thì chỉ quan tâm tới kháng hạn Trần Tai, không có nhiều hứng thú với sinh ý của họ. Kiều Mộng Viện nói, kháng hạn Trần Tai lần này, công ty Hối Thông của tôi sẽ quyên 300 vạn, thị trưởng Trương thấy thế nào? Con số này khiến cho Trương Dương giật nảy mình, 300 vạn, nhiều thế à? Kiều Mộng Viện nói, lấy của dân, trả cho dân mà. Lúc này, Lâm Thanh Hồng tới tìm Lương Thành Long, mấy người bọn họ đều là bạn bè, sau khi Lâm Thanh Hồng chào hỏi mọi người, tuyên bố một tin tức tốt, cô ta vừa mới cùng nhà máy thuộc gia Đông Phương Phong Trạch ký giấy hợp tác. Tin tức tốt liên tiếp được đưa đến, Thẩm Khánh Hoa trước giờ luôn nghiêm túc cũng không khỏi mặt mày hớn hở, tạm thời không nói tới hiệu quả của buổi diễn từ thiện để Trần Tai buổi tối, chỉ thành tựu mà hội kinh mậu hiện tại đạt được đã vượt quá dự tính của y rồi. Buổi diễn khai mạc hội kinh mậu buổi tối được cử hành ở sân vận động Giang Thành, sân vận động có sức chứa cả vạn người chật kín như nêm, sau khi Lý Trường Vũ và Thẩm Khánh Hoa thay nhau phát biển, biểu diễn chính thức bắt đầu. Tiếng dẫn chương trình của Hải Lan vang lên, trong tiếng nhạc, Hà Hâm Nhan đã bắt đầu tiết mục múa mở màn. Cả Giang Thành đều chú ý tới buổi diễn tối này của Phong Trạch, buổi diễn tối do đài truyền hình Phong Trạch và Giang Thành cùng nhau truyền trực tiếp. Thị trưởng Giang Thành Tả Viên Chiêu cũng ngồi ở nhà thưởng thức buổi biểu diễn Trần Tai này, tôi hôm đó, anh cả của y là Tả Ủng Quân, chị dâu Tưởng Tâm Tuệ đều tới nhà ông ta làm khách, sau khi ăn cơm xong thì cùng nhau thưởng thức tiết mục này. Nhìn con số quyên góp không ngừng tăng trên màn hình, đám phụ nữ đều không ngừng phát ra tiếng kinh ngạc. Tả Ủng Quân nói, 1.300 vạn, không ngờ buổi biểu diễn Trần Tai lần này của Phong Trạch lại thành công như vậy. Tả Viên Chiêu nói, Trương Dương vẫn có chút nhân mạch mà. Tạ Ủng Quân không hiểu lắm về buổi diễu Trần Tai của Phong Trạch lần này, có chút kinh ngạc nói, là Trương Dương tổ chức à? Tạ Viên Chiêu gật đầu, thằng nhóc này là nhân tài, hội hiệp đàm kinh mậu, buổi diễn từ thiện Trần Tai kháng hạn, hai chuyện đều làm hữu thanh hữu sắc, không dễ dàng, đúng là không dễ dàng. Tạ Ủng Quân nói, Trương Dương đúng là không tồi. Lúc nói câu này không khỏi nhìn sang bà vợ, nếu lúc trước không phải là vợ mình phản đối, hiện tại tình cảm giữa Trương Dương và con gái mình. Tả Hiểu Tình chắc phát triển rất tốt rồi. Tưởng Tuệ Tâm từ trong ánh mắt của chồng hiểu được ý tứ của y, có chút chột dạ cúi đầu xuống. Tả Viên Chiêu nói, Hiểu Tình kỳ nghỉ này có về không? Tả Ủng Quân nói, vẫn chưa quyết định, con bé này đã rất lâu rồi không về, anh sợ nó còn quên cả cha mẹ rồi ấy chứ. Tả Viên Chiêu cười nói, anh à, anh đừng lo lắng, Hiểu Tình là một đứa trẻ hiếu thuận, nó đi tới đây cũng không quên anh chị đâu. Lúc này người chủ trì trên màn hình tuyên bố danh sách quyên góp đợt 2, đứng thứ nhất chính là Kiều Mộng Viện tặng 300 vạn nhân dân tệ, Tưởng Tuệ Tâm phát ra tiếng kinh hô Kiều Mộng Viện đúng là có tiền. Tả Viên Chiêu mỉm cười, hiếm có là cô ta có thể khẳng khái như vậy. Đứa con gái này của Bí Thư Kiều đúng là không đơn giản. Buổi biểu diễn từ thiện bế mạc trong tiếng ca réo rắt của Mao Văn Anh. Theo tiếng hát vang lên, Bí Thư Thị ủy Phong Trạch Thẩm Khánh Hoa cũng bỏ được hòn đá ở trong lòng. Tất cả đều được tiến hành rất thuận lợi, hoàn mỹ, hội kinh mậu mùa hè còn có 2 ngày, nhưng vào ngày đầu tiên đã có được sự thành công như thế này, buổi diễn từ thiện Trần Tai thu được 2.900 vạn tiền quyên góp, con số này có thể nói là cực kỳ kinh người, có khoản tiền này, công tác kháng hạn cứu tai của sẽ biến thành thuận lợi hơn nhiều. Mà tất cả những điều này đều là Trương Dương một tay xúc thành, Thẩm Khánh Hoa nhìn về phía Trương Dương ở đằng xa, Trương Dương đang cùng Thường Lăng Phong nói chuyện với người của Thương đoàn Nhật Bản. Song phương nói chuyện rất vui vẻ. Năng lực của thằng ôn này đúng là không thể hạn lượng. Bí thư Trầm, lần này tổng cộng quyên được 2.910 vạn đồng. Phó thị trưởng thường vụ Trần Gia Niên sau khi xác minh con số quyên góp, kích động chạy đến bên cạnh Thẩm Khánh Hoa báo cáo. Thẩm Khánh Hoa gật đầu, y đột nhiên ý thức được rằng, Trương Dương đang thông qua một loạt những hoạt động này gia tăng sức ảnh hưởng của mình ở Giang Thành,
Sau khi trải qua lần hội kinh mậu và quyên góp lần này, ảnh hưởng của Trương Dương ở Phong Trạch không nghi ngờ gì nữa sẽ tăng mạnh. Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô như sấm rền, giọng hát của Mao Văn Anh giành được tiếng reo hò nhất trí của người xem, cô ta không ngừng cảm ơn. Toàn thể thành viên tham gia buổi biểu diễn Trần Tai lần này đều xuất hiện ở trên trung tâm sân khấu nói lời cảm ơn với mọi người. Giọng nói của kích động của Hải Lan vang lên, buổi biểu diễn từ thiện vì Trần Tai lần này tới đây là kết thúc, tin rằng dưới sự chỉ dẫn chính xác của Đảng, dưới sự dẫn dắt của lãnh đạo chính phủ thị ủy, dưới sự nỗ lực chung của toàn thể nhân dân thành phố Phong Trạch, dưới sự giúp đỡ của các nhân sĩ nhiệt tâm tới từ các phương diện của xã hội, chúng ta nhất định có thể giành được thắng lợi trong cuộc chiến tranh kháng hạn lần này. Chúng ta hãy cùng nhau hát bài, ngày mai sẽ tốt hơn, để nghênh đón ngàn mai tươi đẹp hơn của thành phố Phong Trạch. Hiện trường vang lên tiếng nhạc của bài Ngày Mai Sẽ Tốt Hơn, trưởng thư ký thị ủy Tề Quốc Viễn đi đến bên cạnh Thẩm Khánh Hoa, nhắc nhở y và phó thị trưởng thường vụ Giang Thành Lý Trường Vũ cùng tới gặp mặt toàn thể thành viên tham gia buổi biểu diễn Trần Tai. Thẩm Khánh Hoa và Lý Trường Vũ cùng nhau đi lên sân khấu, Lý Trường Vũ nói, buổi biểu diễn từ thiện vì Trần Tai rất thành công. Công tác kháng hạn của Phong Trạch chắc sẽ thuận lợi hơn nhiều. Thẩm Khánh Hoa tâm tình rất tốt, gật đầu, nói, đa tạ sự ủng hộ của lãnh đạo, chính phủ thành phố và thị ủy Phong Trạch chúng tôi nhất định sẽ làm công tác cứu tai thật tốt, sớm ngày chiến thắng trận chiến với đại tự nhiên này. Bọn họ vừa nói chuyện vừa đi lên sân khấu, tối ngày hè tuy nóng nực, nhưng trong lòng Thẩm Khánh Hoa lúc này lại thống khái như được ăn cầm vậy, can đảm sử dụng Trương Dương là một chiêu diệu kỳ của y. Có điều y cũng hiểu rằng sử dụng Trương Dương cũng phải cẩn thận, thằng ôn này là một con dao hai lưỡi, dùng tốt thì có thể giúp mình đạp bằng mọi chông gai, dùng không tốt sẽ có thể làm bị thương chính mình. Thẩm Khánh Hoa đang tính toán thì trên mặt đột nhiên cảm thấy mát rượi, y vô thức đưa tay lên sờ. Nước, có nước rơi xuống mặt mình, y cho rằng ai đó không cẩn thận vẩy mồ hôi, nhưng lập tức lại có một giọt nước nữa rơi lên trán y. Thẩm Khánh Hoa có chút ngây ra. Lý Trường Vũ ngẩng đầu lên nhìn trời. Một lát sau mới hỏi, sắp đổ mưa rồi à? Y vừa dứt lời, một ánh chớp rực rỡ chói mắt rạch phá bầu trời đen kịt, chiếu cho cả sân vận động sáng như ban ngày, sau đó là một loạt tiếng sấm vang lên trên không trung. Khi mọi người còn chưa có phản ứng thì một trận mưa như chút nước đột nhiên đổ xuống, Lý Trường Vũ, Thẩm Khánh Hoa và những diễn viên đứng trên sân khấu còn chưa kịp đi thì đã dính phải một trận mưa to gió lớn. Trên mặt Thẩm Khánh Hoa đầy vẻ bất khả tư nghị. Y thực sự không thể nào tưởng tượng được rằng, trận mưa này lại tới đột ngột như vậy, không hề có dấu hiệu báo trước nào. Trước hôm nay, Đài khí tượng Thủy Văn còn dự báo rằng gần đây trời sẽ không mưa, xem ra dự báo thời tiết của Đài khí tượng cũng có lúc không chuẩn xác. Mọi người bắt đầu rời khỏi sân vận động, đi tìm nơi trú mưa, chỉ có Thẩm Khánh Hoa vẫn đứng trong mưa gió, y giống như là ngây ra đó, không thể nào tin được những gì đang xảy ra trước mắt là thật. Trưởng thư ký thị ủy Triệu Quốc Đống chạy đến bên cạnh y. Không biết từ đâu tìm được một cái hồ đứng đằng sau che cho Thẩm Khánh Hoa, lớn tiếng nói, bí thư Thẩm, chúng ta đi tránh mưa thôi. Thẩm Khánh Hoa lẩm bẩm, mưa rồi, đúng là mưa rồi. Tề Quốc Viễn vừa cười vừa gật đầu. Thẩm Khánh Hoa nói, tôi không đi đâu cả, tôi sẽ đứng ở đây xem, trận mưa này rốt cuộc là có thể rơi bao lâu. Thẩm Khánh Hoa lo lắng đây chỉ là một trận mưa bóng mây, sợ thời gian mưa quá ngắn, không hóa giải được tình hình hạn hán của Phong Trạch. Sự thực chứng minh, sự lo lắng của y là thừa, mưa không ngừng rơi, hơn nữa tạm thời không có hiện tượng ngừng. Trương Dương trước tiên là đưa bọn Kiều Mộng Viện, An Ngữ Thần, Thời Duy, Hồ Nhân Như lên xe, sau đó trực tiếp lái xe pick-up của mình tới cửa sau phòng nghỉ, từ đó đón Hải Lan và Hà Hâm Nhan, sau khi vào trong xe, bọn họ đều biến thành chuột lột. Trương Dương cười nói, thảm qua, cả người ướt sũng rồi. Hải Lan vừa dùng khăn lau tóc vừa cười nói. Hâm Nhan múa hay quá, khiến cho ông trời cảm động, thật sự là mưa rồi. Hà Hâm Nhan cũng dùng khăn lau nước mưa trên người, nói chiêu thương, kháng hạn, cầu mưa toàn bộ đều thành công rồi, Trương Dương, anh lần này là tam hỷ lâm môn. Trương Dương cười nói, anh sớm đã nói rồi, bọn em tới, tình hình hạn hán sẽ được hóa giải. Hải Lan và Hà Hâm Nhan mặt đều nóng lên, mặt đẹp cúi xuống, trong lòng xấu hổ không chịu nổi, thầm trách thằng ôn này lời gì cũng nói ra được. Trương Dương tự có logic của hắn, nói, một người họ Hà, một người họ Hải, tình hình hạn hán gì ở trước mặt bọn em cũng phải lui bước. Hà Hâm Nhan nghe hắn nói vậy thì không khỏi cười khúc khích, kể ra cũng có mấy phần đạo lý, chị Nhân Như còn là họ Hồ nữa. Hải Lan cười càng lúc càng hăng, chẳng lẽ ở nơi xa xôi thật sự đều được định trước rồi ư? Mưa quá to,
xe của Kiều Mộng Viện vẫn đỗ ở đó, xe pickup của Trương Dương lái tới trước xe cô ta, Kiều Mộng Viện nháy đèn với hắn, Trương Dương cầm điện thoại lên gọi cho Kiều Mộng Viện, cô đi sau xe tôi. Hà Hâm Nhan đột nhiên ồ một tiếng, cô ta chỉ vào mái hiên ở phía bên phải, chính là chị em Phùng Lộ Phùng Nguyệt, hai người đang đứng đó trú mưa. Trương Dương lái xe tới, gọi hai chị em họ lên xe. Đưa chị em Phùng Lộ về nhà mất không ít thời gian, đợi khi bọn họ về tới khách sạn Bạch Lộ thì đã gần 11 giờ rồi, lúc xuống xe trên người họ vẫn còn sũng nước mưa, quản lý bộ phận khách sạn Lữ Yến vội vàng ra đón khách quay về, nhìn thấy Trương Dương về, cô ta lặng lẽ gọi Trương Dương sang một bên, nói nhỏ cái tên nửa đực nửa cái đó lại gây chuyện rồi, đá vỡ một bình hoa của đại sảnh chúng tôi, thật là khó hầu hạ. Trương Dương biết người cô ta nói là Kiều Trị, trợ lý của Tịch Nhược Lâm, liền cười bảo, ngày mai là họ đi rồi, bỏ đi, ghi tổn thất lại, lát nữa tôi thanh toán với các cô. Lữ Yếu cười nói, chưa ăn gì đúng không, tôi ở sảnh Phú Quý chuẩn bị một bàn ăn rồi đó. Trương Dương mỉm cười gật đầu, được, tôi lập tức đến ngay. Đợi đám con gái Kiều Mộng Viện, Hà Hâm Nhan thay y phục xong cũng lại mất nửa tiếng đồng hồ, Trương Dương dẫn 6 vị đại mỹ nữ tới sảnh Phú Quý ngồi. Hắn nói với nhân viên phục vụ, bất kể là lạnh hay nóng, có gì mang hết lên, mọi người đều đói rồi. Kiều Mộng Viện và Thời Duy cũng cảm thấy trận mưa này quá đột ngột, An Ngữ Thần nói, may mà trận mưa này rơi sau cuộc biểu diễn, nếu không thì chẳng có lý do mà xin quyên góp. Mưa bên ngoài vẫn đang rơi, Trình Diễm Đông nhìn ra ngoài, nói, tình hình hạn hán của Phong Trạch được hóa giải rồi, không cần phải quyên góp nữa. Kiều Mộng Viện cười nói, Thời Duy, đừng nói vậy. Em đừng có dọa thị trưởng Trương, để anh ta cho rằng chúng ta muốn ăn quỵt. Cả bàn đều bật cười. Trương Dương nói, Kiều Tổng, cô nói vậy là không có hậu đạo rồi, tôi là loại người như vậy ư. Những khoản tiền quyên góp này không phải là chui vào túi cá nhân tôi, cô cũng không thiếu tiền mà. Lấy của dân, trả cho dân, toàn bộ đều là dùng cho người dân Phong Trạch, cũng coi như là giúp những người có tiền như bọn cô tích chút công đức đi. An Ngữ Thần nói, tiền quyên góp lần này không phải là một con số nhỏ, gần 3.000 vạn, nhất định phải đảm bảo được sử dụng vào những khoản từ thiện, tôi nghe nói địa phương hay có hiện tượng ăn bớt tiền quyên góp lắm. Trương Dương cười nói, yên tâm đi, lát nữa tôi sẽ trọng điểm đề xuất chuyện này. Hồ Nhân Như nói, rất khó mà yên tâm được, tôi còn nhớ năm ngoái tỉnh Vân An gặp lũ lụt, đã phát sinh sự kiện quan viên tham ô tiền quyên góp, sau cùng xử lý qua loa. Vì chuyện này mà dẫn tới một trận bút phạt của giới truyền thông. Trương Dương nói, tôi phát hiện các cô rất thiếu lòng tin vào cán bộ của đảng và quốc gia. Hà Hâm Nhan nói, đó là bởi vì những cán bộ quốc gia như các anh thiếu thành tín. Thời Duy gật đầu, nói tôi tán đồng quan điểm của Hà Tiểu Thư, hiện tại rất nhiều cán bộ cơ sở đều hủ hóa, rất thiếu trách nhiệm. Trương Dương giơ tay xin hàng, được rồi, tôi không tranh cãi với các cô nữa, chúng ta ăn cơm thôi. Lúc này ở bên ngoài truyền tới tiếng cãi vã, Trương Dương không khỏi nhíu mày, muộn như vậy rồi mà ở bên ngoài còn vang lên giọng nói chói tai của đàn ông, người có thể phát ra loại giọng này không nhiều, cho nên Trương Đại Quan Nhân dễ dàng tỏa định lên người Kiều Trì. Kiều Trì cũng cùng Tịch Nhược Lâm tới ăn tối, nguyên nhân mà y phát hỏa là hiềm mùi vị thức ăn không ngon, không những ở ngay tại chỗ ném vỡ cốc, còn đánh nhân viên phục vụ một cái, nữ nhân viên phục vụ bị đánh ôm mặt đứng ở một bên rưng rưng nước mắt. Bởi vì khách sạn Bạch Lộ rất tôn trọng lần tiếp đãi này, yêu cầu mỗi một nhân viên phục vụ bị đánh cũng không được đánh lại, bị chửi cũng phải nhịn, cho nên cô ta chỉ có thể đứng đó thổn thức, Lữ Yến vội vàng cười bồi nói xin lỗi với Kiều Trì. Trương Dương nghe thấy tiếng bước ra, nhìn Tịch Nhược Lâm, nói chuyện gì? Tịch Nhược Lâm lạnh lùng nói, đừng có hỏi tôi, phục vụ của các anh thực sự là quá kém. Kiều Trì rít lên, tôi gọi 3 lần rót nước, cô ta vẫn không nghe thấy. Điếc à! Nếu như là ở Hương Cảng của chúng tôi, nhân viên phục vụ có tố chất kém như thế này sớm đã bị đuổi rồi. Trình độ phục vụ ở Đại Lục các người thật sự là quá lạc hậu. Lữ Yến nói, xin lỗi, tôi sẽ thay người. Trương Dương nói, bởi vì chuyện này mà đánh người à. Kiều Trì chống nạnh, trừng mắt lên, đánh cô ta là để cho cô ta nhớ, để cô ta cải thiện chất lượng phục vụ. Tịch Nhược Lâm ề à nói, bỏ đi, đừng có so đo với họ nữa, chúng ta đi. Kỳ thực chuyện này Tịch Nhược Lâm mới là đầu sỏ, cô ta tuy nể mặt Vương Chuẩn mà tới Phong Trạch, nhưng rất không hài lòng với phí biểu diễn, thông qua phương thức này để phát tiết sự bất mãn đối với phía chủ sự. Kiều Trì đang định đi thì bị Hà Hâm Nhan nghe thấy tin cản lại, Hà Hâm Nhan nói, ông phải xin lỗi. Thấy Hà Hâm Nhan và An Ngữ Thần đều tới, Trương Dương vui vẻ đứng xem,
lui ra sau một bước, nói khẽ với An Ngữ Thần, Tiêu Yêu, nên làm gì thì các cô tự cân nhắc nhé. Kiều Trì rít lên, cút, có tin tôi báo cảnh sát không? Còn chưa nói xong thì Hà Hâm Nhan đã ra tay rồi, tát một cái rõ kêu lên mặt y, Kiều Trì bị đánh cho ngây ra đó, y rất nhanh liền có phản ứng, tổ sư. Mày dám đánh bà à? Y bất chấp tất cả xông về phía Hà Hâm Nhan. An Ngữ Thần đứng ở bên cạnh đã có chuẩn bị, không đợi Kiều Trì xông lên, một cú đá ngang đã đá lên bụng dưới của y. Vũ lực của An Ngữ Thần trong đám nữ hài này là ưu tú nhất, cú đá của cô ta có thể đá ngã một con trâu, huống chi là tên Kiều Trì bán nam bán nữ này. Kiều Trì hôm thảm một tiếng bay ra sau, đụng lên cửa sổ của phòng ăn, chỉ nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ không ngừng vang lên, thằng cha này nằm trên thủy tinh vỡ, nhiều nơi trên người bị thủy tinh rạch rách, chảy ra không ít máu, thật sự là thảm không nỡ nhìn. Tịch Nhược Lâm nhìn thấy cảnh trước mặt thì sợ đến nỗi hoa dung thất sắc, cô ta đứng dậy, nói các người quá đáng quá rồi. An Ngữ Thần lạnh lùng nói, đừng có lấy cờ hiệu của Hương Cảng ra mà diễu võ dương oai, các người không đại biểu được cho Hương Cảng đâu, xin lỗi. Lư Yếu thấy đánh nhau thật rồi, sợ chuyện to ra, vội vàng khuyên, bỏ đi, đều là hiểu lầm thôi mà. Kiều Mộng Viện nói, hiểu lầm thì có thể tùy tiện đánh người à. Người ta không phân cao thấp sang hèn gì cả, không tôn trọng người khác chính là không tôn trọng bản thân mình. Tịch Tiểu Thư, thân là một nhân vật công chúng, hành vi vừa rồi của các cô đã tự bôi xấu hình tượng của mình, cô nên xin lỗi vì hành vi vừa rồi của các cô. Tịch Nhược Lâm bật khóc, các người đều là một đám vô lại. Tôi muốn kiện các người. Đại đội hình cảnh Khưu Kim Trụ lúc này cũng nghe tin chạy tới, trong thời gian hội kinh mậu, gã đóng ở khách sạn Bạch Lộ, phụ trách an toàn cho quý khách tới tham dự, cho nên nghe thấy động tĩnh liền kịp thời chạy đến. Tịch Nhược Lâm nhìn thấy cảnh sát tới, gan cũng to ra không ít, ả rít lên, tôi muốn báo cảnh sát, bọn họ uy hiếp an toàn cá nhân của tôi, còn đánh hội đồng trợ lý của tôi nữa. Khưu Kim Trụ nhìn thấy Trương Dương, trong lòng lập tức hiểu ra, Trương đại quan nhân lại gây chuyện rồi, mình không muốn quản, mà có quản cũng không được, gã chỉ coi như là không nghe thấy, cười nói thị trưởng Trương, có phiền phức gì à? Trương Dương xua xua tay, nói, ở đây không có chuyện của anh. Anh dẫn người giữ cửa vào, đừng để người không phận sự tùy tiện tiến vào. Tịch Nhược Lâm vừa nghe thấy câu này liền sợ rồi, cảnh sát không những không đừng ở phía cô ta mà còn muốn giúp Trương Dương giữ cửa, cô ta run giọng, nói, anh muốn làm gì? Trương Dương thở dài, nói Tịch Nhược Lâm, chúng ta cũng coi như là người quen của nhau, cô có thể tới phong trạch biểu diễn tôi rất cảm kích cô, nhưng cô tới mà không cam tâm tình nguyện, cả ngày xịu cái mặt ra, tôi cũng nhịn, nhưng cô mượn cớ khi phục chị em giai cấp của tôi thì con mẹ nó không đúng rồi. Tịch Nhược Lâm lần này thực sự sợ rồi, lúc này Vương Chuẩn và Lưu Chính đều tới, đáng tiếc là Khưu Kim Trụ chặn cửa không cho họ vào, Vương Chuẩn hét lên, nói, Phó Thị trưởng Trương, nể mặt tôi, cho qua chuyện này đi. Tịch Nhược Lâm gào lên, bọn người đại lục đều là hạng lừa đảo, lừa tôi diễn xuất mà lại không trả tiền cát xê. Kiều Mộng Viện đột nhiên nói, bao nhiêu? Tịch Nhược Lâm ngây ra, không hiểu ý của cô ta. Thời Duy đầy vẻ khinh thường nhìn cô ta, nói, chị tôi hỏi tiền cát xê của cô bao nhiêu? Kiều Trì cả người đầy máu từ trên mặt đất bò dậy, y bị một cước của An Ngữ Thần đá cho sợ rồi, lảo đảo đi tới bên cạnh Tịch Nhược Lâm, Tịch Tiểu Thư lên sân khấu ở bên ngoài đều là 10 vạn. Kiều Mộng Viện đã lấy tập chi phiếu ra, viết đúng 10 vạn nhân dân tệ lên trên, đưa cho Thời Duy cầm lấy ném cho Kiều Trì, mở cái mắt chó của ông ra mà nhìn đi, 10 vạn đồng đó. Kiều Trì cầm lấy tờ chi phiếu, nhất thời không biết nên buồn hay nên vui, đứng ngây đơ ra đó. Kiều Mộng Viện lạnh lùng nói, hiện tại các người có thể nói xin lỗi rồi đó. Tịch Nhược Lâm cắn cắn môi, nước mắt vòng quanh, đây không phải là bởi vì ả diễn tốt, mà là thật sự bị dọa cho sợ rồi. Kiều Trì bước tới cạnh nữ nhân viên phục vụ vừa rồi bị y đánh, nói nhỏ, xin, chấm xin lỗi. Người ta ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, thằng cha nửa được nửa cái này cũng biết đạo lý này. Nhân viên phục vụ đó mắt đỏ mừng nhìn Kiều Trì, đột nhiên giơ tay lên tát trả cho y một cái, đánh cho mặt Kiều Trì nổi lên 5 vết ngón tay. Cô ta thút thít nói, đánh là để cho ông biết, người Trung Quốc chúng tôi không phải là dễ bắt nạt đâu. Mỗi người đều có tôn nghiêm của mình. Bất kể là địa vị xã hội như thế nào, bất kể là tài phú có bao nhiêu thì phần tôn nghiêm của con người cũng không thể bị chà đạp. Tịch Nhược Lâm sau khi nói xin lỗi liền cùng Kiều Trì ỉu xìu bỏ đi. Trong quá trình Trương Dương căn bản không ra tay, hắn nhìn đám con gái với ánh mắt khen ngợi, trong lòng không khỏi tự đắc, cái tát của Hà Hâm Nhan đánh rất hay, một cước của An Ngữ Thần đá rất đẹp,
một tờ chi phiếu của Kiều Mộng Viện viết rất tuyệt, con mẹ nó toàn là nữ nhân có đăng đèn cũng khó tìm. Trương đại quan nhân đột nhiên nảy sinh ra một ý nghĩ, nữ nhân tốt như vậy nếu mình không thể có thì há chẳng phải là tiếc nuốt một đời ư. Kiều Mộng Viện tất nhiên là không đoán ra được suy nghĩ của Trương Dương lúc này, cô ta mỉm cười với Trương Dương, xin lỗi, chuyện tối nay mang đến phiền phức cho anh rồi. Trương Dương cười bảo, không sao, tôi cũng muốn lấy 10 vạn đồng ra ném vào mặt cô ta, nhưng tôi thanh liêm liêm khiết, không lấy đâu ra được nhiều tiền như vậy. Kiều Mộng Viện bật cười, nụ cười này như gió mát khiến người ta say đắm, Trương đại quan nhân bất giác có chút ngây ngốc. Kiều Mộng Viện từ trong ánh mắt của hắn ý thức được gì đó, nói khẽ, muộn quá rồi, chúng ta về nghỉ ngơi thôi. Sau khi bọn Kiều Mộng Viện đi, Vương Chuẩn lúc này mới đi tới, y cũng lộ vẻ không biết phải làm sao, Tịch Nhược Lâm là y mời từ Hương Cảng tới, xảy ra chuyện này, y cũng khó ăn khó nói. Trương Dương vỗ vai y, nói, xin lỗi, tại con ả này phách lối quá. Vương Chuẩn cười nói, cô ta còn có chút quan hệ, chỉ sợ chuyện này về sau sẽ dẫn tới phiền phức. Trương Dương nói, với chút năng lực của ả, dìm chết ả cũng chẳng làm nổi lên chút bọt nước nào. Vương Chuẩn hiểu rất rõ thủ đoạn của Trương Dương, nghe thấy câu này không khỏi run bắn người. Trương Dương cười nói, anh đừng sợ, tôi lười chẳng buồn đi so đo với một ả minh tinh cấp 3. Vương Chuẩn nói, dưới tay tướng mạnh không có linh yếu, mấy vị hồng nhanh chi kỷ của anh cường hãn thật. Trương Dương cải chính, cái đồ gọi là có lòng chính nghĩa. Trận mưa này của Phong Trạch rơi suốt một đêm cũng không dừng, ngày hôm sau khi mở cuộc họp thường ủy, mưa vẫn đang rơi, trên mặt mỗi một thường ủy đều mang theo vẻ vui mừng, bọn họ đều biết trận mưa này có nghĩa là sẽ hóa giải được tình hình hạn hán của Phong Trạch với trình độ rất lớn. Bí thư thị ủy Thẩm Khánh Hoa trước tiên tổng kết lại thành quả của hội kinh mậu tiến hành tới hiện tại, tỏ ý rất vui vì thành tích có được hiện tại. Các vị thường ủy cũng biểu hiện ra vẻ lạc quan. Sau khi kết thúc cuộc họp thường ủy, Tôn Đông Cường đặc biệt ở lại, vẻ mặt của gã rất ngưng trọng hồi báo lại với Thẩm Khánh Hoa chuyện phát sinh ở khách sạn Bạch Lộ tối qua. Hắn kể lại một phiên bản khác về chuyện Minh Tinh Hương Cảng bị đánh, Tịch Nhược Lâm cũng đã tỏ ý phải truy cứu trách nhiệm của người liên quan. Tịch Nhược Lâm không khỏi nhíu mày, xem ra trên thế giới này không có chuyện thập toàn thập mỹ, sự vui mừng mà hội kinh mậu mang tới cũng không khỏi bị nhạt đi mấy phần. Y nói với Tôn Đông Cường, chuyện này anh cứ xem thế nào mà xử lý, cố giữ thái độ giáo dục phê bình, đừng khiến cho chuyện to ra. Việc của Thẩm Khánh Hoa gần đây rất nhiều, loại chuyện nhỏ như thế này, y quả thật là không có tinh lực để hỏi. Quay về văn phòng, bà vợ Triệu Quốc Hoa lại gọi điện tới truy hỏi, từ lúc Triệu Quốc Đống bị phía Giang Thành giải đi, vợ không ngừng cãi nhau với y, nói lại y không có bản sự, nói rằng ông ta không quản nổi chuyện nhà mình, Thẩm Khánh Hoa bị nói cho đau hết cả đầu. Cuối cùng vẫn an ủi được bà vợ. Thẩm Khánh Hoa bình tĩnh suy nghĩ, trước tiên vẫn gọi điện thoại tới thị lý, Thẩm Khánh Hoa là bạn cũ của Mã Ích Dân, thường ủy thành phố Giang Thành, chủ tịch hội hiệp thương chính trị, y muốn thông qua Mã Ích Dân để tìm hiểu tình hình của Triệu Quốc Đống. Mã Ích Dân cũng giúp Thẩm Khánh Hoa nghe ngóng không ít tin tức nội mạc, y nói với Thẩm Khánh Hoa, Quốc Đống đã thừa nhận nhận hối lộ trong quá trình xây dựng tòa nhà văn phòng của Cục Công an, trước mắt viện kiểm sát và ủy ban kỷ luật đều đã gia nhập. Đang tiến hành nhận định con số hối lộ, có điều căn cứ vào những gì mà tôi biết hiện tại, có thể là không quá nặng đâu, thái độ nhận tội của Quốc Đống khá tốt, chỉ cần kịp thời nộp lên chỗ tiền nhận hối lộ, tòa sẽ xử nhẹ hơn. Thẩm Khánh Hoa nói, lão Mã, Quốc Đống là tôi nuôi nấng từ nhỏ tới lớn, bản tính của thằng bé này không xấu. Mã Ích Dân nói, anh yên tâm đi, chúng ta là bạn nhiều năm, tôi nhất định sẽ giúp nó, lão Thẩm, hội kinh mậu của Phong Trạch là rất oanh động. Cả Bình Hải đều bị chấn động đó. Nhắc tới hội kinh mậu, Thẩm Khánh Hoa cảm thấy có chút an ủi, cũng không tồi, giành được thành quả rất lớn. Mã Ích Dân nói, có một câu tôi phải nhắc nhở anh, đào góc tường người của mình là việc không nên làm. Thẩm Khánh Hoa trong lòng thắt lại, câu này của Mã Ích Dân có ám chỉ gì đó, lão Mã, anh có gì thì nói thẳng ra đi. Mã Ích Dân nói, tập đoàn thiên niên của Nhật Bản vốn muốn chọn khu phát triển của Giang Thành. Lần này các anh đã cướp đi một khoản đầu tư lớn của Giang Thành đó. Thẩm Khánh Hoa nghe xong chuyện này thì không khỏi bật cười, Phong Trạch cũng là một bộ phận của Giang Thành, nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài, đầu tư của tập đoàn thiên niên của không rơi vào tay nhà khác mà. Mã Ích Dân nói, từ quan điểm toàn cục thì là vậy, nhưng có một số bộ môn lại không thấy vậy, tôi nghe nói bí thư Đỗ và thị trưởng Tả rất không cao hứng. Y dừng lại một chút rồi nói, tên Trương Dương này rất thích thể hiện, anh dùng hắn không tồi. Hắn đích xác là có chút năng lực, nhưng anh phải chú ý,
không cẩn thận lại bị hắn kéo xuống nước đấy. Thẩm Khánh Hoa trong lòng bỗng nảy sinh cảnh giác, nói khẽ, lão Mã, những lời của anh hôm nay sao có chút cao thâm mạt chắc thế. Mã Ích Dân nói, lão Trầm, tôi cũng không giấu anh, tôi nghe nói Triệu Quốc Đống bị xuống đài là bởi vì trong nội bộ Cục Công an Phong Trạch có người tố cáo, Cục trưởng, Phó Cục trưởng tân nhiệm của Cục Công an Phong Trạch hiện tại đều là người mà Trương Dương ra sức tiến cử cho Vinh Bằng Phi, tên trẻ tuổi này cũng cao tay đấy. Thẩm Khánh Hoa nói, Quốc Đông làm sai, không oán trách được người khác. Mã Ích Dân nhắc nhở Thẩm Khánh Hoa, Trương Dương trước khi tới Phong Trạch đảm nhiệm chức phó thị trưởng, từng của Ủy ban kỷ luật tỉnh mượn dùng một thời gian, bí thư huyện ủy Xuân Dương Chu Hằng cũng chính là bị hắn kéo xuống đài, vết xe đổ không thể không đề phòng. Tim Thẩm Khánh Hoa lập tức trầm xuống, lời nói của Mã Ích Dân không thể không khiến y nghĩ nhiều, chẳng lẽ Trương Dương tới Phong Trạch không phải chỉ đơn giản để làm phó thị trưởng chủ quản văn giáo vệ sinh ư? Mã Ích Dân nói, chúng ta là bạn bè nhiều năm, nhưng gì nên nói không nên nói tôi đều nói hết với anh rồi, sau này anh tự cẩn thận thêm, khổ sở vì đảng vì quốc gia công tác cả đời, ngàn vạn lần đừng để lật thuyền trong rãnh. Gác điện thoại, Thẩm Khánh Hoa rơi vào trầm tư rất lâu, các loại hiện tượng chứng tỏ, Triệu Quốc Đống xuống ngựa có liên quan rất mật thiết với Trương Dương, từ sau khi Trương Dương tới, Phong Trạch dưới sự lãnh đạo của y đã bí xé ra một vết rách. Mà Trương Dương thì không ngừng tìm lấy và khoách đại quyền lực của mình, thời gian hắn tới tuy không lâu, nhưng nội bộ Cục Công an, Cục Giáo dục đều lặng lẽ có thay đổi, người trẻ tuổi này sẽ không thỏa mãn ở đây đâu, bước tiếp theo của hắn muốn lựa chọn ở đâu. Trương Dương không để chuyện Tịch Nhược Lâm kiện cáo ở trong lòng, trong mắt hắn Tịch Nhược Lâm chỉ là một minh tinh cấp 3 thiếu tố chất, mặc dù là có mang vầng sáng ảnh hậu, nhưng còn cách 4 chữ đức nghệ song hành quá xa. À có lẽ ở Hương Cảng còn có chút năng lực. Nhưng ở nước mẹ Trung Quốc thì không có chỗ cho cô ả lên tiếng. 50 vạn mà Thẩm Khánh Hoa cho rõ ràng là không đủ cho phí hội nghị, căn cứ theo tính toán sơ bộ, còn thiếu 87 vạn nữa, cho nên sau khi hội kinh mậu kết thúc, Trương Dương lập tức bảo Phong Trạch thảo một đơn xin kinh phí, sau khi tìm thị trưởng Tôn Đông Cường ký, liền đưa tới tay Thẩm Khánh Hoa. Thẩm Khánh Hoa đáp ứng rất nhanh, nhưng xin kinh phí đưa được một tháng rồi mà vẫn như là đá chìm xuống biển, chẳng thấy tăm hơi. Trương Dương cuối cùng cũng không nhịn được mà tới văn phòng bí thư tìm Thẩm Khánh Hoa. Thẩm Khánh Hoa thấy Trương Dương tới thì vẫn tỏ vẻ rất hòa ái, tiểu Trương, cậu tới có việc à? Trương Dương nói, bí thư Thẩm, đơn xin kinh phí mà lần trước tôi gửi cho ngài, ngài nói là cầm lên hội thường ủy theo trình tự, xin hỏi đã phê duyệt chưa? Thẩm Khánh Hoa giả vờ đang cố gắng nghĩ lại, một lúc sau mới cười nói, cậu xem trí nhớ của tôi kìa, thảo luận rồi. Trương Dương nói, sao? Ký chưa? Trong mắt Trương Dương, thị lý ký là chuyện đương nhiên, mình lập được công lao lớn như vậy cho Phong Trạch, chút phí hội nghị này thông qua phê thẩm chắc là không có vấn đề gì. Thẩm Khánh Hoa mấp máy môi, rất lấy làm tiếc lắc đầu, các thường ủy nhất trí cho rằng, phí hội nghị quá cao, yêu cầu anh viết ra một hóa đơn hội nghị tường tận, sau đó sẽ thẩm hạch lại. Trương Dương nói, bí thư Thẩm, chúng ta mở họp 3 ngày, tổ chức một cuộc biểu diễn từ thiện toàn minh tinh. Tất cả cộng lại mà 137 vạn, khoản phí hội nghị này không nhiều, các ông hiểm phí hội nghị cao. Bảo tôi phải đưa ra hóa đơn, ý gì đây? Hoài nghi tôi tham ô ư? Thẩm Khánh Hoa cười nói, tiểu Trường, đừng nghĩ quá, là trình tự thường quy thôi, không phải là nhắm vào cậu. Trương Dương nói, phí chiêu đãi của khách sạn Bạch Lộ tôi nợ, diễn viên đúng là biểu diễn từ thiện thật, nhưng vé máy bay vé xe cho người ta đi lại tôi phải trả, những nhà đầu tư. Lãnh đạo cũng là chúng ta chiêu đãi miễn phí, bí thư Thẩm không phải là nói có bạn từ xa tới là vui rồi ư, muốn khiến cho tất cả khách khứa tới Phong Trạch đều hài lòng, tôi đã khiến họ hài lòng rồi, tiền quyên góp thu được đến 2.900 vạn, sao 130 vạn tiền phí chiêu đãi lại khó khăn thế? Không phải chỉ thêm có 87 vạn thôi ư, các thường ủy hoài nghi gì vậy? Thằng Ôn này tức mà không có chỗ xả, con mẹ nó, ông giúp chúng mày mở mặt, giờ lại làm khó ông. Thẩm Khánh Hoa vẫn cười nói, tiểu Trương, cậu đừng nóng, tôi có nói là không cấp đâu, nhưng chuyện gì cũng phải có trình tự, chúng ta là cán bộ đảng, chi một xu cũng phải là chứng cứ để tra, vé máy bay, vé xe chúng ta chi cho họ, nhưng nói sao cũng phải là cuống vé chứ, mỗi một khoản chi đều có hóa đơn, nếu không thì chúng ta chi tiền vào đâu. Sau này biết ăn nói thế nào với các đồng chí, ăn nói thế nào với người dân Phong Trạch. Trương Dương hiểu rồi, thằng già này nghiêm túc là giả, làm khó mình mới là thật. Hắn gật đầu, nói, được, các thường ủy muốn hóa đơn, tôi sẽ gửi cho họ hóa đơn, nhưng mỗi một vị khách người ta tới không nhất định sẽ gửi vé xe vé máy bay lại, chỗ tiền này tính sao?
Bí thư Thẩm, ngài định bảo tôi bỏ tiền túi ra trả à? Thẩm Khánh Hoa nói, sao vậy được? Cậu lần này lập được đại công lớn như vậy cho Phong Trạch, tôi đang chuẩn bị thưởng cho cậu, Tiểu Trương, chuyện nào ra chuyện đó, công là công, tư là tư, chúng ta nhất định phải phân rõ ràng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 390.